Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 173. Chủ cảnh. Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói. Có thể là trên chủ cảnh, không biết đối phương có thân phận gì, vì sao lại vẫn lạc ở đây. Ở bên cạnh, Diệp Chi Bắc quan sát nam tử trung niên một thoáng, sau đó. Nói. Thọ mệnh tới rồi. Nam tử trung niên này không phải bị người ta giết chết, mà là đại nạn tới, tọa hóa tại chỗ. Nhìn nam tử trung niên trước mắt, ba người đều trầm mặc. Vẫn lạc, bất kỳ ai cũng sẽ có một ngày như vậy. Một người sống càng lâu thì lại càng không muốn chết, con người ai cũng có dục vọng muốn sống. Nhưng khi đại nạn tới, người không muốn chết cũng phải chết. Sinh tử trước mặt, bao nhiêu người có thể làm được? Một lát sau, Dương Diệp nói khẽ. Vị tiền bối này đặt ba món đồ này ở đây, hiển nhiên là muốn để lại cho người có duyên. Điều này chứng minh, vị tiền bối này có lẽ có chút không cam lòng, có chút không nỡ, nhưng vẫn nhìn thấu rồi. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Hắn có thể đi đến loại trình độ này, tuyệt đối không phải người bình thường. Đáng tiếc vẫn bại bởi đại đạo, bại bởi thời gian. Ba người thi lễ với di thể của nam tử trung niên, tiếp theo, Hình Bỉ Thanh nói. Ba thứ này chia thế nào đây? Chia thế nào? Dương Diệp nhìn nạp giới, quét một chút, bên trong có 150 viên giới tinh. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ta chỉ cần giới tinh, còn lại các ngươi chia, được không? Hắn thiếu nhất kỳ thật chính là giới tinh, về phần bảo vật gì đó, hắn không thiếu. Cái hắn thiếu nhất là giới tinh thôi. Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn nhau một cái, cuối cùng, Hình Bỉ Thanh nhìn quyển trục thượng cổ và châm dài, sau đó nói. Hai thứ này nếu mang đi bán đấu giá ít nhất có thể bán được 600 viên giới tinh, cộng với 150 viên giới tinh trong nạp giới của Diệp huynh ngươi, cộng lại là 750 viên giới tinh, cho nên, ngươi nên cầm 250 viên giới tinh. Nói xong, nàng ta bấm tay búng một cái, 50 viên giới tinh dừng ở trước mặt Dương Diệp, mà Diệp Chi Bác ở bên cạnh cũng lấy ra 50 viên giới tinh đặt ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, thu hồi 100 viên giới tinh. Nhìn thấy Dương Diệp thu hồi rồi, Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh cũng thu hồi thứ mình thích. Lần phân phối này mọi người đều rất hài lòng. Ba người lại thi lễ với nam tử trung niên, sau đó rời khỏi sơn động, đồng thời ở cửa vào sơn động bày ra từng đạo kết giới. Trong đây có một vị cường giả đã vẫn lạc. Để hắn được yên giấc đi. Sau khi ba người rời khỏi sơn động, lại tiếp tục đi xuống. Lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói. Mục đích của ta, là một kiện thần khí ở bên dưới, kiện thần khí đó là một bộ giáp, siêu việt thần khí, tương đương với bán siêu thần khí. Dương Diệp hơi gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Ngươi thì sao? Diệp Chi Bắc nói. Cũng là vật đó. Dương Diệp hơi ngẩn người, lập tức cười nói. Hai người các ngươi sẽ không đánh nhau chứ? Hình Bỉ Thanh cười nói. Không đâu, chúng ta sẽ dùng phương pháp hòa bình để giải quyết. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi thì sao, ngươi không động lòng à? Dương Diệp nói. Có, nhưng các ngươi đã cần thì ta sẽ nhường. Hình Bỉ Thanh cười nói. Thật hay giả thế? Dương Diệp nói. Vậy các ngươi nhường cho ta nhé. Hình Bỉ Thanh lắc đầu cười. Thế thì không được. Dương Diệp cười nói. Trước kia ngươi tặng ta một viên nội đan, hiện tại lại dẫn ta tới đây, ta đã lời lắm rồi. Làm người, không thể quá tham. Hình Bỉ Thanh nhìn Dương Diệp, không nói gì, nhưng trong lòng lại càng tán thành hắn hơn. Không ai thích kẻ có lòng tham không đáy cả. Hơn nữa, tiếp xúc thêm, nàng ta phát hiện, vị con tư sinh của Diệp gia này lúc bình thường rất dễ nói chuyện, là một người đáng để kết giao. Mà Diệp Chi Bắc cũng nhìn Dương Diệp, có điều nàng ta không nói gì. Cứ như vậy, ba người tiếp tục đi xuống, rất nhanh. Hình Bỉ Thanh đi đằng trước đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp cúi đầu nhìn, cuối tầm mắt, hắn nhìn thấy một kiện giáp bồng bềnh, giáp màu lửa đỏ. Dương Diệp phát hiện, lúc này sắc mặt của Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc đều có chút ngưng trọng. Dương Diệp lại cúi đầu nhìn, rất nhanh, thần sắc hắn cũng dần dần trở nên ngưng trọng, ở nơi đó, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang phiêu giật. Mà khi nhìn thấy bóng đen đó, cảm giác đầu tiên của hắn chính là, nguy hiểm. Lúc này, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Hình Bỉ Thanh không dám đi một mình. Nơi này thật sự rất nguy hiểm. Lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói.
ta đã từng tới một lần rồi, có điều thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở đây. Vật đó ta cũng không biết là gì, rất mạnh, không chỉ mạnh, còn rất quỷ dị, tuy thực lực của ta hiện giờ đã mạnh hơn lúc trước không ít, nhưng vẫn không nắm chắc. Dương Diệp nhìn về phía giáp lửa bên dưới. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Tiểu Bạch, nếu có Tiểu Bạch ở đây, nàng ta chỉ cần vẫy tay một cái, bảo vật kiện tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn chạy đến trước mặt nàng ta. Đáng tiếc là không có tiểu gia hỏa đó ở đây. Bên cạnh Dương Diệp, Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói. Lát nữa ba chúng ta đồng loạt ra tay. Dương Diệp nhìn bóng đen phía dưới, sau đó gật đầu. Không biết mới là đáng sợ nhất. Bóng đen phía dưới, hắn không biết là gì, bởi vậy, cũng không nắm chắc có thể áp chế nó, nếu ba người liên thủ thì cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Bắt đầu chứ? Dương Diệp hỏi. Hình Bỉ Thanh cười nói, Diệp huynh, vẫn chưa biết thực lực chân chính của ngươi, có thể cho chúng ta xem thử không? Thực lực chân chính? Nàng ta chỉ biết Dương Diệp từng chảm sát một vị cường giả ngũ giới. Nhưng nàng ta không biết đây có phải là dùng ngoại vật hay không? Hoặc là nói, nàng ta muốn biết có phải là Dương Diệp dùng thực lực bản thân để chảm sát hay không? Phải biết rằng, phàm là loại yêu nghiệt này đều sẽ có một số con bài chưa lật, bởi vì chính bản thân nàng ta cũng có. Mà loại con bài chưa lật này không phải là thực lực của bản thân họ, mà là thực lực đến từ gia tộc. Diệp Chi Bắc cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn bóng đen phía dưới, đột nhiên, hắn bấm tay búng một cái, một luồng kiếm quang trực tiếp bắn xuống. Nhưng mà luồng kiếm quang đó còn chưa tới gần được bóng đen thì đã trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp lập tức nhíu lại. Quỷ dị quá! Thần sắc của Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc cũng trở nên ngưng trọng. Cuối cùng, Dương Diệp nói. Ta và Diệp Tiểu Thư sẽ kiềm chế nó, Bỉ Thanh cô nương ngươi thừa cơ cướp lấy kiện giáp lửa đó. Chúng ta đừng ham chiến với nó. Hình Bỉ Thanh do dự một thoáng, sau đó nói. Ta và Chi Bắc sẽ kiềm chế, còn ngươi thì đi cướp giáp, dù sao cũng là chúng ta muốn giáp lửa đó mà. Dương Diệp đang định nói thì Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc đã lao về phía dưới. Rầm rầm. Hai cỗ uy áp cường đại ập tới, hai cỗ uy áp này trong nháy mắt đã khóa chặt bóng đen đang bồng bềnh. Lúc này, bóng đen đó đã ngừng lại. Mà Dương Diệp thì ngự kiếm xuất hiện cạnh giáp lửa, hắn đang muốn lấy nó thì đột nhiên một bàn tay khổng lồ đen xì đột nhiên quét về phía hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, giơ tay lên chém ra một kiếm. Bùm! Một kiếm hạ xuống, bản thân Dương Diệp thì lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà bay cùng còn có Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh. Lúc này, khóe miệng hai nàng đã mang theo hai dòng máu tươi. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía bóng đen, lúc này, bóng đen đó lại trôi bồng bềnh. Mạnh quá! Lúc này, Hình Bỉ Thanh ở bên cạnh đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Biết nó là gì không? Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Ta cùng với Chi Bắc thậm chí còn không biết vừa rồi bị nó đánh lui thế nào. Nó rất quỷ dị. Xuất thủ cũng cực kỳ quỷ dị. Chủ cảnh, thấp nhất. Diệp Chi Bắc lấy ra một quả dưa chuột, nói. Cường giả cấp bậc chủ cảnh. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Các ngươi giúp ta cầm chân nó năm hơi. Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn Dương Diệp, không nói gì, hai người bay thẳng xuống dưới, mà sau khi hai nàng lao xuống, Dương Diệp cũng biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại thì đã ở trước giáp lửa. Tay phải hắn vươn về phía giáp lửa, mà đúng lúc này, bàn tay to màu đen lại quét về phía hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, rút kiếm chém xuống. Lần này, hắn dùng chu. Bù! Độc thủ trong nháy mắt vỡ ra, ngay sau đó, ở phía dưới không xa truyền đến một thanh âm quỷ dị. Độc thủ đó rụt về, mà Dương Diệp thì cầm lấy giáp lửa, nhưng mà giáp lửa lại đột nhiên phun ra một cỗ hỏa diễm đỏ như máu bọc lấy Dương Diệp. Hỏa diễm đỏ như máu đó sắp đốt cháy Dương Diệp. Dương Diệp trong lòng cả kinh, vội vàng ném nó vào trong Hồng Mông Tháp. Sau khi giáp lửa bị ném vào trong Hồng Mông Tháp, vẫn phản kháng, một cỗ hỏa diễm đột nhiên phóng lên cao, muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới của Hồng Mông Tháp. Nhưng, hành động này của nó không nghi ngờ gì nữa đã khiến rất nhiều người tức giận. Một tòa tháp vàng hư ảo đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh lên giáp lửa, không chỉ vậy, Khai Thiên Phu. Chấn giới ấn, chư thiên ấn, hai thanh phi kiếm đều lao về phía giáp lửa. Hồng Mông Tháp là nhà của chúng, tên này vừa tiến vào nổi điên, chúng tất nhiên là không bỏ qua.
chỉ có hai người có thể ở đây nổi điên mà không phải trả một cái giá đắt, đó chính là Tiểu Bạch và Nhị Nha. Về phần Dương Diệp bình thường đều nổi điên ở bên ngoài, nên chúng không quan tâm. Dương Diệp không để ý tới giáp lửa, sau khi hắn thu hồi giáp lửa thì xoay người rời đi, mà đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ cường đại, Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh cũng đang muốn rút lui thì lại bị một cỗ sương mù màu đen bao phủ. Cơ hồ là không nghĩ ngợi gì, tín niệm của Dương Diệp khẽ động, bầu kiếm bên hông rung lên, hai thanh phi kiếm chém xuống, trực tiếp phá khai rồi tan sương mù. Nhưng mà sương mù màu đen sau khi bị chém thì lại càng nhiều hơn. Không chỉ nhiều hơn, còn phóng lên cao, che lấp cả không gian trên đỉnh đầu hắn. Dương Diệp mặc kệ hắc khí, ngự kiếm bay xuống phía dưới, rất nhanh, hắn nhìn thấy Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh, lúc này, hai nàng đứng đưa lưng lên trời, thần sắc vô cùng ngưng trọng, mà trên người bọn họ xuất hiện những vết máu. Nhìn thấy Dương Diệp, hai nàng có chút bất ngờ. Dương Diệp đi tới trước mặt hai nàng, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Không sao chứ? Hình Bỉ Thanh nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Cẩn thận một chút, nó đã phong tỏa khu vực này, hiện tại chúng ta không ra được. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Lát nữa các ngươi đi trước đi. Hai nàng nhìn về phía Dương Diệp với vẻ khó hiểu. Dương Diệp không nói gì, lấy ra một cái ấn, chính là Chư Thiên Ấn. Nó có thể giải bất kỳ phong ấn, kết giới, trận pháp gì. Dương Diệp muốn xem thử lão nhân đeo giỏ trúc có phải là đang thổi phồng hay không. Dương Diệp thúc giục ấn, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên từ trong Chư Thiên Ấn tỏa ra, rất nhanh ở chung quanh, kết giới vô hình đó trong nháy mắt đã biến mất, Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc trong lòng mừng lắm, đang định bỏ đi thì đúng lúc này một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên từ phía dưới phóng lên cao, đánh thẳng tới chỗ ba người. Tay phải Dương Diệp ép xuống, Chư Thiên Ấn trực tiếp rơi xuống. Ngũ giới chi lực, Chư Thiên Ấn và cỗ lực lượng đó vừa va chạm, toàn bộ vực sâu lập tức trở nên sôi trào, từng đạo lực lượng cường đại và tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Mà phía dưới ba người Dương Diệp giống như có thứ gì đó đang quay cuồng. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải vẫy một cái, Chư Thiên Ấn vừa định bay về thì lúc này một cỗ hắc khí trực tiếp khóa chặt Chư Thiên Ấn. Chư Thiên Ấn lập tức không thể nhúc nhích, không chỉ như vậy, cỗ hắc khí đó trong nháy mắt đã kéo Chư Thiên Ấn xuống. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Dương Diệp chợt lóe hàn mang. Hai đạo kiếm minh vang lên, rất nhanh, hai thanh phi kiếm chém xuống. Mà lúc này, một bàn tay màu đen đột nhiên phóng lên cao, sau đó trực tiếp tóm lấy hai thanh phi kiếm, rất nhanh, bàn tay đó trực tiếp đoạt lấy hai thanh phi kiếm. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong lòng cả kinh, tên này còn có thể cướp bảo bối à? Rất nhanh, một đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt ba người Dương Diệp. Mà phía sau hư ảnh này có ba đang lơ lửng, chính là Chư Thiên Ấn và hai thanh phi kiếm của Dương Diệp. Hư ảnh đột nhiên chỉ vào Dương Diệp. Ở lại. Nghe vậy, Dương Diệp cau mày. Làm gì? Lúc này, tay phải hư ảnh đột nhiên vung lên. Một luồng không khí màu đen ùa ra, luồng không khí màu đen này trong nháy mắt đã đánh bay ba người Dương Diệp. Không chỉ như vậy, trên người ba người lại xuất hiện ba luồng không khí màu đen. Ba luồng không khí này trực tiếp đẩy lùi họ. Đúng lúc này, luồng không khí màu đen trên người Hình Bỉ Thanh đột nhiên vỡ ra, mà trên người Hình Bỉ Thanh không biết từ khi nào có thêm một luồng không khí màu vàng, luồng không khí màu vàng đó chậm rãi quay chung quanh Hình Bỉ Thanh. Cơ hồ là cùng lúc, luồng khí màu đen trên người Diệp Chi Bắc cũng biến mất, trong tay nàng ta có thêm một cây trường tiên đen nhánh. Đó là trường tiên từ xương cốt ngưng thành. Hai nàng nhìn về phía Dương Diệp. Quanh người Dương Diệp mấy đạo kiếm quang lóe lên, mà luồng không khí màu đen này cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Coi thường các ngươi rồi. Đạo hư ảnh đó đột nhiên nói. Diệp Chi Bắc đột nhiên tung người nhảy lên, trong nháy mắt, vô số đạo tiên ảnh màu đen đã bao phủ hư ảnh. Cùng lúc đó, Hình Bỉ Thanh cũng đột nhiên xuất thủ, một luồng hào quang màu vàng trong nháy mắt đã đánh lên người đạo hư ảnh đó. Nhưng mà, hư ảnh lại không tránh né. Để mặc tiên ảnh và hào quang màu vàng đánh lên người. Kết quả là không tổn hại một cọng lông nào. Lúc này, hư ảnh đột nhiên biến mất. Bùm! Trong nháy mắt, ba người trực tiếp bay ra mấy trăm trượng. Ba người đồng thời dừng lại, vừa dừng lại, khóe miệng ba người đã trào máu. Hư ảnh còn muốn xuất thủ, lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ một tay lên. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nói chuyện.
hai nàng. Hư ảnh ngừng lại, lạnh lùng nói. Nói chuyện gì chứ, không bằng đánh nhau đi. Ba người các ngươi chưa dở con bài chưa lật mà, đặc biệt là hai nữ oa này, cách chủ cảnh chỉ còn nửa bước, không đúng, phải nói là nếu các ngươi không kìm nén cảnh giới thì hiện tại đã là chủ cảnh rồi. Ba người các ngươi cùng nhau dở hết toàn lực, có lẽ các ngươi có thể đánh thắng đấy. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Chúng ta không phải loại người giảng đạo lý, câu thông, có mâu thuẫn thì phải câu thông. Tay phải hư ảnh vung lên, hai thanh kiếm và chư thiên ấn phía sau hắn lập tức bay đến trước mặt Dương Diệp. Ta cũng không phải một người không giảng đạo lý, các ngươi đã muốn câu thông, vậy chúng ta sẽ câu thông. Dương Diệp cười cười, thu hồi ba kiện bảo vật của mình, sau đó nói. Không biết các hạ muốn câu thông thế nào? Hư ảnh lạnh lùng nói. Giáp lửa đó là của ta. Ba người. Hư ảnh lại nói. Có điều, ta có thể tặng cho các ngươi. Dương Diệp vội vàng nói. Sao có thể vô sỉ vậy chứ? Có điều, nếu là tiền bối tặng, vậy chúng ta từ chối thì bất kính. Dù sao trưởng giả đã ban thưởng thì không thể không nhận. Hai nàng. Một lát sau, hư ảnh đó đột nhiên nói. Người đâu phải là kiếm tu, người rõ ràng chính là tiện tu. Tiện tu. Ở bên cạnh, hai nàng không nhịn được muốn bật cười. Không thể không nói, một phen ngôn luận của Dương Diệp khiến cho hình tượng của Dương Diệp ở trong lòng bọn họ đã sụp đổ trong nháy mắt. Vốn là Dương Diệp ở trong mắt các nàng là loại người bất cẩu ngôn tiếu, tàn nhẫn quyết đoán. Nhưng mà bọn họ phát hiện, hắn không chỉ tàn nhẫn quyết đoán, còn co được dẫn được. Ừ, quan trọng nhất là bọn họ phát hiện ra mặt Dương Diệp rất dày. Nghe thấy lời nói của hư ảnh, sắc mặt của Dương Diệp không thay đổi, da mặt à. Có ăn được không? Hiện tại là thời đại gì? Hư ảnh đột nhiên hỏi. Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn nhau một cái, cuối cùng, Hình Bỉ. Thanh nói, tiền bối đến từ thời đại thượng cổ à? Đúng. Hư ảnh nói. Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói. Đó đã là chuyện mấy thời đại trước rồi. Quả nhiên. Hư ảnh nói khẽ. Hai nàng không nói gì, đều thầm đề phòng. Lúc này, hư ảnh đột nhiên quay sang Dương Diệp. Người biết Trần Huyền An à? Trần Huyền An. Dương Diệp biến sắc, người trước mắt này không ngờ là đến từ cùng với tiền bối Trần Huyền An. May mà không đánh, bằng không, e là sẽ bị người ta đánh chết. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp gật đầu. Biết. Hư ảnh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hắn hiện tại thế nào rồi? Dương Diệp nói, đã vẫn lạc, hiện tại chỉ còn một dòng tinh phách còn sót lại. Hư ảnh nói khẽ, không ngờ mạnh như hắn cũng thua trong tay kẻ kia, xem ra, thiên này là không thể nghịch. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, tiền bối và Trần tiền bối là bằng hữu à? Hư ảnh nói, cũng không hẳn, điều, ta rất kính nể hắn, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta nguyện ý câu thông với ngươi. Bằng không. Ba người các ngươi hôm nay đều phải chết ở đây rồi. Dương Diệp trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng rất hiếu kỳ, đối phương vì sao lại dễ nói chuyện như vậy, hiện tại hắn đã hiểu. Đối phương nhận ra Chu, phải nói là đối phương phát hiện ra hắn có quan hệ với Trần Huyền An. Xem ra, thanh danh của Trần tiền bối năm đó rất lớn. Tiền bối, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên hỏi. Hư ảnh nói. Một chốn lao tù. Nghe vậy, ba người trong lòng cả kinh, lao tù à? Dương Diệp nói. Vậy là sao? Hư ảnh nói. Các ngươi nói xem, hai nước giao chiến, nếu một bên thua thì kết cục sẽ như thế nào? Diệp Chi Bắc trầm giọng nói. Chết hoặc là bị cầm tù. Hư ảnh hơi gật đầu. Năm đó, đã có rất nhiều người phải chết, mà chúng ta thì là một đám bị cầm tù. Hình Bỉ Thanh do dự một thoáng. Sau đó nói, có thể ra ngoài không? Hư ảnh lắc đầu, giam đến chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói, có lẽ ta có thể dẫn các hạ ra ngoài. Nếu đối phương đã thể hiện thiện ý, hắn cũng có thể phóng thích thiện ý, kết giao một vị cường giả, loại chuyện này, không thiệt. Ha ha, hư ảnh đột nhiên bật cười. Dương Diệp nhìn hư ảnh. Người này không phải điên rồi chứ? Sau một lúc, hư ảnh nói. Tiểu tử, ta biết trong cơ thể ngươi có bảo vật không tồi, ngươi muốn để ta tiến vào bên trong,
sau đó dẫn chúng ta ra ngoài, phải không? Dương Diệp cũng không giấu giếm, gật đầu. Hư ảnh nói, nếu ngươi làm như vậy, kết quả chính là, ngươi sẽ thần hồn câu diệt, ngay cả một cọng lông cũng không còn. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Hư ảnh nói, có một số tồn tại, Trần Huyền An có lẽ đã nói với ngươi rồi, chưa nói cũng không sao, ngươi chỉ cần minh bạch một điểm, có những thứ là không thể đụng vào là chết. Ít nhất đối với ngươi hiện tại mà nói thì là như vậy. Dương Diệp trầm mặc, hắn biết, cái mà đối phương nói chắc chính là thiên mệnh gì đó. Không gian bốn chiều. Dương Diệp lắc đầu, những thế giới cổ xưa này hắn thật sự không hiểu lắm. Vì sao phải ngươi chết ta sống với thiên mệnh, có gì mà không thể từ từ nói chứ? Dù sao hắn cũng đã hạ quyết tâm, ngày sau nếu đụng phải thiên mệnh gì đó, nhất định phải câu thông một cách hòa bình, đánh đánh giết giết, quá dã man. Lúc này hư ảnh đột nhiên nói. Có hứng thú xuống dưới không? Đi xuống. Dương Diệp nhìn hư ảnh với vẻ cổ quái. Tiền bối, ngươi có phải muốn mượn đao giết người không? Hư ảnh nói. Giáp lửa đó chỉ là bán siêu thần khí, nhưng phía dưới, có một siêu thần khí hàng thật giá thật. Đương nhiên khẳng định là bị tổn hại rồi, siêu thần khí hoàn hảo hiện tại hẳn là cực kỳ hiếm thấy. Có điều, cho dù là siêu thần khí có tổn hại, đối với các ngươi mà nói vẫn có trợ giúp rất lớn. Thế nào, có hứng thú xuống xem không? Vì sao? Hình Bỉ Thanh hỏi. Hư ảnh nói. Ta cũng không giấu gì các ngươi, dưới ta một con nghiệt súc, cùng ta tranh đấu đã vô số năm, thực lực của nó hiện tại hẳn là chủ cảnh, các ngươi liên thủ với ta giết chết nó thì chắc là không có vấn đề gì. Ba người nhìn nhau một cái, cuối cùng, Dương Diệp lắc đầu. Ta còn có việc, không xuống nữa đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh. Các ngươi thì sao? Không đi. Diệp Chi Bắc rất nhanh gọn. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Ta cũng không đi, ba người cũng không ngu. Ở bên cạnh, hư ảnh đó trầm mặc. Dương Diệp ba người Dương Diệp cũng trầm mặc không nói gì, một lúc sau, hư ảnh nói. Cũng không bắt buộc, các ngươi đi đi. Ba người Dương Diệp không do dự, xoay người bước đi. Sau khi ba người rời đi không lâu, hư ảnh cúi đầu nhìn về phía dưới. Qua hồi lâu, hư ảnh nói. Chủ nhân, vì sao tha cho hắn? Không biết qua bao lâu, một đạo dao động từ chỗ sâu nhất vực sâu truyền. Hư ảnh vội vàng quỳ một gối. Thuộc hạ biết sai rồi. Vực sâu khôi phục bình tĩnh. Qua hồi lâu, hư ảnh quay đầu nhìn phương hướng Dương Diệp và hai nàng rời đi, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Dưới đáy vực sâu, một tiểu cô nương chừng 15-16 tuổi đang đá bóng. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện, đó không phải một quả bóng mà là một cái đầu máu me đầm đìa. Đột nhiên, nàng ta giơ một ngón tay lên. Nhân tình của ngươi, ta trả hết rồi. Bên trong một không gian mờ mịt, một lão giả đeo giỏ trúc đột nhiên ngừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn, hơi gật đầu. Hai ta không nợ gì nhau. Nói xong, lão giả đeo giỏ trúc biến mất. Dưới đáy vực, tiểu cô nương đột nhiên đá mạng vào cái đầu ở trước mặt. Bùm! Cái đầu đó vỡ tan. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía vách núi đá xa xa, bên trên có một con yêu thú dữ tợn. Nửa sau của yêu thú bị bóng tối che lấp, chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu. Nếu Dương Diệp ở đây khẳng định sẽ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì trên đỉnh đầu yêu thú đó có hai cái sừng đó rộng hệt hai cái sừng trên đầu nhị nha. Tiểu cô nương nhìn yêu thú đó, qua hồi lâu, nàng ta quay đầu. Đổi quả bóng khác. Lúc này, tất cả sinh linh trong vực sâu đều run rẩy. Ba người Dương Diệp rời khỏi vực sâu, về tới bờ. Trên mặt ba người đều đầm đìa mồ hôi lạnh. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Lần nào mà có thể dùng mấy chữ này để hình dung. Bởi vì vừa rồi, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một thứ gì đó rất đáng sợ đang nhìn chằm chằm bọn họ. Đặc biệt là Dương Diệp, hắn cảm giác có một đôi mắt đang nhìn hắn. Nguy hiểm. Vừa rồi ở bên dưới, đừng nhìn hắn thần sắc bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm nổi sóng. Bên dưới có tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Hữu kinh vô hiểm. Lúc này, Hình Bỉ Thanh đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó bấm tay búng một cái, giáp lửa xuất hiện trước mặt Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc. Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc nhìn nhau một cái, cuối cùng, Hình Bỉ Thanh nói. Diệp huynh, vừa rồi ngươi đã có được giáp lửa này, đồng thời có thể tự rời đi,
vì sao vẫn muốn xuống cứu ta và Chi Bắc? Kỳ thật, vấn đề này bọn họ đã nghĩ tới từ sớm. Dương Diệp lộ ra quá vô tư, hắn rõ ràng có thể đi, mang theo bảo vật mà đi, nhưng hắn không làm vậy, hắn ở lại, không chỉ vậy mà còn chủ động giao giáp lửa ra. Dương Diệp lắc đầu, không giải thích gì, làm người có thể có lòng tham, có thể có dã tâm, nhưng không thể không có nguyên tắc, không thể không có điểm mấu chốt. Ví dụ như người có thể phong lưu, nhưng không thể hạ lưu. Thấy Dương Diệp không nói gì, hai nàng cũng không hỏi thêm nữa, Hình Bỉ Thanh thu hồi giáp lửa, sau đó nói. Diệp huynh thật thú vị, đợi sau khi về Túy Khách Cư ta sẽ khiến Diệp huynh hài lòng. Dương Diệp cười nói. Vậy đa tạ, có thể nói chuyện không? Lúc này, Diệp Chi Bắc đột nhiên nói. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Hình Bỉ Thanh nói. Các ngươi nói đi, ta sang kia chờ. Nói xong ra ở ngoài mấy trăm trượng. Diệp Chi Bắc lấy ra một quả dưa chuột, sau đó nói. Về Diệp ra một chuyến đi. Diệp ra. Dương Diệp có chút đau đầu, hắn cười khổ, đang định lên tiếng thì Diệp Chi Bắc lại nói. Cổ Kiếm Tông đang tra lai lịch của ngươi, không chỉ Cổ Kiếm Tông, Hình gia cũng đang tra. Dương Diệp trầm mặc. Diệp Chi Bắc quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi rốt cuộc có phải con tư sinh của Diệp gia ta hay không thì ta cũng không truy cứu sâu. Nhưng hiện tại nếu ngươi là con tư sinh của Diệp gia, đối với Diệp gia chúng ta có lợi mà đối với ngươi cũng có lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Cổ Kiếm Tông vẫn đang tra à? Diệp Chi Bắc gật đầu. Không chỉ bọn họ, còn có một số thế lực khác, có điều đều bị ta chặn lại rồi. Ngươi theo ta về Diệp gia một chuyến. Những cái này đều sẽ tự biến mất. Dương Diệp nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Ngươi cảm thấy ta có phải là người của Diệp gia hay không? Diệp Chi Bắc nói. Vấn đề là ngươi có muốn trở thành người của Diệp gia hay không? Nếu ngươi muốn thì ngươi chính là vậy, nếu ngươi không muốn thì là không phải. Dương Diệp nhìn Diệp Chi Bắc hồi lâu, sau đó nói. Được, ta cùng với ngươi về Diệp gia. Hắn cần một thân phận ở Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ba người về tới chiến thành trở lại chiến thành, Diệp Chi Bắc rời đi, chỉ một lát sau, Hình Bỉ Thanh đưa tới một phần đại lễ. 200 viên giới tinh, 2 viên nội đan chủ cảnh. Xem như là thù lao. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, nhận phần đại lễ này. Dương Diệp nuốt vào một viên nội đan, mà ở trước mặt hắn, là 5 viên giới tinh, 5 viên giới tinh đang bốc cháy, huyền khí không ngừng ùa về phía Dương Diệp. Mà Dương Diệp sau khi nuốt viên nội đan đó, trong cơ thể lại có một cỗ linh khí tinh thuần bùng nổ. Hắn hiện tại, muốn vượt lên tam giới, chỉ cần nhục thân đạt tới tam giới, cảnh giới của hắn có thể đạt tới tam giới, khi đó, thực lực của hắn lại sẽ đề thăng toàn diện. Lần này, Dương Diệp không cầu gấp gáp mà cẩn thận cảm thụ tình trạng thân thể, sau khi hấp thu những năng lượng này, hắn cảm thấy những năng lượng này đang bổ sung cho nhục thân của hắn, nhục thân hắn hiện tại kỳ thật đã đạt tới trình độ nhất định. Muốn đạt tới chất biến, nếu không có cơ duyên đặc biệt lớn thì căn bản chính là chuyện không thể. Điều duy nhất hiện tại hắn có thể làm chính là từ cơ sở hiện đề thăng nhục thân của mình. Cảm thụ được biến hóa rất nhỏ trong thân thể, Dương Diệp vô cùng sung sướng, loại cảm giác này, giống như gió xuân thổi vào mặt, nhẹ nhàng man mát, vô cùng thoải mái. Cứ như vậy kéo dài chừng vài ngày, một cỗ khí tức đột nhiên từ trên người Dương Diệp tỏa ra. Dương Diệp đứng lên, vừa đứng lên. Cỗ khí tức đó đã biến mất vô tung vô ảnh. Tam giới. Hắn hiện tại, nhục thân đã đạt tới tam giới, không chỉ nhục thân, cảnh giới cũng đạt tới tam giới. Tam giới chi lực. Kỳ thật, không thể dùng tam giới bình thường để hình dung hắn, phải biết rằng, hắn không chỉ cảnh giới đạt tới tam giới, nhục thân cũng đạt tới tam giới. Dương Diệp rời khỏi phòng tu luyện, hắn đi tới trên mây, tâm niệm khẽ động. Vù vù. Hai đạo kiếm quang lặng lẽ xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng. Phi kiếm. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, sau khi nhục thân và cảnh giới đột phá, hắn bất kể trên phương diện thần hồn hay là phương diện nhục thân đều được tăng cường rất lớn. Hiện tại, phi kiếm của hắn so với lúc trước thì nhanh hơn ít nhất 3 thành. Đừng xem thường 3 thành này có nghĩa là, nếu hắn hiện tại đối mặt với một vị cường giả ngũ giới, không cần đôi thần khí đó, không dùng kiếm vực. Chỉ bằng vào 2 thanh phi kiếm này là có thể chạm sát đối phương rồi. Thậm chí là miểu sát. Kiếm tu khác với người tu luyện khác,
Rất nhiều lúc, kiếm tu giết người, chỉ cần một kiếm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều lúc, một kiếm không giết được người khác mà chính mình lại chết. Mà Dương Diệp hắn thì khác, không có kiếm, hắn còn có nhục thân. Thân kiếm đồng tu, trừ phi kiếm, hắn còn thử kiếm vực chiến thiên bạt kiếm thuật, hắn hiện tại đã có thể trồng 10 đạo kiếm vực chiến thiên bạt kiếm thuật. Hắn ở trạng thái kiếm vực chém xuống liền 10 kiếm, uy lực như vậy thật sự rất mạnh mẽ. Hắn hiện tại đối mặt với cường giả ngũ giới không ngại chút nào. Lúc này, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Diệp mở cửa, người tới chính là Diệp Chi Bắc. Diệp Chi Bắc đánh giá Dương Diệp. Tam giới. Dương Diệp gật đầu. Diệp Chi Bắc cũng gật đầu. Ta đã thông chi cho người của gia tộc rồi, người hôm nay sẽ về. Dương Diệp nói. Nhận tổ quy tông à? Nếu là như vậy, ta không thể nhận. Diệp Chi Bắc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không cần, chỉ là về gặp mặt thôi, gia tộc đã thừa nhận thân phận của ngươi, để thế nhân biết Diệp Dương ngươi là người của Diệp gia ta là được. Dương Diệp nhìn Diệp Chi Bắc, sau đó cười nói. Có một điểm chưa rõ, đó chính là vì sao cứ muốn ta về Diệp gia. Diệp gia hình như cũng đâu thiếu một người như ta. Diệp Chi Bắc khẽ lắc đầu. Ngươi sai rồi. Nói xong, nàng ta đi tới một bên ngồi xuống, cắn dưa chuột trong tay. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Giữa thế gia và thế lực lớn, không chỉ so nội tình mà còn so cả thế hệ trẻ tuổi. Bởi vì thế hệ trẻ tuổi, đại biểu cho tương lai của những thế gia này. Đế gia năm đó, người yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ tuổi chết thảm, chính là vì nguyên nhân này, bọn họ mới bị loại trừ. Đương nhiên, còn có một số nguyên nhân khác, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở đây, bởi vì, người khác cảm thấy bọn họ không có tương lai. Thiếu niên mạnh thì gia tộc mạnh. Dương Diệp nói. Nói như vậy, nếu Diệp gia không có ngươi thì cũng rất nguy hiểm, đúng không? Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Trong thế hệ trẻ tuổi rất ít khi đánh nhau, bởi vì có Vĩnh Hằng chi chủ. Nhưng tranh đấu là khó tránh khỏi. Bởi vậy, tranh đấu giữa thế lực lớn và đại gia tộc chuyển rời sang người đời sau. Cho dù mạnh như Hình gia, nếu không xuất hiện Hình Bỉ Thanh thì Hình gia bọn họ cũng sẽ sợ, thực lực của Vĩnh Hằng chi chủ rất mạnh. Bởi vì một số phân phối lợi ích là do thế hệ trẻ tuổi tranh thủ. Nghe vậy, Dương Diệp đã hiểu đại khái. Vĩnh Hằng Quốc Độ bởi vì sắp đối kháng với hoang tộc, bởi vậy có phương pháp thế này, thế hệ trước không đánh, không tranh, các loại lợi ích sẽ do thế hệ trẻ tuổi đến giải quyết. Hiển nhiên, các thế lực lớn của Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng đồng ý với phương pháp này. Dù sao, bên ngoài còn có một hoang tộc, nếu bọn họ tranh quá găng, cuối cùng sẽ chỉ tổ tiện nghi cho hoang tộc. Sau đó thì không còn gì. Mà thế hệ trẻ tuổi đến tranh, đến đấu, đều ở trong phạm vi khống chế của bọn họ, sẽ không khiến gia tộc của mình nguyên khí đại thương. Không thể không nói, phương pháp này rất hay, nhưng lại phải dựa vào yêu nghiệt thiên tài của các gia tộc. Diệp Chi Bắc lại nói. Diệp gia ta thừa nhận ngươi là người của Diệp gia, các thế lực lớn sẽ cho rằng ngươi là người của Diệp gia, bởi vì chúng ta đã thừa nhận rồi. Nghe vậy. Dương Diệp đã hiểu rõ. Xem như là một giao dịch đi. Dương Diệp hắn rốt cuộc có phải người của Diệp gia đã không còn quan trọng. Đương nhiên, theo Diệp gia, nếu đúng là người của Diệp gia thì không thể tốt hơn. Nhưng nếu không phải, vậy cũng chẳng sao, dù sao hắn tới Diệp gia sẽ tương đương với Diệp gia có thêm một thiên tài siêu cấp, có thể trấn nhiếp các thế gia khác chung quanh. Không thiệt. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vậy đi thôi. Diệp Chi Bắc hiểu ý Dương Diệp, gật đầu, sau đó cùng Dương Diệp rời khỏi túy khách cư. Sau khi ra khỏi túy khách cư, ngoài cửa thành, tuy Hình Bỉ Thanh không tới. Nhưng A Bích thay nàng ta đến tiễn Dương Diệp và Diệp Chi Bắc. A Bích nói, hai vị, tiểu thư về gia tộc, phải cách mấy ngày nữa mới có thể quay lại chiến giới. Nàng ta bảo ta tiễn hai vị. Dương Diệp hơi gật đầu. Không cần đâu. Cần chứ. Diệp Chi Bắc đột nhiên nói. Dương Diệp khó hiểu, lúc này, đó A Bích đột nhiên lấy ra hai tấm phù lục màu vàng, đưa tới trước mặt Dương Diệp và Diệp Chi Bắc. Diệp Chi Bắc cũng không khách khí, cầm lấy rồi bóp nát một tấm. Trong phút chốc, cách đó không xa xuất hiện một truyền tống trận màu vàng. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Không có phù lục này thì chúng ta không ra khỏi được chiến giới. Nói xong, nàng ta tiến vào một truyền tống trận trong đó. Dương Diệp cũng đi vào, rất nhanh, biến mất tại chỗ, ngoài chiến giới.
Bên trong một đám mây, Dương Diệp và Diệp Chi Bắc tự dưng xuất hiện. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà, hắn không phát hiện sự tồn tại của chiến giới, phải nói là hắn căn bản không cảm thụ được sự tồn tại của chiến giới. Như biết được nghi hoặc của Dương Diệp, Diệp Chi Bắc giải thích. Chiến giới chỉ có nhân tài đặc thù mới có thể vào óc, bình thường là ở trạng thái ẩn nấp, cho dù là một cường giả chủ cảnh nếu không được mời thì cũng đừng hòng mà vào được. Hai tấm phù lục này là truyền tống trận, người trong chiến giới muốn ra thì ca phải mua truyền tống phù này, một tấm khoảng 10 viên giới tinh, mà mỗi lần họ ra phải mua hai tấm, một tấm ra, một tấm vào. Đắt thế, Dương Diệp đột nhiên nói một câu. Diệp Chi Bắc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hình ra giàu có nhất, bởi vì bọn họ năm đó giành được rất nhiều đặc quyền của chiến giới. Dương Diệp cười nói. Ta phải ôm chặt lấy đùi của Bỉ Thanh cô nương này mới được. Diệp Chi Bắc không nói gì, nàng ta lướt đi. Dương Diệp nhún vai, sau đó đi theo. Trong mây, Dương Diệp ngự kiếm mà đi, ở bên cạnh hắn không xa là Diệp Chi Bắc. Trên đường, Diệp Chi Bắc đột nhiên nói. Lần này, người trở về, chỉ là một quá trình, trừ gia chủ Diệp gia ta thì không cần gặp bất kỳ ai cả. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Sau đó thì quay lại che en dưới. Về phần chuyện sau này để sau này nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Được. Diệp Chi Bắc nói. Hiện tại, các thế lực lớn đã bắt đầu chú ý tới ngươi, đặc biệt là lãnh gia, ngươi theo ta về Diệp gia, điều này có nghĩa là chuyện giữa Diệp gia và lãnh gia. Bọn họ nhất định sẽ đến Diệp gia, đến lúc đó, ngươi đừng làm gì cả, ta sẽ xử lý. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Sẽ không mang đến phiền toái cho Diệp gia chứ. Nếu phiền quá thì ta có thể tự mình giải quyết. Diệp Chi Bắc lắc đầu. Đơn giản chỉ là đấu võ miệng thôi, nếu đánh thật thì ta cũng không sợ vị lãnh đại công tử của lãnh gia bọn họ. Dương Diệp nói. Ta không thích làm phiền người khác. Diệp Chi Bắc gật đầu, sau đó nói. Vậy đến lúc đó nếu phải đánh thì ngươi đánh. Hai người đẩy nhanh tốc độ. Rất nhanh, hai người tiến vào nam giới, vừa tiến vào nam giới. Một lão giả áo xám đã xuất hiện trước mặt hai người. Lão giả áo xám này là một cường giả ngũ giới. Lão giả áo xám thi lễ với Diệp Chi Bắc. Đại tiểu thư, gia chủ có lệnh, người một mình về là được rồi. Nghe vậy, Dương Diệp ở bên cạnh nhìn lão giả áo xám, không nói gì, đối phương hiển nhiên là đang nói hắn. Diệp Chi Bắc nhíu mày. Có ý gì? Lão giả áo xám do dự một thoáng, sau đó nói. Gia chủ của lãnh gia đã đến Diệp gia. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Vậy thì sao? Lão giả áo xám nhìn Dương Diệp, muốn nói lại thôi. Dương Diệp cười nói. Diệp cô nương, nếu Diệp gia không chào đón thì ta đi vậy. Nói xong, hắn định đi, lúc này, Diệp Chi Bắc đột nhiên nói. Đừng! Dương Diệp nhìn về phía Diệp Chi Bắc, Diệp Chi Bắc nói. Diệp gia, ta làm chủ. Dương Diệp. Lão giả áo xám cười khổ, sau đó nói. Đại tiểu thư, gia chủ nói, Diệp gia không cần thiết phải vì một ngoại nhân mà gây thù hằn với lãnh gia, không đáng. Diệp Chi Bắc nhìn lão giả áo xám, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó nói. Nếu Diệp gia không chào đón, vậy chúng ta. Diệp Chi Bắc đột nhiên cắt ngang lời Dương Diệp. Ta nói rồi, Diệp gia do ta làm chủ. Nói xong, nàng ta nhìn về phía lão giả mặc áo xám đó. Từ giờ về sau, ta bãi miễn chức vị gia chủ Diệp gia của cha ta. Dương Diệp. Lúc này, bất kể là lão giả đó, hay là Dương Diệp đều ngây đơ tại chỗ. Bãi miễn gia chủ. Dương Diệp ngây ra hồi lâu, sau đó nói. Chi Bắc cô nương, cái này, gia chủ cũng có thể bãi miễn à? Diệp Chi Bắc nhìn Dương Diệp. Có thể. Dương Diệp. Đại tiểu thư. Ở bên cạnh, lão giả mặc áo xám đó đang định nói thì Diệp Chi Bắc lại xua tay. Về tộc. Nói xong, Diệp Chi Bắc trực tiếp bỏ mặc lão giả mặc áo xám đó, dỡ nổ theo Dương Diệp biến mất. Lão giả áo xám lắc đầu thở dài. Đại tiểu thư này cái gì cũng tốt, chỗ duy nhất không tốt chính là tính tình quá nóng này. Bãi miễn gia chủ. Nói nghe vui nhỉ. Có điều, hắn biết rõ. Nếu vị đại tiểu thư này quyết tâm muốn làm như vậy thì thật sự là có thể. Lão giả áo xám lại thở dài, sau đó vội vàng đi theo.
ca. Trong đám mây, Dương Diệp đi tới Diệp Chi Bắc. Diệp Chi Bắc. Diệp cô nương, thật sự không cần phải vì ta mà khiến người phát sinh mâu thuẫn với gia tộc đâu, ta. Diệp Chi Bắc nhìn Dương Diệp, cắt ngang lời hắn. Không hoàn toàn là vì ngươi. Vậy thì vì gì nữa? Dương Diệp có chút khó hiểu. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Chuyện ta dẫn ngươi về nhà, trong chiến thành và thế giới bên ngoài đã có một số người biết. Nếu lúc này Diệp gia ta bởi vì lãnh gia tới mà lựa chọn vứt bỏ ngươi, thế nhân sẽ nhìn nhận Diệp gia ta như thế nào? Phân gia sẽ nhìn chủ gia chúng ta như thế nào? Nói đến đây, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Cha ta đã già rồi. Kỳ thật, nàng ta còn một điểm chưa nói. Nàng ta sở dĩ làm như vậy, là vì nàng ta và Dương Diệp đã trải qua một việc, đối với thực lực của Dương Diệp thì biết rõ hơn người của Diệp gia. Có thể nói như thế này, bất kể là nàng ta, hay là Hình Bỉ Thanh, đều không nắm chắc chiến thắng được Dương Diệp. Dương Diệp là kiếm tu. Tam giới kiếm tu tam giới, hơn nữa còn là thân kiếm song tu. Khi ở nhị giới có thể giết ngũ giới, mà hiện tại Dương Diệp đã là tam giới, vậy thực lực sẽ như thế nào? Những lời vừa rồi của Diệp Chi Bắc không phải là nói trong lúc nóng giận, mà là nàng ta đã cân nhắc tới lợi ích trên các phương diện. Tiếp nhận Dương Diệp sẽ đắc tội với lãnh gia, nhưng cũng không đến mức phải cá chết lưới rách với lãnh gia. Mà Diệp gia sẽ có thêm một thiên tài siêu cấp. Là rất có lời. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Diệp Chi Bắc, hai người tới Diệp gia. Diệp gia ở trong một kết giới đặc thù, đây là một thế giới mở, nói là một thế giới, chẳng thà nói là một thành. Ở cửa thành, đã có hai lão giả đang đứng đợi. Lại là cường giả ngũ giới. Cũng không phải nói ngũ giới của Diệp gia nhiều như chó, mà là vì thân phận đặc thù của Diệp Chi Bắc, bởi vậy Diệp gia mới phái cường giả ngũ giới tới tiếp. Diệp Chi Bắc dẫn Dương Diệp tới trước cửa thành, hai lão giả thi lễ với Diệp Chi Bắc. Diệp Chi Bắc nói, người của lãnh gia vẫn ở đây chứ? Một lão giả gật đầu. Vẫn đang thương nghị với gia chủ ở chủ điện. Thương nghị gì? Diệp Chi Bắc hỏi. Lão giả nhìn Dương Diệp, có chút do dự. Thần sắc Diệp Chi Bắc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, đột nhiên nàng ta bấm tay búng một cái, một luồng lam quang phóng lên cao. Nhìn thấy luồng lam quang này, hai lão giả trước mặt Diệp Chi Bắc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Một lão giả kinh hãi nói. Đại tiểu thư, ngài. Diệp Chi Bắc không nói gì, mà nhìn về phía sau, rất nhanh, sau lưng nàng ta xuất hiện một người áo đen, người áo đen này mặc áo rất rộng. Cả người bị bọc kín trong đó, căn bản không nhìn thấy thân thể. Nhưng khí tức của người này lại lồ lộ trong mắt mọi người. Không phải ngũ giới, mà là chủ cảnh. Cường giả chủ cảnh chân chính. Dương Diệp cũng có chút khiếp sợ, Diệp Chi Bắc này muốn làm gì? Lúc này, người áo đen thi lễ với Diệp Chi Bắc. Diệp Chi Bắc nhìn hai lão giả trước mặt. Lập tức đi triệu tập người trong gia tộc, bao gồm cả gia chủ của các phân gia tới chủ điện. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Hai lão giả nhìn nhau một cái, một lão giả trong đó do dự một thoáng, đang định lên tiếng, lúc này, Diệp Chi Bắc đột nhiên đi tới trước mặt lão giả đó. Ta bảo ngươi đi, ngươi nghe không hiểu à? Nghe vậy, lão giả đó giật nảy mình, lúc này hắn đã hiểu, vị đại tiểu thư này là muốn làm thật rồi. Không dám khiêu chiến quyền uy đại tiểu thư, hai lão giả thi lễ với Diệp Chi Bắc rồi sau đó lui xuống. Diệp Chi Bắc ngẩng đầu nhìn xa xa, sau đó nói. Là gì, người sẽ đứng ở bên ta chứ? Người áo đen nói. Nếu không thì sao? Diệp Chi Bắc đột nhiên bật cười. Vậy thì tốt, dù sao ta cũng không có hứng thú lắm với chức gia chủ Diệp gia này. Ngươi là đang ép chúng ta à? Người áo đen nói. Diệp Chi Bắc xoay người nhìn về phía người áo đen. Là Diệp gia đang ép ta. Các ngươi đã coi ta là gia chủ đời sau của Diệp gia để bồi dưỡng, muốn ta gánh vác đại nhiệm phục hưng của gia tộc, được, ta nhận. Nhưng hiện tại, ta muốn quyền, ta muốn đại quyền của gia tộc. Người áo đen nói, chưa tới lúc. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói, ta thấy là tới rồi. Người áo đen bình tĩnh nói, mấy lão bất tử chúng ta chỉ biết đứng ở phe có lợi cho Diệp gia. Sở dĩ ra mặt là vì ngươi không phải một người lỗ mãng. Ta muốn xem thử vì sao ngươi lại vì một đứa con tư sinh của phân gia mà muốn bãi miễn phụ thân của mình, thậm chí không tiếc đối địch với lãnh gia. Diệp Chi Bắc hơi gật đầu. Vậy thì xem cho kỹ nhé. Người áo đen nói.
Ngươi làm chuyện này quá tuyệt tình, nếu không có một giải thích hợp lý thì ngươi biết hậu quả rồi đấy, Diệp Chi Bắc cười khẽ. Đương nhiên là biết. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Nàng ta xoay người tiến vào trong thành. Tại chỗ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Diệp Thành trước mặt. Gia chủ, vị trí này có thể mang đến rất nhiều thứ, quyền lợi, tài nguyên, thanh danh, nhưng chẳng phải cũng là một trói buộc sao? Một mình vẫn tốt hơn. Một người một kiếm. Dương Diệp lắc đầu cười, sau đó theo vào. Diệp Chi Bắc dẫn Dương Diệp đi tới chủ điện của Diệp gia, mà lúc này trong chủ điện của Diệp gia đã tụ tập không dưới 100 người, trong những người này có phần gia, cũng có chủ gia, đều là nhân vật hạch tâm của Diệp gia. Mà trong chủ điện có 3 cái ghế dựa, ngồi ở trên cùng là một nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh, bất cẩu ngôn thiếu, trong ánh mắt mang theo khí tức văn nhã. Nam tử trung niên này chính là Diệp Nho Huyền, gia chủ đương nhiệm của Diệp gia. Bên phải Diệp Nho Huyền là một lão giả mặc áo bào trắng, đây là một đại trưởng lão của Diệp gia, thuộc về nhân vật hạch tâm tuyệt đối của Diệp gia. Mà ở bên trái Diệp Nho Huyền thì có một nam tử trung niên, người này không phải người Diệp gia, mà là một trưởng lão của Lãnh gia. Nhìn thấy Diệp Chi Bắc tiến vào, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Chi Bắc, nhưng rất nhanh, lại hướng về phía Dương Diệp ở bên cạnh Diệp Chi Bắc. Dương Diệp thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Diệp Chi Bắc nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng, nàng ta dừng ở trên người trưởng lão Lãnh gia. Không ngờ người của Lãnh gia đã ở đây rồi. Ta bảo Lãnh cố huynh ở lại. Diệp Nho Huyền đột nhiên mở miệng. Diệp Chi Bắc nhìn phụ thân của mình. Diệp huynh là người của Diệp gia ta. Hiện tại ta muốn hắn trở về Diệp gia. Không được. Dương Nho Huyền lắc đầu. Thân phận của hắn vẫn chưa được điều tra rõ, không thể tính là người của Diệp gia ta. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Ta nói hắn là người của Diệp gia thì chính là người của Diệp gia. Diệp Nho Huyền lạnh lùng nói. Ta mới là gia chủ. Diệp Chi Bắc đi tới đối diện Diệp Nho Huyền, có người đưa tới một cái ghế. Diệp Chi Bắc ngồi xuống, sau đó nói. Vào thẳng vấn đề đi, Lãnh gia đưa ra điều kiện gì? Lúc này, tên trưởng lão của Lãnh gia cười nói. Diệp tiểu thư, Lãnh gia ta và Diệp gia trước giờ luôn rất hữu hảo, Lãnh gia hy vọng hai nhà chúng ta có thể vẫn cứ tiếp tục hữu hảo như vậy. Hơn nữa, gia chủ Lãnh gia ta đã hứa, tương lai giữa nam giới Diệp gia và đông giới Lục gia, chúng ta sẽ đứng ở phía Diệp gia. Nghe vậy, Diệp Chi Bắc đã hiểu. Diệp gia và Lục gia ở đông giới không phải cừu địch sinh tử, nhưng có tranh chấp về lợi ích, nếu Lãnh gia đứng ở phía Diệp gia, không nghi ngờ gì nữa là có lợi cực lớn đối với Lãnh gia. Phải biết rằng, Lãnh gia và Hình gia lúc trước đối với chuyện của hai nhà bọn họ luôn là tọa sơn quan hổ đấu. Lúc này, trưởng lão Lãnh gia cười nói. Diệp cô nương, người bên cạnh ngươi lai lịch không rõ, lại còn giết mấy cường giả của Lãnh gia ta. Việc này hiện tại mọi người đều biết, nếu Lãnh gia ta không làm gì đó, e là không thể ăn nói với người đời. Diệp gia là bằng hữu của Lãnh gia, nhất định sẽ đứng ở phía chúng ta, đúng không? Diệp Nho Huyền đứng lên, hắn nhìn Diệp Chi Bắc, trong mắt có chút phức tạp. Ngươi làm việc rất nhiều lúc chỉ dựa vào yêu thích cá nhân. Nhưng ta ở đứng ở góc độ của toàn bộ gia tộc để nhìn. Ngươi còn trẻ, hiện tại chưa có tư cách làm gia chủ Diệp gia. Nói xong, hắn nhìn về phía người áo đen phía sau Diệp Chi Bắc. La trưởng lão thấy thế nào? Người áo đen trầm mặc không nói gì. Lúc này, Dương Diệp đứng dậy. Ta cảm thấy ngươi làm không đúng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Người áo đen cũng nhìn về phía Dương Diệp. Diệp Nho Huyền nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói. Ta không hỏi ngươi. Dương Diệp đi tới Diệp Chi Bắc. Diệp Chi Bắc, cười nói. Không hỏi ta thì ta không được lên tiếng à? Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Gia tộc vì lợi ích, vứt bỏ tộc nhân của mình, ở Diệp gia, ở Lãnh gia, tuyệt đối là một chuyện rất bình thường. Đặc biệt với đối với những đệ tử không có địa vị, không có thân phận, không có thiên phú. Ở trong mắt chư vị, loại đệ tử này thật chính là phế vật, giữ lại cũng chỉ tốn cơm nuôi, đúng không? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc, cười nói. Đừng nhìn, còn cả ngươi nữa. Chi Bắc cô nương, thứ cho ta nói thẳng, nếu không phải bởi vì một số nguyên nhân, ngươi có dẫn ta về không? Ngươi sẽ bởi vì ta mà đối kháng với phụ thân ngươi, đối kháng với gia tộc của ngươi, đối kháng Lãnh gia sao?
Diệp Chi Bắc nhìn Dương Diệp, trầm mặc. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên, các ngươi làm như vậy, cũng không thể nói là sai. Dù sao, lợi ích của gia tộc cũng là lớn nhất. Nhưng, nói đến đây, khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, nụ cười có chút lạnh lùng. Nói thật, ta thật sự khinh thường các ngươi. Lợi ích ở trong mắt các ngươi thì lớn hơn tất cả, còn lớn hơn cả mạng của tộc nhân. Tộc nhân đối với các ngươi mà nói thì là gì? Là thân nhân, rất nhiều người còn là huyết thống chí thân, nhưng bởi vì thiên phú của bọn họ không ra gì, thực lực không mạnh, thế là ở trong mắt những người nắm quyền các ngươi, mạng của bọn họ không đáng giá, đúng không? Không đúng, phải nói là gia tộc không có thân tình, chỉ đối đãi bằng thiên phú, ngươi có thiên phú, gia tộc sẽ yêu thương ngươi, ngươi không có thiên phú, địa vị của ngươi ở trong gia tộc có lẽ là không bằng một con chó. Diệp Nho Huyền lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Bắt lại. Rất nhanh, hai gã cường giả ngũ giới đột nhiên xuất hiện phía sau Dương Diệp. Diệp Chi Bắc đang định lên tiếng thì một tiếng kiếm minh vang lên. Sau đó, một thanh phi kiếm lóe lên, lập tức ở phía sau Dương Diệp, đầu của trưởng lão Diệp gia trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này, toàn bộ đại điện im lặng giống như bị đóng băng. Hai tay Diệp Nho Huyền thì run lên, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Thuấn sát cường giả ngũ giới. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp với vẻ kinh hãi, nam tử thanh niên mới chỉ là tam giới này không ngờ một kiếm miễu sát một vị cường giả ngũ giới. Mà một vị cường giả ngũ giới bị một vị huyền giả tam giới miễu sát. Tuy đầu của cường giả ngũ giới này đã rơi xuống, nhưng linh hồn của đối phương vào thời khắc mấu chốt đã kịp trốn ra khỏi thân thể. Lão giả đã ở thể là linh hồn nhìn Dương Diệp, trong mắt hắn đầy vẻ kinh. Hãi! Phi kiếm vừa rồi quá nhanh. Nhanh đến mức hắn không kịp có phản ứng. Một kiếm tu tam giới sao có thể xuất nhanh như vậy. Không chỉ lão giả, trưởng lão Lãnh gia ở bên cạnh lúc này cũng không thể bình tĩnh được nữa. Lúc trước bọn họ tổn thất một vị cường giả ngũ giới, nhưng bọn họ không biết là Dương Diệp gây ra. Dù sao khi đó Dương Diệp chẳng qua là nhị giới. Nhị giới chảm sát ngũ giới. Nói nhảm mà thôi. Nhưng mà sự thật trước mắt nói với hắn, thiếu niên trước mắt này thật sự có thể giết ngũ giới, hơn nữa còn là miểu sát. Trong đại điện, Dương Diệp đi tới trước mặt Diệp Nho Huyền. Ta vẫn chưa nói xong. Nói đến đây, hắn nhìn về phía người áo đen cách đó không xa. Thân là người của Diệp gia, ở đây nói mấy câu chắc là được chứ. Người áo đen trầm mặc một lát, sau đó nói. Được. Nghe vậy, trưởng lão của Lãnh gia sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Những lời này của người áo đen không nghi ngờ gì nữa là đã thừa nhận thân phận người Diệp gia của Dương Diệp. Đương nhiên, cũng bình thường thôi, đừng nói là Diệp gia, cho dù là Lãnh gia cũng sẽ không chút do dự mà thừa nhận. Tam giới chảm sát ngũ giới, đây là loại yêu nghiệt cỡ nào? Hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Nếu một gia tộc có một vị kiếm tu siêu cấp thủ hộ, vậy thì sẽ trở nên đáng sợ thế nào? Phải biết rằng, bình thường chiến lực của kiếm tu so với tu sĩ bình thường đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa người trước mắt này còn là thân kiếm song tu. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, mọi người cũng đang nhìn hắn, ánh mắt của những người này đã khác hẳn so với lúc trước nhìn hắn. Giống như là nghĩ tới gì đó, Dương Diệp lắc đầu. Không muốn nói gì nữa. Diệp Dương ta là người của Diệp gia, cũng không tính là người của Diệp gia. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Chi Bắc cô nương, bất kể là như thế nào, vẫn phải cảm ơn ngươi một tiếng, ta có một câu, ngươi hãy lắng nghe, tận hết khả năng để tộc nhân của mình sống tốt một chút, để bớt đi sự không công bằng một chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Khi đi tới cửa, hắn quay đầu nhìn về phía trưởng lão Lãnh gia. Diệp Dương ta là đệ tử của Cổ Kiếm Tông, Lãnh gia ngươi muốn báo thù, tùy thời có thể đến Cổ Kiếm Tông tìm ta. Ha ha! Lúc này, một tiếng cười to đột nhiên từ chân trời xa xa vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang xuất hiện. Rất nhanh, một lão giả cũng xuất hiện theo. Cường giả chủ cảnh. Lão giả nhìn Dương Diệp. Ngươi chính là đệ tử nội môn Diệp Dương à? Dương Diệp gật đầu. Lão giả nói. Lão phu chính là đại trưởng lão của Cổ Kiếm Tông, chính là người to nhất trừ tông chủ gia. Hiện tại, ta tuyên bố, Diệp Dương ngươi chính thức trở thành đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông. Bất kỳ ai, bất kỳ cường giả chủ cảnh nào dám tự tiện ra tay với ngươi, chính là đối địch với Cổ Kiếm Tông. Cho dù ngươi bị ám sát,
Cổ Kiếm Tông ta cũng sẽ trả thù một cách điên cuồng. Lời tuyên bố này không nghi ngờ gì nữa là nói cho trưởng lão Lãnh ra nghe. Đúng lúc này, người áo đen phía sau Diệp Chi Bắc đột nhiên nói. Lãnh trưởng lão, trở về đi, nói với gia chủ Lãnh gia, Diệp Dương là người của Diệp gia. Diệp gia sẽ chịu tất cả trách nhiệm về những chuyện mà hắn đã làm. Bắt đầu từ hiện tại, Diệp Dương chính là đệ tử hạch tâm của Diệp gia, địa vị chỉ sau Chi Bắc, đãi ngộ thì giống như Chi Bắc. Lãnh trưởng lão đó trầm mặc một lát, sau đó xoay người rời đi. Trên không trung, đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông cười nói. Diệp tiểu tử, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Lúc này, người áo đen đó xuất hiện trước mặt đại trưởng lão. Hắn là đệ tử của Diệp gia, tất nhiên nên ở lại Diệp gia. Đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông nhìn người áo đen. Diệp gia ngươi đúng là không biết xấu hổ, lúc trước ghét bỏ người ta là một đứa con tư sinh, lại còn là phân gia, muốn bán hắn cho Lãnh gia để đổi lấy nhân tình. Hiện tại, nhìn thấy thiên phú của người ta rồi lại thừa nhận hắn là người của Diệp gia. Da mặt sao có thể dày như vậy được chứ? Người áo đen lạnh lùng nói. Trên người hắn có dòng máu của Diệp gia, hắn chính là người của Diệp gia. Đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông nói. Hắn hiện tại là đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông ta. Hắn là hạch tâm của Diệp gia. Người áo đen không chịu yếu thế. Hai người đã dương cung bạt kiếm. Lúc này, Diệp Chi Bắc đứng dậy. Hắn vừa là đệ tử của Cổ Kiếm Tông. Vừa là người của Diệp gia, đâu có mâu thuẫn gì. Nghe vậy, đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông hơi nhíu mày, bên trong mấy đại gia tộc cũng có người gia nhập Cổ Kiếm Tông để học kiếm. Quả thật không có mâu thuẫn, dù sao hiện tại là thời kỳ hòa bình, Cổ Kiếm Tông căn bản không thể để phát sinh chuyện không thoải mái với mấy đại gia tộc. Phải biết rằng, bên ngoài còn có một hoang tộc. Trầm tư một lát, đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử ngươi thấy thế nào? Dương Diệp cười nói, ta là đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông. Nghe vậy, đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông hơi gật đầu. Thế thì tốt, đương nhiên ngươi cũng là người của Diệp gia. Cổ Kiếm Tông ta không có yêu cầu có tính cưỡng chế, cho dù có thì ngươi cũng là ngoại lệ. Ngoại lệ, sau khi xác định Dương Diệp đi theo Diệp Chi Bắc tới Diệp gia, Cổ Kiếm Tông liền lập tức phái hắn tới. Bởi vì chuyện phát sinh trong chiến giới Cổ Kiếm Tông cũng biết. Vị đệ tử nội môn mà họ nhận so với tưởng tượng của bọn họ thì còn yêu nghiệt hơn nhiều. Không thể vứt bỏ. Trong không trung, đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông nói. Hiện tại theo ta về Cổ Kiếm Tông chứ? Dương Diệp đang muốn đáp ứng thì lúc này Diệp Chi Bắc ở bên cạnh đột nhiên nói. Hắn còn phải về chiến giới. Chiến giới. Đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu. Vậy cũng được. Dương Diệp nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Vì sao? Diệp Chi Bắc nói. Chúng ta chỉ có kỳ hạn nghỉ 3 ngày, trong vòng 3 ngày nếu không quay về, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dương Diệp cau mày, còn có quy củ này à? Hắn hiện tại không muốn về chiến giới nữa, hắn chỉ muốn về Cổ Kiếm Tông giúp Kiếm Kinh tìm lại bản thể của nàng ta. Dương Diệp đang định nói gì đó thì Diệp Chi Bắc đột nhiên truyền âm. Không thể làm trái quy củ của chiến giới, bằng không ngươi rất có khả năng sẽ bị chiến giới xóa tên. Không chỉ như vậy, còn có khả năng bị bọn họ yêu cầu Cổ Kiếm Tông trục xuất ngươi. Nơi đó không phải là ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. Cho dù là hình bỉ thanh của hình gia cũng phải tuân thủ quy củ nơi đó. Nếu ngươi muốn ra thì từ từ nghĩ phương pháp, nhưng hiện tại, ngươi phải cùng ta trở về. Dương Diệp nhìn Diệp Chi Bắc, thân sắc của Diệp Chi Bắc rất nghiêm túc, không phải đang nói đùa. Dương Diệp có chút nghẹn lời, cuối cùng, hắn gật đầu. Hắn hiện tại, đã trở thành đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông, cũng không phải vội gì. Đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông để lại một tấm phù lục màu vàng cho Dương Diệp rồi ngự kiếm rời đi, mà Diệp gia cũng lập tức cho hắn một căn nhà riêng ở trong thành. Không chỉ như vậy, Diệp gia còn đưa tới một chiếc nạp giới, bên trong nạp giới có một viên nội đan yêu thú cấp bậc chủ cảnh và 150 viên giới tinh. Theo như lời Diệp Chi Bắc thì đây là phúc lợi của đệ tử hạch tâm, nửa năm phát một lần. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, hắn mà không nhận thì Diệp gia ngược lại sẽ có ý kiến. Hắn nhận thì Diệp gia càng cao hứng. Một ngày trước khi họ đi, Dương Diệp được Diệp Chi Bắc dẫn tới trước một vách núi ở đằng sau Diệp gia, cách đó không xa có một lão giả đang ngồi xếp bằng, lão giả đưa lưng về phía hai người. Diệp Chi Bắc thi lễ với lão giả, sau đó nàng ta nhìn về phía Dương Diệp.
lão tổ của Diệp gia, người muốn gặp ngươi. Dương Diệp nhìn về phía lão giả, lúc này, lão giả đó đột nhiên nói. Căn cơ của ngươi rất hùng hậu vững chắc, ngươi là đang áp chế cảnh giới của mình. Áp chế cảnh giới? Dương Diệp gật đầu. Đúng. Lão giả nói. Lúc trước ngươi ở trong đại điện nói rằng gia tộc đặt lợi ích cao hơn tất cả, ngươi cảm thấy thế là sai à? Dương Diệp lắc đầu. Theo ta là sai, nhưng, theo người khác thì là đúng. Vì sao cảm thấy là sai? Lão giả hỏi. Dương Diệp nói. Một gia tộc, nếu cái gì cũng suy nghĩ từ lợi ích thì sẽ thiếu đi thân tình, không có tình, trong một gia tộc sẽ rất lạnh lèo, càng không có lòng trung thành và cảm giác tự hào. Quan trọng nhất là, mọi người làm việc, làm người, đều sẽ lấy lợi ích làm cơ sở. Đương nhiên làm như vậy cũng có lợi ích, có thể khiến gia tộc bảo trì phồn vinh, nhưng loại gia tộc này sẽ lạnh như băng. Giống như ta không có lòng trung thành với gia tộc, đối với ta mà nói có phải là người của Diệp gia hay không cũng không quan trọng. Diệp Chi Bắc nhìn Dương Diệp, không nói gì. Lão giả trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi rất thẳng thắn, Chi Bắc quá trẻ tuổi, nàng ta vẫn chưa chấp nhiếp được một số người, ngươi hãy giúp nàng ta thêm. Diệp gia trong tương lai sẽ thành thế nào là do các ngươi quyết định. Dương Diệp trầm giọng nói. Chí của ta không phải ở Diệp gia, cũng không ở Cổ Kiếm Tông. Lão giả nói. Nhưng ngươi hiện tại cần Diệp gia và Cổ Kiếm Tông, có Diệp gia và Cổ Kiếm Tông ngươi mới nhận được một số sự vô hình vô hình. Bằng không, lãnh gia sẽ lập tức xuất động chủ cảnh, thậm chí cường giả trên chủ cảnh để tuyệt sát ngươi. Dương Diệp trầm mặc, lão giả nói đúng. Nếu lãnh gia thật sự quyết tâm muốn giết hắn, với thực lực hiện tại của có thể chống đỡ được sự đuổi giết điên cuồng của lãnh gia sao? Lúc này, lão giả lại nói. Ngươi không có hứng thú với vị trí gia chủ, đối với Diệp gia ta mà nói, là một chuyện tốt. Chuyện ngươi phải làm cũng không nhiều, chính là vào thời khắc mấu chốt đứng ở bên Chi Bắc là đủ rồi. Để hồi báo, Chi Bắc có tài nguyên thế nào, ngươi cũng có như thế. Bên Cổ Kiếm Tông chắc cũng có ý này. Một gia tộc. Phải có một người thủ hộ, Cổ Kiếm Tông cần, Diệp gia ta cũng cần, mà ngươi là thích hợp nhất. Dương Diệp trầm mặc, không cự tuyệt, cũng không đáp ứng. Phải biết rằng, hắn là Dương Diệp chứ không phải Diệp Dương. Lão giả đó cũng không nói gì thêm nữa, bỏ đi rồi. Lúc này, Diệp Chi Bắc đột nhiên nói. Chiến giới đã xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải lập tức về chiến giới. Chiến giới xảy ra chuyện. Dương Diệp trầm giọng nói. Chuyện gì? Diệp Chi Bắc nói. Không phải chiến giới xảy ra chuyện mà là chiến thành đã xảy ra chuyện. Chiến thành bị phá rồi. Yêu tộc. Dương Diệp hỏi. Diệp Chi Bắc gật đầu. Chiến trường đã bắt đầu triệu tập tất cả tu sĩ nhân tộc trong chiến trường về thành, chúng ta cũng phải lập tức về ngay. Thành bị phá thì sao? Dương Diệp hỏi. Diệp Chi Bắc lạnh lùng nói. Rất nhiều người sẽ chết. Rất nhiều người sẽ bị nô dịch. Bên trên không quan tâm à? Dương Diệp hỏi. Diệp Chi Bắc trầm giọng nói. Chỉ cần là trong quy tắc, bên trên sẽ không quản. Ví dụ như, đại yêu phá không phải là chủ cảnh mà là đại yêu dưới chủ cảnh. Như vậy cũng chỉ có thể trách người chiến trường chúng ta không có bản sự. Trong chiến thành tất cả tranh đấu đều là chân thật. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chiến giới. Tàn khốc quá. Không thể không nói, phương thức bồi dưỡng của chiến giới vẫn có chút tàn khốc, có điều đây cũng là bình thường, nếu không tàn khốc mà cứ an nhàn như năm đó, Vĩnh Hằng quốc độ phải lấy gì ra mà đối kháng với hoang tộc. Năm đó có linh tổ tham chiến, Vĩnh Hằng quốc độ may mắn thoát khỏi đại nạn. Nhưng hiện giờ, Vĩnh Hằng quốc độ đã không còn linh tổ. Hơn nữa, linh tổ đó không chừng còn giúp bên kia. Trong chủ điện của Diệp gia. Trong điện chỉ có hai người, Diệp Chi Bắc, Diệp Nho Huyền. Diệp Nho Huyền nói, hắn thật sự là con tư sinh của Diệp gia à? Diệp Chi Bắc nói, hiện tại có quan trọng không? Diệp Nho Huyền lắc đầu cười. Quả thật là không quan trọng, hiện tại, ngươi là gia chủ của Diệp gia rồi, chúc mừng. Diệp Chi Bắc xoay người rời đi, đi đến cửa đại điện, nàng ta đột nhiên ngừng lại. Hắn nói không sai, trong gia tộc chỉ có tranh đấu lợi ích. Không có thân tình. Lúc trước nếu không phải ta thể hiện ra thiên phú cường đại, ngươi tuyệt đối sẽ không đón ta và mẫu thân về Diệp gia, đúng không? Diệp Nho Huyền hơi cúi đầu, trầm mặc. Khóe miệng Diệp Chi Bắc lộ ra vẻ châm chọc,
sau đó ra khỏi đại điện. Rất nhanh, Dương Diệp và Diệp Chi Bắc rời khỏi Diệp gia. Mà hiện tại, các thế lực lớn trong Vĩnh Hằng Quốc Độ đều đã biết tới một cái tên, Diệp Dương. Tam giới chảm sát ngũ giới. Có thể nói, Dương Diệp để khiến hai chữ Diệp Dương này trong nháy mắt danh chấn toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp và Diệp Chi Bắc về chiến giới, khi bọn họ tới chiến thành, chiến trường đã bị phá, ở trong thành là từng đàn đại yêu. Hiện tại toàn bộ thành đã bị yêu thú chiếm lĩnh, mà tài nguyên của các tộc cũng đều bị yêu tộc chiếm giữ. Ngoài thành, Dương Diệp và Diệp Chi Bắc nhìn nhau một cái, hai người đều không ngờ, bọn họ chỉ đi có một chút mà chiến trường đã bị công phá rồi. Lúc này, một nữ tử xuất hiện bên cạnh hai người, người tới chính là Hình Bỉ Thanh. Hình Bỉ Thanh nhìn hai người. Đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Hình Bỉ Thanh, ba người tới một dãy sơn mạch, trong dãy sơn mạch này Dương Diệp nhìn thấy hơn 100 cường giả nhân loại, đại bộ phận trong đó còn bị trọng thương. Hình Bỉ Thanh dẫn hai người tới một khu đá to, lúc này, ánh mắt của mọi người chung quanh đều hướng về phía họ. Trong đám người, Dương Diệp gặp được hai người, chính là Lục Vân Tiên cùng với Tiết Y Nhân, khi nhìn thấy Dương Diệp, hai người vội vàng đi tới. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Mặc Nhã không ở cùng các ngươi à? Tiết Y Nhân trầm giọng nói. Nàng ta có thể là bị nhốt ở trong thành. Bị nhốt ở trong thành. Dương Diệp cau mày. Nàng ta vẫn ở trong thành á? Tiết Y Nhân gật đầu. Khi yêu tộc đột nhiên công phá thành, nàng ta không ở cùng với chúng ta, khi chúng ta trốn, cũng không tìm thấy nàng ta, sau đó có người nói nàng ta vẫn ở trong thành. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chiến thành, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía bên cạnh Hình Bỉ Thanh. Ta đi đưa nàng ta ra. Đừng xung động. Hình Bỉ Thanh nói. Diệp huynh, hiện tại thành đã bị yêu tộc chiếm lĩnh, người hiện tại nếu vào sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc này, một nam tử thanh niên xuất hiện ở bên cạnh Hình Bỉ Thanh, nam tử thanh niên gật đầu với Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc, sau đó nói. Bỉ Thanh cô nương nói không sai, yêu tộc không đơn giản. Đặc biệt là nam tử tên là Yêu Dạ, thực lực của hắn rất phi thường, lúc trước ta và Bỉ Thanh cô nương liên thủ vẫn không làm gì được hắn. Rốt cuộc là thế nào? Diệp Chi Bắc hỏi. Nam tử thanh niên cười khổ. Lúc trước yêu tộc đến phạm, cũng như thường ngày, đánh một hồi, bọn họ rút lui. Nhưng, chúng ta đều không ngờ, rất nhanh bọn họ lại quay lại. Hơn nữa, đại yêu đến so với lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ trực tiếp đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Ai, cũng trách chúng ta, những năm gần đây, mọi người tưởng an vô sự, thế cho nên đều lơ là. Hình Bỉ Thanh gật đầu. Đúng vậy, Mạc Vân, người đã thông chi cho Lãnh Ngạo và Lục Tuyệt chưa? Nam tử tên là Mạc Vân gật đầu. Thông chi rồi, hiện tại bọn họ đã trên đường trở về, nhiều nhất là nửa canh giờ nữa sẽ đến được đây. Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Đang muốn nói gì đó thì đúng lúc này một nam tử đột nhiên từ xa bay tới. Rất nhanh, nam tử đó xuất hiện trước mặt đám người Hình Bỉ Thanh. Sắc mặt nam tử có chút khó coi. Sao thế? Hình Bỉ Thanh hỏi. Nam tử trầm giọng nói. Yêu tộc đang thanh trừng cường giả nhân loại trong thành, bọn họ là làm thật rồi. Lúc này, Dương Diệp xoay người đi về phía chiến trường, Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh vội vàng cản trước mặt Dương Diệp. Hai nàng đang định lên tiếng thì Dương Diệp đã nói. Vị Mặc Nhã cô nương kia nói là bằng hữu của ta thì cũng không phải. Nhưng nói không phải bằng hữu thì chúng ta lại thuộc cùng một tông, hơn nữa trên đường đến đây từng trải qua hoạn nạn. Hiện tại ở đây thấy chết mà không cứu, ta cảm thấy lương tâm áy náy. Cho nên ta phải đi xem thế nào. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp ngự kiếm biến mất ở xa xa. Cách đó không xa, Lục Vân Tiên và Tiết Y Nhân nhìn nhau. Sau đó hai người đồng thời ngự kiếm biến mất theo. Đó là phương hướng của chiến thành. Tại chỗ, Hình Bỉ Thanh chăm chú nhìn phía trước, không biết đang nghĩ gì. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới cửa thành, đang muốn vào thành thì đột nhiên hắn xoay người lại nhìn. Rất nhanh hai đạo kiếm quang hạ xuống trước mặt hắn, chính là Lục Vân Tiên và Tiết Y Nhân. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ở đây tiếp ứng ta. Hai người định nói gì thì Dương Diệp lại bảo thẳng. Ta có thể lặng lẽ đi vào. Nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất, hai người Tiết Y Nhân vội vàng dùng thần thức quét xung quanh, nhưng mà không phát hiện ra tung tích của Dương Diệp. Hai người nhìn nhau một cái,
trong mắt toát lên vẻ khiếp sợ không thể che giấu. Dương Diệp lặng lẽ lẻn vào trong thành, ở đây có thể tùy ý thấy thi thể của cường giả nhân loại. Những người này đều là từ ngàn dặm bên ngoài chọn vào, nhưng mà đều phải chết ở nơi này. Nhìn những thi thể này, Dương Diệp bắt đầu có chút lo lắng cho Hoang Doanh. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó những người và yêu còn sống sót cuối cùng ở chiến giới sẽ cường đại cỡ nào. Vĩnh Hằng Quốc Độ lần này thật sự định chơi với hoang tộc tới cùng. Trong ấn tượng của hắn, hoang tộc cũng không đơn giản. Đây là một tộc thần bí, hoàng đế kia thực lực lại sâu không lường được. Năm đó bọn họ có thể thiếu chút nữa thì tiêu diệt được Vĩnh Hằng Quốc Độ, hiện giờ, Vĩnh Hằng Quốc Độ này liệu có chống đỡ được bọn họ không? Kỳ thật, bất kể là bên nào thắng lợi, gặp tai ương cuối cùng vẫn là sinh linh của vạn giới. Lắc đầu, Dương Diệp xoay người biến mất. Dưới sự che giấu, trên đường đi các đại yêu này không phát hiện ra được hắn, dưới sự càn quét của thần thức, rất nhanh hắn phát hiện ra Mạc Nhã. Trong một căn nhà bỏ hoang, lúc này Mạc Nhã ở trong phòng, chỉ có một mình nàng ta, mà cánh tay phải của nàng ta đã không thấy đâu, trên người còn có mấy vết thương, rất sâu, có thể thấy được cả ngũ tạng. Không chỉ như vậy, sắc mặt nàng ta tái nhợt, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Dương Diệp vừa tiến vào trong phòng, Mạc Nhã lập tức nhảy dựng lên, Dương Diệp nhìn thấy là Dương Diệp, thần sắc Mạc Nhã khẽ buông lỏng, sau đó nói. Người đấy à, sao lại là ngươi? Dương Diệp nhìn bụng Mạc Nhã, nơi đó rõ ràng đã bị một móng vuốt quệt qua, vết thương rất sâu, máu tương đang không ngừng chảy. Dương Diệp đi tới Mạc Nhã trước mặt, nằm xuống. Mạc Nhã nhìn Dương Diệp, sau đó nằm xuống. Tay phải Dương Diệp đặt lên miệng vết thương, rất nhanh. Vô số hồng mông tử khí ùa vào trong cơ thể Mạc Nhã, chỉ một lát sau, vết thương ở bụng Mạc Nhã đã nhanh chóng khôi phục. Tốc độ khôi phục khiến cho Mạc Nhã sợ ngây người. Thủ Dương Diệp rụt tay lại, nàng ta mới hồi phục lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Cái này là huyền khí gì mà khủng bố như vậy? Dương Diệp không trả lời câu hỏi này, mà nói. Nghỉ ngơi một chút đi rồi chúng ta rời khỏi nơi này. Nói xong. Hắn bấm tay búng một cái, một viên giới tinh dừng ở trước mặt Mạc Nhã. Mạc Nhã nhìn viên giới tinh đó, sau đó nói. Ngươi cố ý tới đây cứu ta à? Dương Diệp nói. Bằng không ngươi cho rằng ta là tới tìm ngươi để chơi à? Mạc Nhã trầm giọng nói. Vì sao? Dương Diệp lắc đầu. Ngươi và ta đừng ở đây lằng nhằng nữa, mau điều thương đi, khôi phục huyền khí rồi theo ta rời khỏi nơi này. Mạc Nhã nhìn Dương Diệp. Không nói gì, nàng ta bắt đầu hấp thu viên giới tinh đó, sau khi hấp thu xong, huyền khí trong cơ thể Mạc Nhã đã triệt để khôi phục. Dương Diệp nói, đi thôi, cứ vậy mà đi à. Mạc Nhã kinh ngạc nói. Dương Diệp hỏi lại, nếu không thì ngươi cho rằng phải đi như thế nào? Hắn tất nhiên có thể đưa Mạc Nhã vào trong hồng mông tháp, nhưng trong hồng mông tháp hắn chỉ để người thân nhất đi vào, cũng không phải là không tin Mạc Nhã. Mà là có một số việc vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thân phận hiện tại của hắn không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Bằng không, bất kể là yêu tộc, hay là nhân tộc gì đó đều là người đầu tiên tới giết hắn. Mạc Nhã suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cứ vậy mà ra à. Dương Diệp gật đầu. Chúng ta cùng nhau xông ra, nhanh một chút, nhân lúc chúng chưa có phản ứng. Mạc Nhã đang định nói gì thì Dương Diệp lại trực tiếp tóm lấy tay nàng ta. Thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, sau đó lao ra ngoài thành. Lúc này, tất cả đại yêu trong thành đều nhìn về phía này, rất nhanh, một số đại yêu phóng lên cao, lao về phía đạo kiếm quang đó. Đáng tiếc là đạo kiếm quang đó quá nhanh, trong nháy mắt đã ra khỏi thành. Nhưng, đúng lúc này, một quyền đầu cực lớn đột nhiên đánh lên đạo kiếm quang đó, trực tiếp khiến cho đạo kiếm quang đó bay trở về chiến thành. Bên trong chiến thành, Dương Diệp đứng trên không trung, sau lưng hắn, là Mạc Nhã vẻ mặt đang rất ngưng trọng. Mà ở đối diện Dương Diệp là một nam tử thanh niên để mình trần, hạ thân chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen, cả người trông rất cường tráng. Đương nhiên, vị trước mắt này không phải là người, mà là một vị đại yêu. Nam tử nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Thú vị đấy, lần đầu tiên thấy có người dám quang minh chính đại ra khỏi thành như vậy, sao? Đang khiêu khích yêu tộc ta à? Dương Diệp mỉm cười. Chỉ là muốn dẫn bằng hữu ra khỏi thành, đơn giản vậy thôi.
ra khỏi thành, nam tử khẽ cười nói. Vậy phải xem ngươi có bổn sự này hay không đã. Dương Diệp gật đầu. Ta biết. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Nhã. Ngươi đi trước đi. Mạc Nhã ngây người, nàng ta nhìn bốn phía, đang định lên tiếng, Dương Diệp lại nói. Đi trước đi. Thần sắc có chút cổ quái, người này chẳng lẽ không thấy chung quanh đang có rất nhiều đại yêu đang nhìn chằm chằm bọn họ à? Đi trước đi, đi như thế nào đây? Dương Diệp lại nói. Đi đi. Mạc Nhã do dự một thoáng, sau đó gật đầu, tiếp theo, nàng ta cứ như vậy bước về phía cửa thành. Đối diện Dương Diệp, nam tử thanh niên kia hai mắt híp lại, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, lập tức một con đại yêu bay thẳng về phía Mạc Nhã. Nhìn thấy đại yêu đó xông tới, ngọc thủ của Mạc Nhã nhẹ nhàng nắm chặt, một thanh kiếm lập tức xuất hiện trong tay nàng ta, đang muốn xuất thủ thì đúng lúc này một thanh phi kiếm lóe lên. Đầu của đại yêu trước mặt Mạc Nhã trực tiếp lìa khỏi cổ. Máu tươi bắn lên cao, giống như suối ngầm phun, thật sự rất khiếp người. Một màn này khiến tất cả đại yêu có mặt đều kinh sợ. Nhìn Dương Diệp, nam tử thanh niên kia cau mày, một kiếm vừa rồi hắn có nhìn thấy. Nhưng tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản không thể ra tay ngăn cản một kiếm này. Thần sắc của nam tử thanh niên đã trở nên ngưng trọng hơn lúc trước rất nhiều. Mạc Nhã quay đầu nhìn Dương Diệp, sau đó tiếp tục đi tới cửa thành. Chung quanh, vô số đại yêu đang nhìn, mắt lộ hung quang, nếu để người trước mắt này nghênh ngang ra khỏi chiến trường, đối với yêu tộc mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một sự sỉ nhục. Nam tử thanh niên nhìn Dương Diệp, đột nhiên, hắn giơ tay lên, nháy mắt, mấy đại yêu tứ giới tung người nhảy lên lao về phía Mạc Nhã. Cùng lúc đó, nam tử thanh niên lại bay thẳng đến chỗ Dương Diệp, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt đã bao phủ Dương Diệp. Nhưng theo một đạo kiếm quang lóe lên, cả người nam tử thanh niên đó trực tiếp bay ngược ra sau mấy trăm trượng, ra cả ngoài chiến thành. Mà bốn đầu đại yêu trước mặt Mạc Nhã, thân thể tuy vẫn lao về phía Mạc Nhã, nhưng đầu thì đã không thấy đâu. Bố con đại yêu không đầu lao về phía Mạc Nhã, máu tươi rơi lả tả. Nhìn thấy một màn này, vô số đại yêu rụng sợ. Trong sân, các đại yêu căn bản không thấy rõ đầu của mấy con đại yêu đó là làm sao lại bay đi. Mạc Nhã quay đầu nhìn Dương Diệp. Sau đó bước nhanh ra ngoài thành, lần này chung quanh không có đại yêu ngăn cản. Nhưng, ngay khi Mạc Nhã sắp ra khỏi thành, một nam tử cụt một tay xuất hiện trên tường thành. Nhìn thấy nam tử cụt một tay này, các đại yêu chung quanh đều vái lạy. Thần sắc của Mạc Nhã trong nháy mắt cũng trở nên ngưng trọng, nam tử cụt một tay trước mắt đã mang tới cho nàng ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nam tử cụt một tay nhìn Dương Diệp. Bên trong cường giả nhân tộc, có Diệp gia Diệp Chi Bắc. Hình gia Hình Bỉ Thanh, Lãnh gia Lãnh Ngạo, Lục gia Lục Tuyệt, Cổ Kiếm Tông Cổ Nghiệt, còn có một hai tán tu nữa, mà ngươi thì không phải mấy người này. Dương Diệp hơi gật đầu. Cổ Kiếm Tông, Diệp Dương. Cổ Kiếm Tông. Nam tử cụt một tay nhìn thi thể của mấy con đại yêu, sau đó nói. Giết người thì đền mạng, câu này của nhân loại các ngươi ta cảm thấy rất có lý, còn ngươi? Dương Diệp cười nói. Ngươi phải hiểu cho rõ. Các ngươi muốn giết chúng ta chứ không phải chúng ta muốn giết các ngươi, ta chỉ có thể coi là phòng vệ chính đáng, không phạm pháp, đúng không? Nam tử cụt một tay mỉm cười. Ta cảm thấy, hay là đánh một trận vẫn tốt hơn. Dương Diệp gật đầu. Ta cũng cho rằng như vậy. Nam tử cụt một tay bước một bước về phía trước, một bước này khiến cho toàn bộ chiến trường giống như đều rung chuyển. Ngay sau đó, một cỗ uy áp cường đại từ trên người nam tử cụt một tay ùa ra. Đại yêu ngũ giới đỉnh phong. Nam tử cụt một tay cách không đánh một quyền về phía Dương Diệp. Một quyền này khiến không gian trước mặt hai người đột nhiên sôi sục, từng đạo lực lượng cường đại trực tiếp thẩm thấu qua không gian ập về phía Dương Diệp. Dương Diệp rúng động, cái uy của một quyền này mang tới cho hắn một loại cảm giác, đó chính là cả thiên địa này đang ép về phía hắn. Dương Diệp không lùi mà tiến tới, bước ra một bước về phía trước, rút kiếm chém xuống. Chín kiếm kiếm vực, hạ xuống một đạo kiếm cuối cùng hạ xuống. Bù, trên không chiến trường đột nhiên xuất hiện một vết nứt cực lớn, một kiếm này đã trực tiếp xé mở không gian. Và cùng bị cắt với nó còn có cả một quyền đó của nam tử cụt một tay. Nhìn thấy một màn này, hai mắt nam tử cụt một tay híp lại, đang muốn xuất thủ thì đúng lúc này hai thanh phi kiếm chém tới. Tốc độ cực nhanh, nam tử cụt một tay còn chưa kịp có phản ứng.
hai thanh phi kiếm đã trực tiếp chém vào hai bên yết hầu hắn. Nhưng mà, hai thanh phi kiếm cũng không thể cắt đứt được da của nam tử cụt một tay, xa xa, Dương Diệp nhíu mày, tâm niệm khẽ động, hai thanh kiếm lập tức bay ngược về bầu kiếm bên hông hắn. Đối diện Dương Diệp, nam tử cụt một tay quẹt yết hầu, trên yết hầu tuy rằng không có máu nhưng lại có hai vết kiếm. Trầm mặc một thoáng, nam tử cụt một tay đột nhiên lao về phía Dương Diệp, mà đúng lúc này Dương Diệp bấm tay búng một cái ấn cực lớn trực tiếp đập về phía nam tử cụt một tay. Chư thiên ấn. Trong ấn này ẩn chứa ngũ giới chi lực. Đối mặt với một ấn này, nam tử cụt một tay không né tránh mà một quyền đánh thẳng. Ầm. Hai cỗ lực lượng cường đại vừa tiếp xúc với nhau liền nổ tung, cả người nam tử cụt một tay bị chấn cho liên tục lui về phía sau, mà chư thiên ấn của Dương Diệp cũng bay ngược về, thiếu chút nữa thì bay ra khỏi cả chân trời. Có điều rất nhanh, chư thiên ấn đã quay lại trước mặt hắn. Đồng thời Dương Diệp cũng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trên nam tử cụt một tay, một thanh kiếm chém xuống. Dương Diệp không dùng chu, có điều lần này hắn dùng huyết mạch chi lực của mình, dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, lực lượng của kiếm lại đề thăng một cấp bậc. Nam tử cụt một tay không hề sợ hãi, giơ tay lên đánh ra một quyền. Ầm, một kiếm của Dương Diệp hạ xuống, cả người nam tử cụt một tay lui liền gần trăm trượng, mà Dương Diệp cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng ngay sau đó, một cái ấn cực lớn đập xuống đầu nam tử cụt một tay. Ầm. Nam tử cụt một tay trực tiếp bị một ấn này đập cho chui xuống đất. Nam tử cụt một tay vừa chui ra khỏi mặt đất, cùng lúc đó lại có hai thanh phi kiếm chém tới. Ầm ầm ầm. Theo mấy tiếng nổ vang lên, nam tử cụt một tay trực tiếp bị chấn cho bay ra khỏi chiến trường, mà này, mấy đạo kiếm quang từ trong thành bắn ra. Tốc độ của những kiếm quang này cực nhanh, đều bắn lên người nam tử cụt một tay. Theo những tiếng nổ vang lên, nam tử cụt một tay liên tục thối lui, khi một đạo kiếm quang cuối cùng biến mất, nam tử cụt một tay đã lui tới mấy trăm trượng. Trên người hắn có không dưới 10 vết máu. Hiển nhiên nhục thân không thể hoàn toàn ngăn cản kiếm của Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp và Mạc Nhã đã ra khỏi chiến trường, hai người đứng trước cửa thành. Nhưng xung quanh hai người là vô số đại yêu đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Thực lực Dương Diệp thể hiện ra tuy vô cùng cường đại, nhưng hiển nhiên những đại yêu này cũng không muốn cứ vậy để Dương Diệp và Mạc Nhã rời đi. Nếu để hai người đi mất, yêu tộc còn gì là thể diện? Dương Diệp nhìn lướt qua đại yêu ở bốn phía, sau đó nói. Không muốn để ta đi à? Vậy thì tới đây nào? Lúc này, xa xa, nam tử cụt một tay đột nhiên lao về phía Dương Diệp, lực lượng cường đại giống như núi lửa bùng nổ, khiến cho thiên địa chấn động. Bên cạnh Mạc Nhã, khóe miệng Dương Diệp khẽ nhếch lên, sau đó, Dương Diệp rút kiếm chém một phát, trực tiếp chém lên quyền đầu của nam tử cụt một tay đó. Quyền kiếm chạm nhau, không gian chung quanh lập tức rung chuyển kịch liệt, ngay sau đó, không gian chung quanh hai người trực tiếp nứt ra. Mà Dương Diệp và nam tử cụt một tay lúc này không ai lùi bước. Hai người đang giằng co, nhưng không gian chung quanh bọn họ lại chấn động kịch liệt, giống như tùy thời sẽ sụp đổ vậy. Dương Diệp và nam tử cụt một tay bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên, chân phải Dương Diệp dậm mạnh. Bù! Kiếm trong tay Dương Diệp trực tiếp chém văng quyền đầu của nam tử cụt một tay, có điều trong nháy mắt đó, tay của nam tử cụt một tay cũng thu lại, sau đó bay thẳng về phía Dương Diệp. Man lực va chạm. Vị trước mắt này chính là đại yêu, Dương Diệp tất nhiên sẽ không dùng nhục thân để đọ với hắn, trong nháy mắt đối phương lao tới, hắn nghiêng người lách tránh va chạm. Cùng lúc đó hai thanh phi kiếm bên trong bầu kiếm của hắn bắn ra. Vù vù. Hai thanh phi kiếm này trực tiếp để lại mấy vết máu trên người nam tử cụt một tay. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Dương Diệp thu hồi kiếm, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lúc này, đại yêu và nam tử cụt một tay đều đang nhìn hắn, trong ánh mắt của những đại yêu này là hung quang và sát ý. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Dương Diệp cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Lão tử hỏi một lần cuối cùng, các ngươi có để ta đi hay không? Bởi vì do Tiểu Bạch và Nhị Nha, còn có cả Tiểu Long, đối với yêu tộc, hắn không có ác cảm gì, bởi vậy hắn chưa bao giờ chủ động đi đồ sát yêu thú để đổi lấy nội đan. Nhưng, giống như hắn đã nói, nếu nhân loại muốn giết hắn thì hắn sẽ giết người, nếu yêu muốn giết hắn thì hắn sẽ giết yêu. Các đại yêu xung quanh không nói gì, nhưng khí thức bọn họ lại tỏa ra để khóa chặt Dương Diệp và Mạc Nhã. Hiển nhiên, bọn họ đã đưa ra đáp án.
Dương Diệp gật đầu, sau đó đi đến chiến thành. Không đi nữa, các ngươi đã muốn chơi thì hôm nay ta sẽ chơi với các ngươi đến cùng. Dương Diệp xách kiếm lao về phía chiến trường, trước mặt hắn không xa là nam tử cụt một tay đó. Lúc này, nam tử cụt một tay đang nhìn chằm chằm, khi Dương Diệp tới cách trước mặt hắn chẳng 10 trượng, chân phải nam tử cụt một tay đột nhiên giậm mạnh. Ầm! Hắn bay lên không, thân hình biến ảo trên không trung, rất nhanh, một con cự lang đen xì xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Thái cổ ma lang. Cách đó không xa, Mặc Nhã kinh hô. Không trung, thái cổ ma lang lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Diệp ở. Bên dưới. Nhân loại, người dã bước ra phải dở chân thân ra rồi đó. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thái cổ ma lang, đang muốn xuất thủ thì đột nhiên hắn cau mày. Ngươi chắc chứ? Trầm mặc một thoáng, Dương Diệp gật đầu. Được. Dứt lời. Ầm. Một luồng ánh sáng vàng phóng lên cao. Đồng thời một tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ chiến thành. Một con quái vật lớn xuất hiện chiến trường, thân thể to lớn đến mức cơ hồ che phủ cả nửa chiến trường. Không chỉ như vậy, một cỗ long uy cường đại từ trên chân trời ập xuống, cỗ long uy này khiến cho vô số đại yêu phải run rẩy. Thái cổ chân long. Thái cổ chân long xuất hiện, khiến toàn bộ yêu tộc đều ngây người. Thằng ôn này là thái cổ chân long chân chính. Trên không trung, thái cổ ma lang nhìn chằm chằm tiểu long. Ngươi là đại yêu của yêu tộc, ngươi. Nhưng mà, tiểu long căn bản không muốn nói nhiều với hắn, lao thẳng về phía thái cổ ma lang. Ầm. Trong cái nhìn của vô số đại yêu, tiểu long đâm cho thái cổ ma lang bay ngược ra xa, nhưng mà vẫn chưa hết, cái đuôi rồng khổng lồ của tiểu long trực tiếp hất thái cổ ma lang bay ra xa mấy ngàn trượng. Có điều, thái cổ ma lang cũng tiến hành phản kích. Cứ như vậy, hai đại yêu đại chiến trên không trung. Tuy tiểu long là tứ giới, nhưng so với thái cổ ma lang ngũ giới này lại không thua kém gì. Không chỉ vậy, thậm chí còn áp chế thái cổ ma lang. Mà nhục thân của tiểu long rõ ràng mạnh hơn thái cổ ma lang rất nhiều. Đây là do khác biệt đẳng cấp. Con rồng này là của ngươi à? Dương Diệp, Mặc Nhã đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn Mặc Nhã, sau đó nói. Bằng hữu của ta. Trong lòng Dương Diệp, hắn quả thật coi bọn tiểu long là bằng hữu. Yêu tộc và nhân loại là bằng hữu. Loại chuyện này, kỳ thật cũng không ít thấy, nhưng một nhân loại và một thái cổ chân long là bằng hữu, vậy thì có chút bất khả tư nghị rồi. Phải biết rằng, long tộc vốn cực kỳ cao ngạo, đặc biệt là loại long tộc như thái cổ chân long, là cao ngạo từ trong xương tủy. Theo Mặc Nhã, loại thái cổ chân long này tuyệt đối không thể làm bằng hữu với nhân loại. Trên không trung, tiểu long đã áp chế được thái cổ ma lang, chiến thắng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Tứ giới chiến ngũ giới. Kỳ thật, Dương Diệp cũng có thể chảm sát thái cổ ma lang đó, chỉ có điều, hắn không thể để bại lộ quá nhiều thực lực, bằng không, muốn dễ dàng chảm sát đối phương, cũng không khó khăn gì. Giống như cho tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa hề lấy chu ra, nếu dùng chu, tuyệt đối có thể dễ dàng cắt phăng đầu thái cổ ma lang đó. Đáng tiếc là ở đây hắn phải chịu rất nhiều hạn chế, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của ra bản thân. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, ngay sau đó thái cổ ma lang từ trên không trung rơi xuống. Tiểu long thu nhỏ hình thể, Dương Diệp bên cạnh Dương Diệp. Cảm giác thế nào? Dương Diệp hỏi. Tiểu long lắc đầu. Hơi yếu, đánh không sướng. Nói xong, tên này trực tiếp tiến vào hồng mông tháp. Dương Diệp lắc đầu cười, tên này giờ nói chuyện ngữ khí rất giống nhị nha. Dương Diệp nhìn thái cổ ma lang đã khôi phục hình người ở xa xa, sau đó nói. Yêu tộc ngươi còn muốn chơi nữa không? Thái cổ ma lang nhìn chằm chằm Dương Diệp, khóe miệng hắn đã trào máu. Nếu muốn chơi thì chơi tiếp. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên từ bên kia tường thành truyền đến. Dương Diệp quay đầu, trên tường thành. Không biết từ khi nào xuất hiện một nam tử đầu mọc hai sừng. Hình dáng của nam tử là nhân loại, đầu mọc hai sừng, mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm rộng thùng thình, hai tay giấu trong áo. Dương Diệp nhìn nam tử, sau đó gật đầu. Ta sẽ phụng bồi tới cùng. Nam tử đột nhiên biến mất. Bùm! Cả người Dương Diệp bay ngược ra sau nghìn trượng. Mà nam tử hai sừng lúc này đã đứng ở vị trí vừa rồi của Dương Diệp. Xa ngoài nghìn trượng. Dương Diệp nhìn mình bụng, lúc này, toàn bộ thân thể hắn đã nứt ra. Máu tươi văng khắp nơi.
Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử hai sừng, cuối cùng cũng gặp phải cái gọi là yêu nghiệt siêu cấp rồi. Chiến ý dâng trào. Chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng xoay tròn. Một luồng kiếm quang lóe lên. Cách đó không xa, nam tử đó nhíu mày, thân hình lướt ra sau, vừa lướt đi, hai thanh phi kiếm giã cắm ở chỗ mà hắn vừa đúng. Mà đúng lúc này, nam tử thanh niên giơ tay lên đánh ra một quyền. Một quyền này vừa hay đánh lên một thanh trường kiếm, ầm một tiếng, ngay sau đó, nam tử lui về phía sau hơn 10 trượng, nhưng mà chân của hắn còn chưa dừng lại thì hai thanh phi kiếm đã chém tới. Nối tiếp một cách hoàn mỹ. Căn bản không cho hắn cơ hội để thở dốc. Nam tử nhíu mày, sau đó, hai tay hắn hóa thành trường, sau đó ép xuống dưới. Ầm. Một ép này, một cỗ lực lượng uy áp vô hình đột nhiên từ chung quanh hắn ùa ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt đã chấn cho phi kiếm bay đi. Sau đó, nam tử cất bước về phía trước rồi đấm ra. Một quyền này đánh ra, mây trắng ở phía chân trời trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ mây trắng, không khí trong phạm vi mấy ngàn trượng cũng bị một quyền này hút khô, khu vực này trực tiếp hình thành một mảng khu vực chân không. Lúc này, thần sắc Dương Diệp trở nên ngưng trọng, lực lượng ẩn chứa trong một quyền này hắn chỉ gặp trên người một người, đó chính là Nhị Nha. Chỉ có Nhị Nha mới có thể dùng nhục thân thuần túy để đạt tới loại hiệu quả này. Không dám lơ là, tay trái Dương Diệp khẽ động, vỏ kiếm xuất hiện, ngay sau đó, hắn rút kiếm ra chém một phát. Trong nháy mắt, hắn rút liền 10 lần. Hai cỗ lực lượng thổi quét trong hố đen không gian đó, trong nháy mắt, không gian trực tiếp sôi trào, vô số ám vật chất rung động kịch liệt, sau đó thì nổ tung. Uy áp cường đại thiếu chút nữa trực tiếp hủy cả chiến thành. Có điều vào thời khắc mấu chốt, một cỗ lực lượng thần bí đã bao phủ chiến thành, khiến cho chiến thành may mắn thoát khỏi đại nạn. Bên trong hố đen không gian, tiếng kiếm minh và tiếng nổ không ngừng vang lên. Lúc này, toàn bộ chiến giới đã chấn động. Cứ như vậy, rằng co chừng hơn nửa canh giờ, hố đen không gian mới bình thường trở lại. Trong không gian đó, Dương Diệp và nam tử hai sừng đứng đối diện nhau, hai người cách nhau không đến 10 trượng. Đột nhiên, hai thanh phi kiếm chém ra. Vù vù. Tốc độ của hai thanh phi kiếm cực nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt nam tử kia. Có điều phản ứng của nam tử cũng cực nhanh, vào khoảnh khắc phi kiếm còn chưa tới đã nghiêng người né tránh. Sau đó đánh ra một quyền. Quyền đầu của hắn là công kích có tính bao trùm. Một quyền chính là một khu vực. Một quyền này trực tiếp đánh bay phi kiếm của Dương Diệp, nhưng mà trên đỉnh đầu hắn lại có một thanh kiếm chém xuống. Thanh kiếm này, không phải chu, mà là một thanh kiếm bình thường. Hắn hiện tại từ lúc đi tới chiến giới, trừ ở túy khách cư giết lão giả đó ra, còn lại căn bản không dùng chu, cũng không dám dùng. Thứ này quá kinh thế hãi tục, mà cũng dễ khiến thân phận của hắn bại lộ. Đối mặt với một kiếm này của Dương Diệp, nam tử gặp nguy không loạn, bấm tay búng một cái, cơ nhục toàn thân hắn thắt lại, không chỉ như vậy, cặp sừng ở trên đầu cũng phát ra một cỗ lực lượng cường đại. Ầm, một tiếng nổ vang trời, Dương Diệp cả người lẫn kiếm liên tục bạo lui mấy trăm trượng. Mà không gian tối đen chung quanh hai người lại một lần nữa nứt ra. Nam tử đang muốn xuất thủ tiếp thì đúng lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất. Nam tử nhíu mày, giơ tay lên đánh ra một quyền. Lực lượng thuần túy. Không thể không nói, lực lượng của nam tử trước mắt này có thể nói là không thua kém gì Nhị Nha. Theo Dương Diệp, nếu Nhị Nha và nam tử này đánh nhau, phần thắng của Nhị Nha vẫn cao hơn một chút. Phải biết rằng lực lượng của Nhị Nha cũng khiến hắn run sợ. Mà lực lượng của nam tử trước mắt này chỉ là rất khủng bố, chưa tới mức khiến cho hắn phải sợ hãi. Tuy đối phương chưa khôi phục bản thể, nhưng Nhị Nha cũng có bản thể. Hơn nữa, có quỷ mới biết bản thể của Nhị Nha là gì. Khủng bố cỡ nào? Dương Diệp đã đi tới trước mặt nam tử rồi chém xuống một kiếm. Lần này, kiếm trong tay hắn đã biến thành kiếm. Sau 10 kiếm còn có thêm một kiếm nữa. 11 kiếm. 11 đạo kiếm vực chồng nhau. Một kiếm này hạ xuống, thiên địa biến sắc. Mà sắc mặt Dương Diệp trong nháy mắt cũng trở nên vặn vẹo, đó là do phải chịu đựng cơn đau dẫn tới. Đối mặt với 11 kiếm này, song quyền của nam tử nắm chặt lại, sau đó. Ầm, một cỗ uy thế ngút trời từ trong cơ thể nam tử ùa ra, cùng lúc đó một quyền đầu từ trong cỗ uy áp đó đánh ra. Một quyền này vừa hay đánh lên một kiếm cuối cùng của Dương Diệp. Ầm,
Một quyền một kiếm chạm cái là tách. Dương Diệp bay ngược sau, đó nam tử đó cũng vậy, trực tiếp bay vào trong chiến trường. Lần giao phong này bất phân thắng bại. Trong thành, sau khi nam tử dừng lại, ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Ta cảm thấy ngươi vẫn chưa dùng hết sức, là đang cố kỵ gì đó, hay là cảm thấy ta không có tư cách khiến ngươi phải xuất toàn lực. Xuất toàn lực. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, nhếch miệng nói. Ta mà xuất toàn lực thì sợ rằng sẽ đổ sát sạch cả chiến thành này mất. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nam tử thanh niên nhìn Dương Diệp. Thế à? Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, chân phải dậm nhẹ. Cả người hóa thành một luồng kiếm quang bắn ra. Vào chớp mắt Dương Diệp biến mất, nam tử thanh niên đột nhiên xuất thủ, tay hắn thò ra, sau đó nắm chặt lại, trực tiếp tóm lấy mũi kiếm của Dương Diệp. Hai tay cầm kiếm của Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Vù! Kiếm trực tiếp giãy ra khỏi tay nam tử thanh niên rồi đâm vào ngực hắn, nhưng một kiếm này căn bản lại không đâm sâu vào được, nhục thân của nam tử thanh niên đã cản lại được một kiếm này. Dương Diệp lập tức thay đổi kiếm thế, trực tiếp chém vào cổ nam tử thanh niên. Keng! Trong tay Dương Diệp rung rung, bắn ngược về. Lúc này nam tử thanh niên lại tung người nhảy lên đấm ra một quyền. Dương Diệp trong nháy mắt lui liền trăm trượng. Mà trong nháy mắt hắn lui lại, hai thanh phi kiếm trực tiếp chém vào cổ nam tử thanh niên. Có điều vừa chém vào được nửa tấc thì lại bị hai tay nam tử thanh niên tóm lấy, không tiến thêm được một tấc nào nữa. Mà đúng lúc này, một thanh trường kiếm thẳng chỉ thẳng vào giữa trán nam tử thanh niên. Nam tử thanh niên nhíu mày, thân hình run lên, bay về phía sau 10 trượng, mà hai tay đang nắm phi kiếm thì đột nhiên ném về phía Dương Diệp. Vù vù, hai thanh phi kiếm bắn ngược về. Không có kiếm ý, không có kiếm quang, nhưng có tốc độ và lực lượng thuần túy. Uy lực cũng rất mạnh. Lúc này, bầu kiếm bên hông Dương Diệp khẽ rung lên, trong nháy mắt, hai thanh kiếm trực tiếp bày về trong bầu kiếm. Xa xa, nam tử thanh niên nhìn bầu kiếm bên hông Dương Diệp. Ngươi có rất nhiều thần khí. Dương Diệp vung vung tay, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn không cảm thụ được bất kỳ khí tức gì. Điều này không có nghĩa là không có ai, mà có nghĩa là thực lực của đối phương hơn xa hắn. Thậm chí là chủ cảnh hoặc là cường giả trên chủ cảnh. Nếu hắn thi triển vạn giới đồ phong tỏa khu vực này, người trước mắt này nhất định sẽ khôi phục bản thể. Không chỉ như vậy, người trong bóng tối cũng rất có khả năng sẽ xuất thủ. Khi đó, cho dù hắn giết được người trước mắt này thì cũng xong đời. Sau một lúc, Dương Diệp lắc đầu cười, việc gì phải nghĩ nhiều thế. Cứ giết đi đã. Nghĩ vậy, tay phải Dương Diệp vung lên, vạn giới đồ xuất hiện, mà đúng lúc Dương Diệp thúc giục vạn giới đồ phong tỏa khu vực này, ngoài thành có gần trăm đạo khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Dương Diệp quay đầu lại nhìn, người tới chính là đám người Hình Bỉ Thanh. Mà lúc này, vô số đại yêu trong chiến thành cũng ra khỏi thành, những đại yêu này trực tiếp dùng hình thức quây tròn để bao vây đám tu sĩ nhân loại Dương Diệp. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đối diện Dương Diệp, nam tử hai sừng hơi gật đầu. Tới cả rồi à? Hình Bỉ Thanh đi tới bên cạnh Dương Diệp. Người này tên là Yêu Kình, là người đứng thứ hai trong thế hệ trẻ tuổi yêu tộc hiện tại. Người thứ hai? Dương Diệp nói. Còn có người đứng đầu à? Hình Bỉ Thanh gật đầu. Đại yêu đó so với tên này thì lợi hại hơn mấy phần, có điều, trước kia chưa bao giờ thấy hắn xuất thủ cả. Lần đột tập chiến thành này mới thấy hắn xuất thủ, rất mạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chiến thành, bắt đầu từ bây giờ, nhưng thiên tài yêu nghiệt của chiến giới đã bắt đầu trồi lên mặt nước. Lúc này, Hình Bỉ Thanh nói. Chúng ta rút đi dã. Nói xong đám người Hình Bỉ Thanh liền muốn ly khai, mà đúng lúc này, nam tử tên là Yêu Kình đột nhiên chỉ vào Dương Diệp. Những người khác thì có thể đi, còn ngươi thì không được. Nghe vậy. Đám người Hình Bỉ Thanh lập tức trở nên âm trầm. Hình Bỉ Thanh đang định nói gì thì Dương Diệp đột nhiên bấm tay búng một cái, tấm vạn giới đồ trực tiếp bao phủ bốn phía, nói một cách chính xác thì bao phủ lấy vô số đại yêu cùng với Yêu Kình. Bên trong vạn giới đồ, Dương Diệp cười gần nói. Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh, nghĩ biện pháp phong tỏa tất cả thiên cơ trong vạn giới đồ này cho ta, đừng để thần thức của người ngoài tiến vào. Dứt lời. Một tòa tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện trong thế giới của vạn giới đồ, vô số ánh sáng vàng tỏa anh, sau đó bao trùm bốn phía vạn giới đồ. Hồng Mông Tháp là ngụy siêu thần khí, nó bao phủ nơi này,
người bình thường muốn dùng thần thức để lẻn vào cũng là chuyện không thể. Đặc biệt sau khi có thêm sự hỗ trợ của kiếm kinh, có thể nói, trừ phi có người cường hành xông vào vạn giới đồ này, bằng không, người bên ngoài cơ bản không thể nhìn thấy tình huống trong vạn giới đồ. Đương nhiên không có gì là tuyệt đối cả, có điều lúc này Dương Diệp cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Cứ làm thịt tên này đã rồi tính. Đối diện Dương Diệp, Yêu Kình nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói. Chơi thật rồi à, nào, để cho ta xem, ngươi. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ bốn phía. Kiếm vực. Lúc này, toàn bộ không gian trong vạn giới đồ trực tiếp bị kiếm vực bao phủ. Thấy vậy, sắc mặt Yêu Kình lập tức thay đổi. Thần sắc của các đại yêu xung quanh cũng có chút ngưng trọng, hiển nhiên, bọn họ đã cảm nhận được nguy hiểm. Đúng lúc này, hai thanh phi kiếm không hề có dấu hiệu chém lên hai bên cổ Yêu Kình. Kiếm chui vào nửa tấc, máu tươi văng khắp nơi. Yêu Kình biến sắc, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn ùa ra, mà thân thể hắn cũng phình to, muốn khôi phục bản thể, mà đúng lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một thanh kiếm cắm thẳng xuống. Vào thời khắc mấu chốt này, Yêu Kình không dừng biến thân, bởi vì theo hắn, hắn có thể dùng nhục thân để ngăn cản một kiếm này của Dương Diệp, bởi vì vừa rồi hắn đã ngăn cản kiếm của Dương Diệp vô số lần. Nhưng mà lần này hắn không ngờ, nơi đây không phải là bên ngoài, mà kiếm trong tay Dương Diệp cũng không phải là kiếm ở bên ngoài. Đó là Chu. Đệ nhất kiếm của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp một kiếm chém xuống, Yêu Kình không tránh, không chỉ vậy mà bản thể yêu thú cũng hiện ra. Nhưng mà khi bản thể của hắn hiện ra được một nửa thì kiếm đã hạ xuống. Giống như dao cắt đào hủ. Trong ánh mắt của vô số đại yêu chung quanh, kiếm này trực tiếp chém Yêu Kình đã khôi phục bản thể bình thường thành hai nửa. Hai nửa. Thi thể của Yêu Kình rơi xuống đất, hai mắt hắn trợn lên, có thể nói là chết không nhắm mắt. Đến chết hắn cũng không nghĩ ra được, vì sao ở bên ngoài và bên trong, thực lực của kiếm tu này lại chênh lệch nhiều đến vậy. Có thể dùng cách biệt một trời để hình dung. Mà các đại yêu chung quanh lúc này cũng triệt để ngây ngốc. Cứ vậy mà chết à. Rất nhanh. Các đại yêu phục hồi tinh thần, muốn đào tẩu, nhưng mà hai thanh phi kiếm đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. Không đến mấy giây, 30 đại yêu trong sân đều đầu lìa khỏi cổ. Tay phải Dương Diệp vẫy một cái, tất cả nội đan đều bị hắn thu vào trong túi. Vạn giới đồ và hồng mông tháp biến mất, rất nhanh, Dương Diệp và những thi thể đã xuất hiện trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy thi thể đầy đất, tất cả tu sĩ nhân loại hoàn toàn ngây đơ. Bao gồm cả Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc. Chết sạch rồi à. Yêu Kình đó là đại yêu ngũ giới, mà các đại yêu chung quanh cũng đều là tam giới và tứ giới, mà không tới nửa khắc bọn họ đã chết sạch toàn bộ. Tất cả mọi người bị một màn này khiến cho sợ hãi. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Chúng ta đi thôi. Hình Bỉ Thanh ngẩn người, sau đó nói. Còn đi cái gì, chúng ta vào thành. Vào thành. Lúc này. Phía sau Hình Bỉ Thanh, vô số nhân loại đều xôn xao. Vào thành. Toàn bộ yêu cầu vào thành. Dương Diệp đã đánh khí thế rồi, có thể nói, hiện tại là lúc khí thế của yêu tộc yếu nhất. Hiện tại không vào thành thì còn đợi tới khi nào nữa. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ uy áp cường đại đột nhiên từ trong thành ùa ra, ngay sau đó, mấy đại yêu trực tiếp từ trong thành bay ra. Mỗi đại yêu đều là ngũ giới đỉnh phong. Ước chừng có 8 đại yêu. Ngoài ra, còn có vô số đại yêu khác cũng không ngừng từ trong thành lao ra. Không chỉ như vậy, đám người Dương Diệp còn cảm nhận được một cỗ uy áp như có như không, cỗ uy áp này đã bao phủ tất cả bọn họ. Dương Diệp nhìn vào sâu trong chiến thành, sau đó nói. Rút đi đã. Hắn cũng không sợ, nhưng trực giác nói với hắn, nếu bọn họ xông vào, trừ loại cường giả cấp bậc như hắn cùng với Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bakra, những người còn lại e là có vào mà không có ra. Hình Bỉ Thanh trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, cứ như vậy, Dương Diệp thối lui. Mà đám đại yêu kia giống như cũng kiêng kỵ gì đó không ngăn cản. Đám người Dương Diệp đi rồi, đám đại yêu kia đưa những thi thể trở về. Lúc này, một nam tử đi lên tường thành. Nam tử nhìn đám người Dương Diệp đã ở xa xa, mỉm cười. Thú vị đấy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía hai nửa thi thể của Yêu Kình. Sư tử vồ thỏ, dã ưng toàn lực. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn bốn phía, sau đó nói.
xin giúp đỡ. Dứt lời, hắn bấm tay búng một cái, 200 viên giới tinh bay lên cao. Rất nhanh, dưới thành, thi thể vốn đã trở thành hai nửa của yêu kình không ngờ dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khôi phục lại. Không đến 10 giây, thi thể của yêu kình đã gắn lại với nhau, không chỉ như vậy, hồn phách của yêu kình trong nháy mắt cũng ngưng tụ lại. Sau nửa canh giờ, yêu kình mở mắt ra. Yêu kình đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh nam tử. Ta khinh địch rồi. Nam tử lạnh lùng nói. Nhìn thấy được gì? Yêu kình đang định nói thì nam tử đột nhiên bảo. Nhìn thấy cũng không được nói. Vì sao? Yêu kình không hiểu. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Hắn đã biết ta tiến vào trong kết giới đó, cho nên lựa chọn giữ lại cho ngươi một mạng, đây là điều kiện trao đổi của ta và hắn. Nếu ngươi nói ra thì sẽ phá hỏng quy củ. Nhưng yêu dạ đại nhân. Yêu kình vẫn muốn nói. Nam tử lắc đầu. Làm người, làm yêu đều phải giữ chữ tín. Huống chi chúng ta và hắn không phải là tử địch, chuyện không cần phải làm quá tuyệt. Nói xong hắn xoay người rời đi. Tại chỗ, yêu kình trầm mặc hồi lâu, sau đó cũng xoay người rời đi. Mà ở ngoài vạn dặm, Dương Diệp nhìn về phía yêu thành. Giống như yêu giả đã nói, lúc trước, Dương Diệp không triệt để chảm sát yêu kình đó mà để lại một đường sinh cơ cho đối phương. Đây là điều kiện trao đổi giữa hắn và yêu giả. Yêu giả đột nhiên xâm nhập, kỳ thật khiến cho hắn có chút trở tay không kịp, có điều lúc đó hắn cũng chẳng buồn nghĩ nhiều. Bại lộ thì bại lộ. Ngay khi hắn chuẩn bị cá chết lưới rách đồ sát cho sảng khoái thì yêu dạ lại đột nhiên đưa ra điều kiện. Điều kiện là hắn tha cho yêu kình một mạng, sau đó thì hắn không biết gì cả. Nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng Dương Diệp vẫn đáp ứng điều kiện này. Phải biết rằng, mục đích chủ yếu hắn đến Vĩnh Hằng Quốc Độ là để giúp kiếm kinh khôi phục bản thể, mà hiện tại, hắn có thể bình yên rời khỏi chiến thành, hiển nhiên là yêu dạ đã giữ lời. Đoàn người Dương Diệp về lại Sơn Mạch. Lúc này nhân loại còn sống trong chiến giới cơ bản đều đã chạy tới đây. Bên trong nhân tộc có ngũ đại cường giả, phân biệt là Hình Bỉ Thanh, Diệp gia Diệp Chi Bắc, Lãnh gia Lãnh Ngạo, Lục gia Lục Tuyệt, cùng với Cổ Kiếm Tông Cổ Nhiệt. Mấy người này có thể nói là mấy người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc. Mà lúc này, 5 người tề tụ với nhau. Mà cường giả nhân tộc cũng đều lấy 5 người này cầm đầu. Về phần Dương Diệp, hắn căn bản không muốn quản việc này. Sau khi thu xếp xong cho 3 người Mặc Nhã, hắn vốn muốn đi. Có điều lại bị Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh giữ lại. Dựa theo cách nói hai người thì là muốn rời khỏi phải có phù lục màu vàng, cũng chính là truyền tống phù, mà bọn họ hiện tại không có truyền tống phù. Kỳ thật chắc là có đấy, nhưng họ lúc này thật sự không muốn để Dương Diệp đi. Cũng không phải là muốn lợi dụng Dương Diệp, mà là bọn họ cảm thấy, tu sĩ nhân tộc hiện tại rất cần sự trợ giúp của Dương Diệp. Suy nghĩ một hồi, Dương Diệp tạm thời vẫn quyết định ở lại. Dù sao hắn hiện tại quả thật là không ra được, có điều, nếu muốn hắn hỗ trợ tấn công chiến thành thì hắn tuyệt đối sẽ không làm. Hắn tới đây, không phải là để bị cuốn vào những chuyện loạn thất bát tao này. Dương Diệp đứng một mình một bên, mà 5 người Hình Bỉ Thanh thì đang thương nghị gì đó. Qua hồi lâu, 5 người giải tán, lúc này Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía hai nàng, Hình Bỉ Thanh nói. Diệp huynh thật sự muốn rời khỏi chiến giới à? Dương Diệp gật đầu. Hình Bỉ Thanh do dự một thoáng, sau đó nói. Ta có thể kiếm truyền tống cho Diệp huynh, có điều sau khi ra ngoài rồi Diệp huynh có còn quay lại không? Quay lại à? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Chưa biết chắc. Nói đến đây, giống như là nghĩ tới gì đó, hắn lại nói. Bỉ Thanh cô nương, nơi này có bán loại thần vật có thể giúp yêu thú đề thăng không? Giúp yêu thú đề thăng. Trong Hồng Mông Tháp, đám đại yêu tiểu long đều đã đạt tới tứ giới đỉnh phong, nếu để chúng ăn hỗn nguyên quả và thiên dựng quả, muốn đạt tới ngũ giới cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng vấn đề là, sau khi tiểu bạch đi, thiên dựng quả và hỗn nguyên quả trưởng thành rất chậm, càng khiến cho hắn buồn bực là hai cái cây đó, trừ tiểu bạch ra thì bất kỳ ai cũng không thể tới gần. Tới gần là chúng sẽ công kích ngay. Bởi vậy, nếu đám đại yêu tiểu long muốn dựa vào hỗn nguyên quả và thiên dựng quả để trưởng thành đến ngũ giới, cũng chỉ có thể chờ tiểu bạch trở lại. Mà tiểu bạch và nhị nha mới đi chưa được bao lâu. Không biết hai người họ ở bên đó thế nào rồi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc nhìn nhau, cuối cùng,
Hình Bỉ Thanh mỉm cười. Diệp huynh là muốn để thái cổ chân long kia đạt tới ngũ giới à? Một loại đan dược luyện chế dành riêng cho yêu tộc của Vĩnh Hằng Quốc Độ, có thể giúp yêu thú phá giới. Có điều, thứ này cùng quý giá, cho dù là ở trong yêu tộc, có thể có được nguyên giới đan này không phải yêu nghiệt siêu cấp thì cũng phải có thân phận vô cùng đặc thù. Nhân loại muốn có được thứ này là rất khó. Dương Diệp cười khổ. Thế chẳng phải là nói cũng như không à? Hình Bỉ Thanh cười nói. Tuy rất khó nhưng không có nghĩa là không có biện pháp. Dương Diệp nhìn Hình Bỉ Thanh. Biện pháp gì? Hình Bỉ Thanh cười nói. Mua, 300 viên giới tinh, có thể mua được một viên nguyên giới đan. 300 viên. Dương Diệp xem xét Hồng Mông Tháp, trong tháp có gần 400 viên giới tinh. Lúc trước Tiểu Bạch để lại một số, hắn và Hình Bỉ Thanh tới vực sâu một chuyến có được một số, số còn lại là sau khi hắn giết người thì đoạt được. 400 viên chỉ mua được một viên nguyên giới đan. Đắt quá. Dương Diệp lần đầu tiên phát hiện, mình rất nghèo. Tuy đắt, nhưng Dương Diệp vẫn quyết định mua, hắn nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Mua ở đâu? Hình Bỉ Thanh nói. Hội giao dịch ngầm. Vào thành à? Dương Diệp nhíu mày. Hình Bỉ Thanh cười nói. Yên tâm đi, hội giao dịch ngầm đó yêu tộc cũng không dám tới phá hoại. Bảo kê nơi đó, không phải là Hình gia ta mà là một vị tu sĩ nhân tộc thần bí, người này cũng ở trong chiến giới. Có điều là một tồn tại khá đặc thù. Hơn nữa, hội giao dịch ngầm đó yêu tộc cũng tham dự. Ở đó mặc áo đen vào là không ai quan tâm tới ai cả. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Vậy ta vào xem thử. Hình Bỉ Thanh nói. Hai người chúng ta đi cùng ngươi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Vậy đa tạ. Cứ như vậy, ba người lại tiến vào chiến thành, đương nhiên, là lén lẻn vào. Ba người tới hội giao dịch ngầm đó, trên ngã tư đường vẫn có người bày hàng, đương nhiên là người hay là yêu, hắn cũng không dám xác định. Lần này, hắn và Diệp Chi Bắc, Hình Bỉ Thanh mặc áo đen, đây là quy củ của nơi này. Ba người Dương Diệp tìm một vòng, nhưng không phát hiện nguyên giới đan. Lúc này, Hình Bỉ Thanh đi tới cuối ngã tư đường, nơi đó có một người áo đen lưng còng. Hình Bỉ Thanh bấm tay búng một cái, ba viên giới tinh rơi xuống trước mặt người áo đen lưng còng. Người áo đen lưng còng thu hồi ba viên giới tinh. Nói đi. Nguyên giới đan. Hình Bỉ Thanh nói. Người áo đen lưng còng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. 350 viên nguyên giới đan, không giảm. 350 viên. Hình Bỉ Thanh nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Người có bao nhiêu? Người có bao nhiêu? Người áo đen lưng còng hỏi lại. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Bỉ Thanh cô nương, Chi Bắc cô nương, ta có thứ này, không biết các người có hứng thú hay không? Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn nhau một cái, cuối cùng, Hình Bỉ Thanh nói. Cái gì thế? Ba người Dương Diệp rời khỏi đó, đi tới một ngõ vắng, Dương Diệp lật tay, một cây bút đỏ như máu xuất hiện trong tay hắn. Cây bút đỏ như máu này chính là cây bút mà hắn lấy được sau khi trảm sát cường giả của Lãnh gia. Thần khí. Nhìn thấy cây bút này, hai nàng khẽ biến sắc. Thần khí được coi là một loại tồn tại vô cùng quý giá. Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc nhìn nhau một cái, cuối cùng, Hình Bỉ Thanh nói. 500 viên giới tinh. Tuy thần khí rất quý giá, nhưng kỳ thật nhiều nhất chỉ đáng giá hơn 400 viên giới tinh, hơn 400 viên giới tinh. Có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả phá giới cảnh, thậm chí là bồi dưỡng ra 2-3 cường giả ngũ giới. Đương nhiên thần khí cũng thuộc về loại tồn tại đắt giá, cho nên 400 viên ngươi không nhất định có thể mua được một kiện thần khí, mà Hình Bỉ Thanh ra giá 500 viên, xem như là Dương Diệp đã chiếm tiện nghi nhỏ rồi. Dương Diệp cũng không mặc cả, trực tiếp đưa thần khí đó cho Hình Bỉ Thanh, Hình Bỉ Thanh nhận lấy thần khí, sau đó bấm tay búng một cái. Một tấm thẻ màu vàng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Đây là, Hình Bỉ Thanh nói, giới tạp, một loại thẻ chứa giới tinh của Vĩnh Hằng Quốc Độ, người cứ yên tâm, tấm giới tạp này chỉ cần là ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ dùng để mua đồ hắn là đổi giới tinh đều được. Bởi vì loại thẻ này là tất cả thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ tham gia làm, tất cả thế lực đều công nhận nó. Dương Diệp gật đầu, tiện nhỉ, 500 viên giới tinh, cộng với 400 viên trên người hắn. Tổng cộng là 900 viên. 900 chỉ có thể đổi được 3 viên nguyên giới đan.
Dương Diệp thầm oán. Nguyên giới đan này sao mà đắt thế? Hình Bỉ Thanh cười nói. Thứ này, sở dĩ quý giá, là vì nó có thể khiến đại yêu đột phá tứ giới, đạt tới ngũ giới. Phải biết rằng, giữa tứ giới và ngũ giới là một khoảng cách cực lớn, rất nhiều đại yêu cả đời cũng không thể vượt qua được khoảng cách này, mà có nó sẽ có cơ hội rất lớn để đạt tới ngũ giới. Đây là lý do mà vì sao nó đắt. Ba viên nguyên giới đan. Dương Diệp nhìn vào trong Hồng Mông Tháp, vẫn không đủ. Thứ này, hắn phải phân chia bình đẳng, bằng không, để mấy tên đạt tới ngũ giới, mấy tên còn lại thì không, khẳng định sẽ rất khó chịu. Nghĩ vậy, Dương Diệp tra xét Hồng Mông Tháp, hiện tại thần khí của hắn còn rất nhiều, Trấn Giới Ấn, Vạn Giới Đồ, Chư Thiên Ấn, Chu, Kiếm Tổ, Kiếm Thủ, Hồng Mông Tháp. Đương nhiên, những cái này không thể bán được, hắn vẫn cần dùng, hơn nữa những thần khí này không thể giống như cây bút đó, những thần khí này dưới sự đề thăng của Tiểu Bạch, đã siêu việt thần khí bình thường. Bán như thần khí là phá giá. Hơn nữa, mấy thứ này cũng có cảm tình nhất định với hắn và Tiểu Bạch, bán đi, Tiểu Bạch khẳng định sẽ rất thương tâm, bản thân hắn cũng tiếc. Bán trái cây. Khẳng định là không được, trái cây đó so với nguyên giới đan còn quý hơn. Tuy trái cây đó hiện tại vẫn chưa ăn được, nhưng một khi chín, vậy thì tuyệt đối là vô giá, phải biết rằng, trái cây có thể đề thăng huyết mạch, mà nguyên giới đan, chỉ có thể đề thăng cảnh giới. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp phát hiện, hắn hiện tại hình như không còn gì để bán. Hay là bán thân nhỉ? Dương Diệp ngây người, sau đó nhìn về phía Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc. Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Dương Diệp, bằng không tuyệt đối sẽ lườm chết hắn. Ba viên nguyên giới đan đối với Diệp huynh vẫn chưa đủ sao? Hình Bỉ Thanh đột nhiên hỏi. Dương Diệp cười khổ. Quả thật vẫn còn thiếu. Thiếu mấy viên? Hình Bỉ Thanh hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ba viên. Trong Hồng Mông Tháp của hắn có 6 đại yêu tứ giới đỉnh phong. Ba viên. Hình Bỉ Thanh có chút khó xử, nếu thiếu thì nàng ta cũng có thể clo mượn một chút. Nhưng ba viên chính là gần 1.000 viên giới tinh, thật sự là nhiều quá. Giống như biết Hình Bỉ Thanh đang nghĩ gì, Dương Diệp cười nói. Bỉ Thanh cô nương không cần phải nghĩ nhiều, ba viên thì ba viên, tạm thời đủ dùng rồi. Hình Bỉ Thanh bấm tay búng một cái, một chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Không chỉ Hình Bỉ Thanh, Diệp Chi Bắc cũng bấm tay búng một cái, một chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Trong hai nạp giới vừa hay có 1.000 viên giới tinh. Các ngươi. Dương Diệp sửng sốt. Hình Bỉ Thanh nói. Coi như là cho ngươi mượn, ngươi nhất định phải trả. Hai người chúng ta đều là người thừa kế của gia tộc, có một số quyền lực, có thể điều động một số tài sản của gia tộc. Nhưng cho dù là chúng ta cũng không thể không trả. Nói đến đây, Hình Bỉ Thanh cười khổ. Một tháng, trong một tháng, nếu chúng ta không bù vào chỗ thiếu này, sẽ bị gia pháp xử lý. Dương Diệp lắc đầu, sau đó đẩy hai nạp giới lại cho họ. Ba viên với ta mà nói thì tạm thời là đủ rồi. Không thể khiến các ngươi phải khó xử được. Hình Bỉ Thanh cười nói. Nếu ngươi có thể trả cho chúng ta TTR một tháng thì chúng ta sẽ không khó xử gì cả. Dương Diệp cười khổ, nếu Tiểu Bạch ở bên cạnh, một tháng trả hết không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là Tiểu Bạch không có. Không có Tiểu Bạch, hắn muốn trong một tháng kiếm đủ 1.000 viên giới tinh, trừ cướp ra thì hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp khác. Cho dù là cướp, cũng không nhất định có thể cướp được nhiều giới tinh như vậy. Lúc này, Diệp Chi Bắc đột nhiên nói. Cứ dùng đi đã, đến lúc đó rồi tính. Hùng Bỉ Thanh gật đầu. Trước tiên cứ đổi lấy nguyên giới đan đi. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu, hắn đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó nếu thật sự không có giới tinh, hắn sẽ dùng trái cây để bồi thường. Dù sao trái cây cũng nhiều như vậy, hơn nữa Tiểu Bạch còn có thể bồi dưỡng thêm nhiều hơn. Ba người lại quay về chỗ lão giả lưng còng, Hình Bỉ Thanh nói. 6 viên nguyên giới đan. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. 6 viên. Lão giả lưng còng hơi ngẩng đầu, trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói. Được. Hình Bỉ Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lấy ra 3 cái nạp giới, bên trong có gần 2.000 viên giới tinh. Không thể không nói, đây có thể xem như là một món gia tài khổng lồ. Lưng còng nói. Chờ đó. Nói xong hắn xoay người rời đi. Tại chỗ.
Dương Diệp thu hồi nạp giới, sau đó nhìn lướt qua bốn phía. An toàn không? An toàn. Hình Bỉ Thanh nói. Khẳng định chứ? Dương Diệp có chút bất ngờ. Hình Bỉ Thanh cười nói. Quy củ ở đây trước giờ chưa từng có ai dám phá. Dương Diệp nói khẽ. Có lẽ có người phá rồi, nhưng người biết đều chết hết thì sao? Nghe vậy, Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc nhíu mày. Dương Diệp cười nói. Không phải ta nghĩ ngợi lung tung, chỉ là nhiều năm như vậy, những sự thật tàn khốc đã nói cho ta biết, không có cái gọi là quy củ tuyệt đối. Hơn nữa cho dù có quy củ cũng phải là thành lập dưới tình huống thực lực hai bên ngang nhau, thực lực không cân xứng, các ngươi cảm thấy, lão hổ sẽ đi nói quy củ với một con dê à? Hình Bỉ Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Vậy để chúng ta xem thử nơi này có giữ quy củ hay không nhé? Dương Diệp gật đầu. Bất kỳ lúc nào, hắn cũng đều chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, chỉ có như vậy mới không bị người ta đánh cho trở tay không kịp, cũng sẽ không thất vọng. Thời gian từng chút trôi qua, sau chừng nửa canh giờ, người trên ngã tư đường càng lúc càng ít, lại qua thêm nửa canh giờ nữa, người trên ngã tư đường đã không còn ai, chỉ còn hai người áo đen bày hàng. Lại qua mấy giây, tay phải một người áo đen trong đó với một cái, giống như là đang thu hồi gì đó rồi hài lòng rời đi. Trong sân chỉ còn một người áo đen. Tại chỗ, sắc mặt bọn Hình Bỉ Thanh trở nên âm trầm, không biết đang nghĩ gì. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Thế gian này có thiện ý, nhưng rất nhiều lúc ác ý lại nhiều hơn. Lúc này, người áo đen lưng còng lúc trước lại xuất hiện trước mặt ba người Dương Diệp. Bọn Hình Bỉ Thanh thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà đúng lúc này, người áo đen lưng còng bấm tay búng một cái. Một chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua, sau đó đưa cho Hình Bỉ Thanh xem, Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Vừa đủ 6 viên. Dương Diệp nhìn người áo đen lưng còng, sau đó bấm tay búng một cái, ba chiếc nạp giới xuất hiện trước mặt lão giả đó. Lão giả lưng còng không nói gì, nhìn nhìn rồi nhận lấy. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Đi thôi. Mà đúng lúc này. Một cỗ kết giới vô hình đột nhiên xuất hiện xung quanh, kết giới này trực tiếp phong tỏa toàn bộ ngã tư đường. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp mỉm cười. Ở bên cạnh hắn, sắc mặt Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc triệt để trở nên âm trầm. Hiển nhiên, có một số người muốn phá bỏ quy củ. Hình Bỉ Thanh nhìn về phía người áo đen lưng còng. Sao, muốn phá quy củ nơi này à? Người áo đen lưng còng lạnh lùng nói. Ta giao dịch công bằng với các ngươi. Ta phá quy củ bao giờ? Hình Bỉ Thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi hiện tại là có ý gì? Người áo đen lưng còng lắc đầu. Chẳng liên quan gì tới ta cả, đây là chuyện của các ngươi. Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói. Nơi này là nơi các ngươi quản lý, các ngươi mặc kệ à? Ngươi đang nói đùa sao? Người áo đen lưng còng lạnh lùng nói. Là nơi chúng ta quản lý, nhưng hiện tại đã là rạng sáng. Trong thời gian này bất kể nơi này phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không quản. Dương Diệp nhìn về phía Hình Bỉ Thanh. Còn thế này nữa à? Dưới lớp áo đen, vẻ mặt Hình Bỉ Thanh cực kỳ khó coi, nàng ta không ngờ quên mất chuyện này. Nơi này có một quy định, đó chính là vào thời gian rạng sáng nơi này sẽ đóng cửa, giống như cửa hàng ở bên ngoài, đây là giờ họ phải nghỉ ngơi. Nhưng vẫn có gì đó không bình thường. Những người rời đi lúc trước. Không phải là đến giờ mới đi, mà là đi trước một canh giờ. Hiển nhiên là có người đang cố ý giải tán. Hơn nữa lão giả trước mắt cố ý kéo dài nửa tiếng, đây là có quỷ. Trầm mặc một lát, Hình Bỉ Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đúng rồi. Dương Diệp ha 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 ha, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, cách đó không xa, vẫn có một người áo đen đang ngồi xếp bằng dưới đất không đi. Dương Diệp mặc kệ đối phương, nói. 6 viên nguyên giới đan là một gia tài lớn. Nói xong, tay phải hắn vẫy một cái, nạp giới chứa 6 viên nguyên giới đan xuất hiện trước mặt hắn. Dương Diệp chỉ vào nạp giới trước mặt mình. Ở đây này, các ngươi tới mà lấy. Được, ta đến đây. Một đạo thanh âm đột nhiên đang âm thầm vang lên, ngay sau đó, một người áo đen tay cầm trường thương đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Dương Diệp. Cường giả ngũ giới đỉnh phong. Không chỉ một người. Phía sau người áo đen tay cầm trường thương này còn có ba người áo đen. Đều là ngũ giới đỉnh phong. Người áo đen tay cầm trường thương cầm đầu vừa dứt lời, trường thương trong tay bắn tới,
chỉ thẳng vào Dương Diệp. Một thương này giống như lôi đình xuất kích, một cỗ uy áp cường đại bước thẳng tới ba người Dương Diệp. Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc đang muốn xuất thủ thì đúng lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất tại chỗ. Ong! Một đạo kiếm minh vang lên, ngay sau đó hai thanh phi kiếm chém tới. Vù vù! Hai thanh phi kiếm trong nháy mắt phá tan uy áp do trường thương tạo ra, không chỉ như vậy, thanh trường thương này còn trực tiếp bị hai thanh phi kiếm chém bay, tốc độ của hai thanh phi kiếm không ngừng, trong nháy mắt đã tới trước mặt người áo đen. Đúng lúc này, người áo đen đột nhiên lui về phía sau một bước, không gian trước mặt hắn đột nhiên hình thành một vòng xoáy màu đen, hai thanh phi kiếm trong nháy mắt bị vòng xoáy màu đen này hút vào trong đó. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên bay tới. Vù! Một kiếm này trực tiếp phá tan vòng xoáy màu đen, không chỉ như vậy, người áo đen đó tức thì bị chấn cho liên tục cui về phía sau. Hai thanh phi kiếm quay về bầu kiếm bên hông Dương Diệp, nhưng trong nháy mắt, hai thanh phi kiếm lại chém ra. Xa xa, vù vù, người áo đen cầm đầu trong lòng hoảng hốt, vào thời khắc mấu chốt này, tay phải hắn tóm chặt về phía trước, một thanh trường thương ngưng tụ hiện ra, ngay sau đó, hắn tay cầm trường thương đột nhiên quét ngang về trước mặt. Một quét này có khí thế cường đại không gì sánh kịp, giống như có thể càn quét ngàn quân. Một quét này trực tiếp chặn lại hai thanh phi kiếm của Dương Diệp, nhưng rất nhanh, Dương Diệp lại xuất hiện trước mặt hắn, lúc này, Dương Diệp cầm hai thanh phi kiếm, sau đó chém mạnh xuống. Song kiếm. Dương Diệp hắn biết dùng song kiếm. Vì không muốn để lộ quá nhiều con bài chưa lật, bởi vậy, Dương Diệp không thi triển kiếm vực và huyết mạch chi lực, cũng không sử dụng chu. Song kiếm chém xuống. Bù. Trường thương trong tay người áo đen trực tiếp bị chém gãy thành hai đoạn, mà người áo đen cũng biến thành ba khúc dưới song kiếm. Ngay cả linh hồn cũng không kịp đào thoát. Sau khi miểu sát người áo đen, Dương Diệp không dừng tay, hai thanh kiếm chui vào bầu kiếm, ngay sau đó lại bắn ra, cách đó không xa, hai người áo đen còn lại trong lòng kinh hãi, muốn trốn nhưng mà tốc độ của phi kiếm lại nhanh hơn bọn họ. Hai thanh phi kiếm trực tiếp xuyên thủng trán hai người áo đen. Hai kiếm này trực tiếp khiến cho ba người thần hồn câu diệt. Tay phải Dương Diệp vẫy một cái, ba nạp giới xuất hiện trong tay hắn, không xem bên trong nạp giới có gì mà quay đầu nhìn về phía người áo đen lưng còng lúc trước. Người áo đen lưng còng vẫn đứng đó không nói gì. Dương Diệp chậm rãi bước về phía hắn, đúng lúc này, trên người người áo đen lưng còng đột nhiên tỏa ra một cỗ khí tức cường đại. Căn bản không phải là cường giả ngũ giới, nhưng cũng không phải chủ cảnh, phải nói là đã tiếp cận chủ cảnh một cách vô hạn, hoặc là đối phương đang áp chế cảnh giới của mình. Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc đi tới bên cạnh Dương Diệp, Hình Bỉ Thanh khẽ lắc đầu. Thôi, chúng ta cũng chẳng thiệt thòi gì. Cách đó không xa, người áo đen lưng còng xoay người rời đi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm ra cắm xuống đất. Ầm, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Quy củ. Rất nhiều lúc, công bằng, người khác tuân thủ, Dương Diệp hắn cũng sẽ tuân thủ. Nhưng, nếu người khác không tuân thủ, Dương Diệp hắn tuyệt đối cũng sẽ không tuân thủ. Dương Diệp xách kiếm chậm rãi bước về phía người áo đen lưng còng, không chỉ như vậy. Một bức tranh màu đen từ trong cơ thể Dương Diệp hiện ra, bức tranh này trong nháy mắt đã bao phủ Dương Diệp và người áo đen lưng còng. Ngăn cách với bên ngoài. Trong vạn giới đồ, chỉ còn Dương Diệp và người áo đen lưng còng đó. Muốn giết ta à? Người áo đen lưng còng đột nhiên nói. Dương Diệp không nói nhiều, thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang bắn tới, xa xa, người áo đen lưng còng đột nhiên vươn tay phải ra, hắn cách không tóm về phía Dương Diệp. Trong nháy mắt, một đạo hỏa diễm màu đỏ thẫm đã bao phủ Dương Diệp, không chỉ như vậy, không khí trong vạn giới đồ trong nháy mắt cũng bị cỗ hỏa diễm này làm bốc hơi. Ngoài ra, vào chớp mắt cỗ hỏa diễm này xuất hiện, vạn giới đồ đang bao phủ khu vực này đột nhiên rung động, giống như không chịu nổi uy áp của cỗ hỏa diễm này vậy. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ trong hỏa diễm đâm ra. Vào chớp mắt thanh kiếm này xuất hiện, hỏa diễm đang bao vây Dương Diệp trực tiếp bị cắt vô số tia lửa. Chu! Xa xa, người áo đen lưng còng đột nhiên thốt lên, trong thanh âm là không hề che giấu vẻ bất ngờ. Mà lúc này, hai thanh phi kiếm chém ngang tới, tốc độ của phi kiếm rất nhanh, có điều, còn chưa tới gần người áo đen lưng còng đã bị một cỗ lực lượng vô hình đánh cho bay ngược trở lại. Chân phải người áo đen lưng còng dậm nhẹ. Ầm! Một dậm này,
không gian trước mặt hắn đột nhiên rung chuyển, giống như nước sông rít gào, liên tiếp chấn động về phía Dương Diệp. Dương Diệp không lùi mà tiến tới, hai tay cầm kiếm chém xuống. Một kiếm này chém xuống, không gian trước mặt hắn trong nháy mắt bị cắt ra, nhưng mà cỗ lực lượng đó vẫn chưa biến mất, không chỉ như vậy, chung quanh hắn, không gian phía sau hắn cũng mấp máy, giống như là có thứ gì bên trong. Những tiếng nổ vang lên trong vạn giới đồ. Bên trong vạn giới đồ, Dương Diệp liên tục thối lui, khóe miệng hắn đã trào máu. Xa xa, người áo đen lưng còng đột nhiên lên tiếng. Giết ta à, ngươi hình như vẫn chưa đủ sức đâu, ngươi. Người áo đen lưng còng nói đến đây, thanh âm đột nhiên im bặt. Bởi vì một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Kiếm vực. Vào chớp mắt kiếm vực xuất hiện, không gian trong kiếm vực đột nhiên bị Dương Diệp mạnh mẽ chấn áp. Cùng lúc đó hai thanh phi kiếm không hề có dấu hiệu xuất hiện trước mặt người áo đen lưng còng. Mà đúng lúc này, quanh người người áo đen đột nhiên xuất hiện hai vệt đen này trực tiếp chặn hai thanh phi kiếm của Dương Diệp lại, dưới sự ngăn cản của hai vệt đen này. Hai thanh phi kiếm của Dương Diệp căn bản không thể tiến thêm nửa tấc. Nhưng mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt người áo đen. Một kiếm chém xuống. 11 đạo trảm thiên bạt kiếm chồng nhau, không chỉ như vậy, bên trong còn xen lẫn huyết mạch chi lưu Isiji, kiếm vực và lực lượng nhục thân. Một kiếm này hạ xuống, người áo đen lưng còng lập tức chậm rãi nắm lại. Kiếm rơi. Một tiếng nổ vang trời nổ ra. Ngay sau đó một bóng đen trực tiếp bay ngược ra ngoài, chính là người áo đen lưng còng. Mà trong nháy mắt người áo đen lưng còng bay đi, hai thanh phi kiếm lại chém tới. Vù vù. Hai thanh phi kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể người áo đen lưng còng, nhưng người áo đen lưng còng lại trở nên hư ảo. Người giả. Dương Diệp đột nhiên xoay người, sau lưng hắn, vô số luồng không khí màu đen giống như cả vạn mũi tên đang bắn về phía hắn. Chân phải Dương Diệp dậm mạnh. Vỡ. Dứt lời, trong kiếm vực, tất cả giống như đều dừng lại, ngay sau đó vô số kiếm quang chồng chéo trong kiếm vực. Vù vù vù. Tê luồng không khí màu đen này trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà lúc này, hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở mỗi góc bên phải Dương Diệp. Bộp bộp. Nơi đó truyền đến hai tiếng trầm đục, ngay sau đó, một đạo hư ảnh sau khi bay thẳng đến thì liên tục thối lui, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy đâu. Mà lúc này, Dương Diệp nghiêng người chém xuống một kiếm. Một kiếm này trực tiếp chém ra một bóng đen. Bóng đen này chính là người áo đen lưng còng. Không thể không nói, tốc độ của người áo đen lưng còng rất nhanh, thân pháp cũng cực kỳ quỷ dị, nhưng đối phương có một điểm không ngờ tới, đó chính là hắn đang ở trong kiếm vực của Dương Diệp. Trong kiếm vực, Dương Diệp có thể nắm rõ tất cả, thân pháp, tốc độ của người áo đen lưng còng này với Dương Diệp, chính là một trò cười. Trong nháy mắt, Dương Diệp trực tiếp người áo đen lưng còng. Hai thanh phi kiếm cộng với Chu, lại thêm sự phân tích của kiếm vực, người áo đen lưng còng ở trong kiếm vực này căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ sau mấy hơi thở đã chi chít vết thương, không chỉ như vậy, một cánh tay đã bị Dương Diệp chém rụng. Có điều, thực lực của hắn cũng rất cao, bất kể Dương Diệp có làm như thế nào cũng không thể chạm sát được hắn. Bên trong kiếm vực này, hai thanh phi kiếm của Dương Diệp cộng với Chu và sự phân tích của kiếm vực, người áo đen, có thể nói trừ phòng ngự ra thì không làm được gì khác. Ngoài vạn giới đồ, Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc sắc mặt âm trầm, bọn họ chăm chú nhìn khu vực trước mặt, khu vực đó bị kết giới thần bí bao phủ, bọn họ không thấy được gì cả. Có điều, bọn họ có thể cảm nhận được dao động năng lượng cuồng bạo bên trong. Không nghi ngờ gì nữa bên trong khẳng định đang đánh nhau rất kịch liệt. Đúng lúc này, người áo đen ngồi xếp bằng dưới đất cách đó không xa đột nhiên đứng lên. Hai nàng lập tức nhìn về phía người áo đen này, trước người này không rời đi đã lộ ra có chút quỷ dị rồi. Bởi vậy bọn họ từng thời từng khắc đều đề phòng người áo đen này. Hắn thắng rồi. Người áo đen đột nhiên lên tiếng. Hai nàng quay đầu, kết giới do vạn giới đổ phóng ra đã biến mất. Ngay sau đó Dương Diệp và người áo lờ đen lưng còng xuất hiện trước mặt ba người. Có điều lúc này, người áo đen lưng còng đã bị hai thanh kiếm ghim dưới đất, đầu lại không nằm trên cổ mà là ở bên si cạnh thân thể. Thần hồn câu diệt. Về phần nạp giới của lão giả lưng còng, cũng đã chui vào trong túi của Dương Diệp. Trong đó có 2.700 viên giới tinh, 2.000 viên là của hắn, 7 viên còn lại thì chính là của lão giả lưng còng này. Ngoài ra còn có một thanh thần khí,
một cái gương đen xì, lúc trước hắc khí là từ trong gương này phun ra. Kiếm rất khá. Nhìn thấy thi thể của người áo đen lưng còng, hai nàng nhìn nhau một cái, trong mắt là vẻ khiếp sợ không thể che giấu. Người áo đen lưng còng cho dù chưa phải là chủ cảnh thì tuyệt đối cũng không kém la mấy. Mà hiện tại đối phương cứ như vậy nằm im ở đó, thần hồn câu diệt. Vô số năm khổ tu, chỉ bởi vì một tham niệm mà không còn nữa. Tục ngữ nói trong phú quý trong hiểm nguy, nhưng có bao nhiêu người dã phải chết ở trong hiểm nguy đó. Dương Diệp thu hồi hai thanh kiếm của mình, không để ý tới cỗ thi thể đó nữa, xoay người nhìn về phía bọn Hình Bỉ Thanh. Đi thôi. Hai nàng hơi gật đầu, ba người định đi thì đúng lúc này người áo đen ở bên cạnh đột nhiên nói. Để nạp giới lại. Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía người áo đen đó, người áo đen nói. Hắn phá quy củ, các ngươi giết hắn đáng chết. Nhưng 700 viên giới tinh và thần khí trong nạp giới là của tổ chức chúng ta, không phải của hắn. Còn nữa, 2000 viên giới tinh là vật giao dịch của tổ chức và các hạ, chúng ta giao dịch công bằng với các hạ. Nguyên giới đan đã giao cho các hạ, bởi vậy, 2000 viên giới tinh đó giờ là của chúng ta. Dương Diệp cười nói, hắn là người của các ngươi, hắn làm như vậy là phá hỏng quy củ, nhưng các ngươi mặc kệ, đúng không? Người áo đen nói, lúc đó không phải là thời gian buôn bán, thời gian đó chúng ta không có quyền quản hắn. Dương Diệp cười nói, hiện tại thì sao, hiện tại là thời gian buôn bán cho nên các ngươi lại tìm ta à? Các ngươi có quyền quản ta à? Người áo đen đi tới trước mặt ba người Dương Diệp, sau đó nói. Chúng ta làm việc rất công bằng, không phá quy củ ở đây. Nhưng, điều kiện tiên quyết là người khác cũng không phá quy củ nơi này. Ha ha! Dương Diệp đột nhiên phá lên cười. Ngươi không thấy lời ngươi nói rất nực cười à? Người của các ngươi xảy ra vấn đề là vấn đề của cá nhân hắn. Những người chúng ta, cứ coi như là khách hàng của các ngươi đi. Dựa vào cái gì mà các ngươi xảy ra vấn đề thì những khách hàng chúng ta phải chịu trách nhiệm? Hay là các ngươi cảm thấy những khách hàng như chúng ta dễ bắt nạt, phải không? Người áo đen lạnh lùng nói. Ngươi đã giết hắn, chúng ta không báo thù cho hắn đã là rất công bằng rồi. Dương Diệp cười nói. Ta giết hắn, vậy đồ trên người hắn là chiến lợi phẩm của ta cảm thấy thế cũng rất công bằng. Không bàn à. Người áo đen nói. Dương Diệp nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Hình Bỉ Thanh và Diệp Chi Bắc. Các ngươi ra ngoài trước đi, ta nói chuyện phải quấy với họ. Hai nàng ở đây, hắn ngược lại có chút cố kỵ, cũng không phải họ yếu, thực lực của hai nàng tuyệt đối không kém, nếu hai nàng vận dụng thực lực chân chính, cho dù là hắn cũng không nắm chắc có thể chiến thắng, dù sao cũng là gia chủ tương lai của hai đại thế gia, tuyệt đối là có con bài chưa lật, hơn nữa khẳng định là rất mạnh. Sở dĩ bảo hai nàng đi là vì hắn muốn làm bậy mà không phải cố kỵ gì. Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn nhau một cái, sau đó lắc đầu. Hình Bỉ Thanh nhìn về phía Dương Diệp. Nếu đã đi cùng thì về cùng. Dương Diệp đang định nói nhưng lại thôi, hai người này có chủ kiến của mình, nhiều lời chỉ lãng phí thời gian. Dương Diệp đi tới trước mặt người áo đen đó, hai người cách nhau rất gần, hắn nhìn thẳng vào người áo đen. Giết ta! Nạp giới sẽ là của các ngươi. Hiện tại chúng ta cứ ở đây đấy, ta xin các ngươi giết ta đi. Kiêu ngạo. Không thể không nói, Dương Diệp vô cùng kiêu ngạo. Kiêu ngạo khiến cho hai nàng ở bên cạnh cũng không nhịn được mà quay sang nhìn hắn. Xin hãy giết ta đi. Hai nàng xem như đã có nhận thức mới về Dương Diệp, đó chính là đừng nhìn Dương Diệp bình thường dễ tính, tính tình phúc hậu, nhưng một khi hắn mà khó ở thì chẳng khác gì là người điên. Trong mắt họ, Dương Diệp chính là loại người này, loại người nói chuyện tử tế thì hắn sẽ tử tế, người mà lươn khươn là hắn cũng sẽ lươn khươn. Tính cách của Dương Diệp rất nóng nảy, đặc biệt là chuyện gặp phải chuyện không hợp lý. Gặp chuyện không hợp lý, tất nhiên là dùng kiếm chém luôn, Dương Diệp hắn biết giảng đạo lý, nhưng hắn hiểu, rất nhiều lúc người phải dùng quyền đầu trước thì đối phương mới nguyện ý giảng đạo lý với ngươi. Trước mặt Dương Diệp, người áo đen đó nhất thời trầm mặc. Xin giết. Người trước mắt này, tuyệt đối không phải một người bình thường, nhưng, tổ chức của bọn họ là một tổ chức bình thường sao? Hơn 2700 viên giới tinh, chỗ này không thể bỏ qua được. Thế là, người áo đen xuất thủ. Bù! Không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên nứt ra, một cỗ cảm giác bị xé rách lan khắp toàn thân Dương Diệp.
Dương Diệp đang muốn xuất thủ thì đúng lúc này Diệp Chi Bác ở bên cạnh hắn đột nhiên bước ra một bước về phía trước, không gian chung quanh lập tức biến ảo, ngay sau đó một cây trường tiên màu trắng từ trên đỉnh đầu ba người giống như tia chớp giật xuống. Người áo đen trước mặt Dương Diệp trực tiếp bị cây trường tiên này đánh bay, nhưng mà cây trường tiên lại giống như giòi ở MU bàn chân, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt người áo đen đó. Trong nó, ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ bá đạo. Người áo đen lui về phía sau một bước, tay phải hơi xoay tròn về phía trước, một chiếc tiểu thuẫn bài đen xì lập tức xuất hiện trong tay hắn. Bùm! Theo một tiếng nổ vang lên, cây trường tiên của Diệp Chi Bắc trực tiếp bị thuẫn bài đánh cho bay ngược về. Mà lúc này người áo đen đột nhiên ném chiếc thuẫn bài đó ra. Vù vù! Thuẫn bài xoay tròn với tốc độ cao, giống như muốn xé rách mảng thiên địa này. Dương Diệp đang muốn xuất thủ thì lại bị Hình Bỉ Thanh ngăn lại. Hình Bỉ Thanh nói. Cứ tin nàng ta. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Chi Bắc. Đúng lúc này, Diệp Chi Bắc đột nhiên lăng không nhảy lên, mà trong tay nàng ta, trường tiên màu trắng giống như một đạo thiểm điện bắn ra. Bù! Trường tiên xé rách trường không, mang theo một đạo hồ quang thật dài bắn về phía người áo đen. Mà lúc này, thuẫn bài đen xì lại xuất hiện, thuẫn bài đón gió phình to. Khi tới không trung đã phóng ta gấp 10 lần. Lần này, thuẫn bài không ngăn cản được trường tiên màu trắng, trường tiên đánh thẳng một mạch, trực tiếp đánh bay thuẫn bài đó, sau đó thì quất lên người áo đen. Bùm! Người áo đen trực tiếp bay ra ngoài, nhưng mà với chưa kết thúc, ngọc thủ của Diệp Chi Bắc máu lượt, trường tiên giống như một con độc xà linh hoạt, trong nháy mắt đã xuyên thủng ngực người áo đen. Có điều, người áo đen đó trong nháy mắt này đã biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt Diệp Chi Bắc không thay đổi, nàng ta đột nhiên thả lỏng hai tay, ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng từ phía sau lưng nàng ta ùa ra. Một bóng đen trực tiếp bay ngược ra sau, chính là người áo đen đó. Diệp Chi Bắc còn muốn xuất thủ thì đúng lúc này một cỗ uy áp vô hình đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, ngay sau đó, không gian chung quanh đột nhiên bị nén lại. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Người trong bóng tối không hề xuất thủ. Sau khi ngăn cản Diệp Chi Bắc thì đối phương ngừng lại. Sau đó, một nam tử mặc trường bào màu tím xuất hiện trước mặt ba người. Nam tử mặc trường bào hơi gật đầu với ba người. Thì ra là đại tiểu thư của Diệp gia, đại tiểu thư của Hình gia, còn có vị Diệp huynh này nữa, tại hạ Chu Nguyên Huyền, là người phụ trách nơi này. Hình Bỉ Thanh lạnh lùng nói. Các hạ chính là chủ nhân của hội giao dịch ngầm này à? Chu Nguyên Huyền khẽ lắc đầu. Chỉ là một người phụ trách nho nhỏ thôi. Hình Bỉ Thanh nhìn đối phương một cái, sau đó nói. Vậy các người muốn xử lý như thế nào? Chu Nguyên Huyền cười nói. Chân tướng của việc này ta đã điều tra rõ rồi. Việc này là người của tổ chức chúng ta thấy hơi tiền nổi máu tham, thiệt hại nên do chúng ta gánh. Về phần ba vị có thể đi rồi. Dương Diệp nói. Các ngươi sẽ từ bỏ nạp giới à? Chu Nguyên Huyền nhìn Dương Diệp. Sau đó cười nói, vốn là không muốn đâu, có điều chúa thượng nhà ta nói, nếu là Diệp huynh thì xin tặng cho Diệp huynh đó. Dương Diệp nhíu mày, chúa thượng của ngươi biết ta à? Chu Nguyên Huyền cười nói, cái này thì ta không biết. Dương Diệp không nói gì, hắn nhìn về phía bọn Hình Bỉ Thanh. Chúng ta đi thôi. Hai nàng hơi gật đầu, cứ như vậy, ba người rời khỏi ngã tư đường, mà Chu Nguyên Huyền đó thì không hề ngăn cản. Sau khi ba người Dương Diệp đi rồi, Chu Nguyên Huyền hơi trầm ngâm, sau đó xoay người nhìn về phía nơi nào đó. Chúa Thượng, chúng ta lần này thiệt to rồi. Không thì sao bây giờ? Một đạo thanh âm từ góc tối truyền đến. Chu Nguyên Huyền muốn nói lại thôi. Lúc này, đạo thanh âm đó lại nói. Không để họ đi thì họ sẽ phá tan nơi này đó. Chu Nguyên Huyền nhíu mày. Bọn họ dám à? Thanh âm đó nói. Hai vị đại tiểu thư đó có lẽ sẽ cố kỵ một chút, đối với các nàng mà nói, tuy bọn họ không sợ chúng ta, nhưng cũng không muốn tạo ra địch nhân cho thế gia của mình. Nhưng đối với người lòn lại thì khác, hắn sẽ không bận tâm tới việc này, trong thế giới của hắn không có chữ sợ. Mày Chu Nguyên Huyền nhíu càng chặt. Chúa thượng biết hắn à? Thanh âm đó trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Biết, còn từng có giao tiếp, có điều đã là chuyện rất lâu rồi. Rời khỏi Dương Diệp ba người rời đi, không lập tức ra khỏi chiến thành mà là tới một đại điện bỏ hoang. Trong điện,
Dương Diệp bấm tay búng một cái, hai cái nạp giới bay về trước mặt họ. Hai nàng nhìn nạp giới, trong lòng kinh hãi, bởi vì trong hai nạp giới này phân biệt là 1000 viên giới tinh. Hai nàng nhìn về phía Dương Diệp với vẻ khó hiểu, Dương Diệp cười nói. Ta có được 6 viên nguyên giới đan đã là lời lắm rồi. Các ngươi lần này theo giúp ta, lại cho vay tiền, còn ra sức, các ngươi cũng nên kiếm một chút. Lúc này, Hình Bỉ Thanh bấm tay búng một cái, trong tay nàng ta bay về trước mặt Dương Diệp. 1000 viên, ta và Chi Bắc mỗi người 500 viên là đủ rồi. Nếu là bằng hữu giúp đỡ nhau còn cần thù lao thì còn gọi gì là bằng hữu? Trừ phi ngươi không coi chúng ta là bằng hữu. Nghe vậy, Dương Diệp lắc đầu cười, cũng không kiên trì, thu hồi chiếc nạp giới đó. Thấy Dương Diệp đã nhận lại, thần sắc của hai nàng mới dễ coi hơn một chút. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Các ngươi muốn đánh về à? Hình Bỉ Thanh hơi gật đầu. Bên trong chiến thành này có một linh mạch, có thể nói là nơi tốt nhất của chiến giới này. Hơn nữa một số sản nghiệp của chúng ta cũng ở đây, chúng ta không muốn để mất. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này, Diệp Chi Bắc đột nhiên nói. Ngươi có suy nghĩ gì khác à? Dương Diệp hơi gật đầu. Ta nói ra thì ngươi sẽ không tức giận chứ? Hình Bỉ Thanh cười nói. Phải xem là ngươi nói gì đã. Dương Diệp cười nói. Thứ cho ta nói thẳng, cảnh giới của các ngươi vẫn có chút hơi nước. Hai nàng trầm mặc. Hai nàng có thể nói là ở ngũ giới đỉnh phong, phải nói là nửa bước chủ cảnh. Nhưng, theo Dương Diệp, cảnh giới này với là hơi nước. Ngươi tiếp tục nói đi. Hình Bỉ Thanh nói. Nếu là người khác nói những lời này, bọn họ khẳng định sẽ không phục, nhưng Dương Diệp nói thì khác. Dương Diệp chỉ là tam giới, nhưng thực lực lại không hề yếu hơn họ chút nào. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Cũng không phải là muốn dạy bảo gì các ngươi cả, theo ý kiến cá nhân của ta thì các ngươi nhất định đã dùng quá nhiều thiên tài địa bảo, bản thân những thiên tài địa bảo này không có vấn đề gì. Ta cũng dùng, nhưng nếu dùng quá nhiều, vậy thì chẳng khác nào là dục tốc bất đạt. Có điều nhìn ra được là trưởng bối trong tộc các ngươi chắc cũng nhìn ra được quan hệ lợi hại trong đó, bằng không các ngươi cũng sẽ không áp chế cảnh giới của mình. Hai nàng nhìn Dương Diệp, chờ đợi câu dưới. Dương Diệp lại nói. Một chút cảm tưởng của ta, trên người các ngươi gánh cả một gia tộc, mọi chuyện đều nghĩ cho gia tộc, bản thân cái này cũng không có vấn đề, nhưng cá nhân ta cảm thấy, làm việc gì cũng không thể quá mức, nếu các ngươi quá coi trọng gia tộc. Ngược lại sẽ vướng tay vướng chân. Mất nhiều hơn được. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hai nàng trầm mặc một hồi, Hình Bỉ Thanh nói. Ngươi là nói chuyện của hội giao dịch ngầm vừa rồi à? Lúc ấy, bọn họ không muốn ra tay, bởi vì bọn họ cũng không muốn mang tới phiền phức cho gia tộc. Dương Diệp cũng không giấu giếm, gật đầu. Ta muốn nói rằng, các ngươi là các ngươi không phải sinh ra cho gia tộc, cũng không phải sống cho gia tộc. Ngược lại. Chỉ có các ngươi sống tốt thì gia tộc các ngươi mới tốt. Trói buộc, các ngươi có trách nhiệm, đây là đúng, nhưng không nên để một thứ gì đó trở thành một loại trói buộc vô hình, trói buộc bản tính của mình, trói buộc tâm của mình. Cái này giống như một con hổ, nếu nó được con người nuôi lớn, nó cho dù có hung tính của hổ, nhưng lại không có bản sự của hổ hoang. Tán tu không có nhiều thiên tài địa bảo, nhưng thật sự trưởng thành lên tán tu thì chiến lực thường thường đều vô cùng đáng sợ. Trói buộc. Dương Diệp từ trước đó đã nhìn thấy trên người hai nàng có một loại trói buộc. Có trách nhiệm tuyệt đối không sai, nhưng, nếu quá trách nhiệm, làm gì cũng vướng tay vướng chân, vậy chẳng khác nào là mình đang tự trói buộc mình. Cái này giống như khi bị người khác chỉ vào mũi mà chửi. Lúc đó ngươi lại nghĩ, mình ra tay liệu có bị đối phương đánh lại không? Liệu có bị cha mẹ mắng không? Liệu có đánh lại không? Hoặc là khi làm một việc gì đó. Còn chưa bắt đầu làm đã nghĩ, vạn nhất thất bại thì sao? Ta có thể làm được không? Nếu thất bại thì ta phải làm gì? Ta! Rất nhiều lúc, trói buộc chính là một loại phủ định bản thân. Đột phá nội tâm của mình rồi, bất kỳ chuyện gì ở trước mặt ngươi cũng sẽ biến thành đơn giản. Giống như lúc trước Dương Diệp hắn ở Kiếm Tông, khi đó hắn còn là một tạp dịch, nhưng hắn lại muốn trở thành đệ tử ngoại môn, mà ở trong mắt đám đệ tử tạp dịch lúc đó. Không nghi ngờ gì nữa, không nghi ngờ gì nữa là người si nói mộng. Mà hiện giờ qua nhiều năm như vậy, đệ tử tạp dịch năm đó trên cơ bản đều đã không còn ở nhân gian, mà hắn thì vẫn sống. Dương Diệp hắn, tùy tâm mà làm, người dám mắng ta,
ta dám đánh ngươi, về phần đánh có lại hay không thì mặc mẹ nó tính sau, cứ đánh trước đã. Vẫn là câu đó, nghèo quá thì xin cơm, không chết thì rồi cũng sẽ có ngày ngóc đầu. Dương Diệp nói xong những lời này thì tiến vào Hồng Mông Tháp, việc cấp bách của hắn hiện tại là giúp đám đại yêu tiểu long đột phá đến ngũ giới. Trong Hồng Mông Tháp, trên đài phi thăng, Dương Diệp gọi tất cả đại yêu. Tới. Hắn bấm tay búng một cái, 6 viên nguyên giới đan lơ lửng ở trước mặt đám đại yêu tiểu long. Chúng yêu nhìn về phía Dương Diệp nói. Đây là nguyên giới đan, nghe nói có thể giúp cho các ngươi đột phá bản thân, đạt tới ngũ giới, đương nhiên, rốt cuộc có thể đột phá hay không thì phải dựa vào chính bản thân các ngươi. Chúng yêu nhìn nhau một cái, rất nhanh, chúng cầm lấy nguyên giới đan trước mặt mình, sau đó xoay người rời đi. Có điều rất nhanh, Tiểu Ngưu lại quay lại, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Tiểu Bạch. Dương Diệp cười nói, nàng ta rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu Ngưu hơi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn chúng yêu rời đi, Dương Diệp mỉm cười. Rất nhanh thôi, bên hắn sẽ có thêm một đám đại yêu ngũ giới. Một lát sau, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, hai nàng vẫn ở trong đại điện. Dương Diệp nhìn hai nàng, sau đó nói. Chúng ta rời khỏi nơi này đi. Lúc vừa rồi, hắn đã cảm nhận được có mấy đạo thần thức quét về phía này, hiển nhiên là yêu tộc đang truy tra cường giả nhân loại. Hai nàng gật đầu, sau đó ba người rời khỏi chiến thành, tiếp theo, đi tới khu vực sơn mạch. Nhưng mà khi họ tới nơi, người lại chẳng còn là bao. Nhìn thấy một màn này, hai nàng lập tức nhíu mày. Sao lại thế này? Hình Bỉ Thanh nhìn về phía Lãnh Gia Lãnh Ngạo và Lục Gia Lục Tuyệt. Lục Tuyệt lạnh lùng nói. Đều sợ chết cho nên bỏ đi rồi. Sợ chết á? Hình Bỉ Thanh lắc đầu. Không thể nào. Ở đây không có mấy người sợ chết cả. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Lãnh Ngạo. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Lãnh Ngạo nhìn Dương Diệp cách đó không xa, sau đó nói. Lúc trước mọi người thảo luận về chuyện phân phối lợi ích sau khi vào thành, phân phối không đều cho nên rất nhiều người dã bỏ đi. Phân phối lợi ích? Hình Bỉ Thanh nhăn mày. Phân phối lợi ích gì? Lãnh Ngạo lạnh lùng nói. Rất nhiều người cảm thấy đại bộ phận trong thành đều ở trong tay chúng ta, bọn họ giúp chúng ta đánh vào trong thành, nên nhận thù lao, bằng không sẽ rất thiệt. Đại khái chính là như vậy. Nghe thế, Hình Bỉ Thanh đã hiểu đại khái. Lắc đầu thở dài. Hình Bỉ Thanh đi tới một bên, Diệp Chi Bắc cũng trầm mặc. Dương Diệp nhìn ở đây chỉ còn lại không đến 30, chắc 30 người này cơ bản đều có sản nghiệp ở trong thành, đối với bọn họ mà nói. Quay về trong thành thì bọn họ mới có được lợi ích lớn nhất. Nhưng, những người còn lại thì sao? Những người đó không có sản nghiệp ở trong thành, bọn họ là tán tu. Người đều có tư tâm, trong mắt những người đó liều mạng giết về lại làm giá áo cho người khác, loại chuyện này bọn họ tuyệt đối sẽ không làm. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó đi tới trước mặt Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh. Thứ cho ta nói thẳng, yêu tộc là một đoàn thể, tuy nhân loại cũng là một đoàn thể. Nhưng bên trong đoàn thể này lại có vô số những đoàn thể nhỏ. Chỉ có lợi ích mới có thể gắn chặt những đoàn thể nhỏ lại với nhau. Ta nói thẳng, các ngươi không có vốn để đi liều mạng với yêu tộc. Thực lực của yêu tộc hắn đã nắm được đại khái, nếu nhân loại đoàn kết nhất trí, vẫn có thể liều mạng. Nhưng muốn những người này đoàn kết với nhau thì nhất định phải có lợi ích. Có tiền có thể sai quỷ khiển ma. Lợi ích đủ thì những người này mới liều mạng. Kỳ thật đây cũng là chuyện rất bình thường. Hình Bỉ Thanh ngẩng đầu nhìn về phía chiến thành ở xa xa, qua hồi lâu, nàng ta lắc đầu cười. Chúng ta không quay về được. Chiến thành đó đã bị yêu dạ thống trị, ở yêu tộc chỉ có một thanh âm. Dưới tình huống như vậy, nhân tộc muốn đả bại bọn họ, cũng phải chỉ có một thanh âm. Nhưng mà, bên nhân tộc, tất cả đều lấy lợi ích làm trung tâm. Hơn nữa, không ai có thể thật sự phục chúng. Khiến mọi người cam tâm tình nguyện đi theo. Qua hồi lâu, Hình Bỉ Thanh lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không phải là muốn đi à? Nói xong, nàng ta bấm tay búng một cái, hai tấm phù lục màu vàng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Truyền tống phù. Hình Bỉ Thanh cười nói. Lúc trước không lấy ra là muốn giữ ngươi lại, để ngươi giúp chúng ta đánh vào chiến thành, nhưng hiện tại đã không còn cần thiết nữa. Ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi đi. Dương Diệp trầm giọng nói. Vậy các ngươi thì sao?
Hình Bỉ Thanh nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Bọn họ kỳ thật không biết, tuy chúng ta có rất nhiều sản nghiệp ở trong chiến thành, nhưng đối với chúng ta mà nói, không tiến vào chiến trường, chúng ta vẫn có tài nguyên tu luyện dùng mãi không hết, nhưng bọn họ thì khác, không tiến vào trong thành, bọn họ chỉ có thể chạy trốn ở chung quanh. Hơn nữa không có linh mạch ở chiến thành, tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ giảm xuống trên diện rộng. Dương Diệp do dự một thoáng, cuối cùng nhưng vẫn không nói gì, chuyện ở đây hắn thật sự không muốn nhúng tay vào. Bởi vì đây vốn là chuyện nội bộ của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp nhận lấy hai tấm phù lục, sau đó nói. Nếu cần gì thì cứ liên hệ với ta, chỉ cần ta còn ở Vĩnh Hằng Quốc Độ thì nhất định sẽ tới. Nói xong, hắn cũng không lằng nhằng, bóp nát một tấm phù lục màu vàng rồi trực tiếp biến mất. Sau khi Dương Diệp đi rồi, Diệp Chi Bắc và Hình Bỉ Thanh nhìn nhau một cái, cuối cùng, Hình Bỉ Thanh nói. Là hắn à? Diệp Chi Bắc trầm mặc, Hình Bỉ Thanh trầm mặc theo. Sau khi Dương Diệp rời khỏi chiến giới, không lập tức về Cổ Kiếm Tông, mà là tìm một chỗ ẩn náu, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới địa bàn của Tiểu Long ở phía sau núi Kiếm Tông. Lúc này Tiểu Long đang nằm trên đất, quanh người hắn có một CCO hào quang màu vàng, không chỉ như vậy, khí tức của hắn lúc mạnh lúc yếu, có dấu hiệu tấn thăng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp mỉm cười, sau đó xoay người rời được kia. Tiếp theo hắn đi tới trước Hỗn Nguyên Thụ, trên Hỗn Nguyên Thụ đã của 10 Hỗn Nguyên quả, có điều vẫn chưa chín hẳn. Không có Tiểu Bạch, tốc độ chín của chúng rất chậm. Dương Diệp vừa muốn tới gần thì hai cây Hỗn Nguyên Thụ đột nhiên tỏa ra hai cỗ uy áp cường đại đẩy lui Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp hơi ngẩn người, sau đó hắn cả giận nói. Các ngươi có tin ta bảo Tiểu Bạch nhóm các ngươi ra khỏi tháp không? Hai cây Hỗn Nguyên Thụ tức giận, từng cỗ khí tức cường đại không ngừng ùa ra, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên tóm lấy một thân cây. Mẹ nó, các ngươi ở chỗ của ta, ăn của ta, dùng của ta, các ngươi ra oai cái gì? Có tin ta lấy kiếm chém các ngươi ra làm củi đốt không? Nói xong, một cỗ kiếm ý cường đại trực tiếp bao phủ hai cây Hỗn Nguyên Thụ. Hai cái cây này quá ngạo khí, trừ Tiểu Bạch ra thì trên cơ bản chẳng thèm nể mặt ai cả. Bệnh này phải trị. Khiến Dương Diệp có chút bất ngờ là hai cây Hỗn Nguyên Thụ không khuất phục, hai cỗ uy áp cường đại đột nhiên bao phủ Dương Diệp, ngay sau đó thì thân cây lắc lư. Rầm rầm. Dương Diệp trong nháy mắt bị hai cỗ lực lượng thần bí đẩy lui ra gần trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Dương Diệp ngây người. Hai cái cây này thật sự dám động thủ với hắn. Dương Diệp đang muốn xuất kiếm, lúc này, Hồng Mông Tháp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồng Mông Tháp xoay tròn rất nhanh, giống như đang biểu đạt gì đó. Dương Diệp hiển nhiên nghe hiểu, hắn chỉ vào hai cái cây. Ngươi cũng thấy đấy, là chúng động thủ với ta trước. Hồng Mông Tháp hơi rung rung, ý của nó là người lớn đừng chấp trẻ con. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Tháp nhỏ, ta nể mặt ngươi đấy. Nói xong, hắn nhìn về phía hai cây Hỗn Nguyên Thụ. Ta nói với các ngươi nhé, hôm nay là nể mặt tháp nhỏ, ta không tính toán với các ngươi, bằng không, các ngươi chết chắc rồi đó. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong nháy mắt rời đi, Dương Diệp không nhịn được nhìn hai cái cây, thực lực của chúng thật sự khiến hắn có chút chấn kinh. Một kích vừa rồi không hề yếu hơn cường giả ngũ giới. Biến thái vậy à? Chỉ là hai cái cây thôi mà, hơn nữa còn chưa trưởng thành. Dương Diệp lắc lắc đầu rời khỏi địa bàn của hai cây Hỗn Nguyên Thụ. Sau khi Dương Diệp đi rồi, Hồng Mông Tháp đột nhiên bay tới trước hai cây Hỗn Nguyên Thụ. Đối với Hồng Mông Tháp, hai cây Hỗn Nguyên Thụ hiển nhiên không kháng cự. Hồng Mông Tháp bắt đầu rung rung, là đang làm tư tưởng cho chúng. Ý tứ đại khái là, tên đó không thể chọc vào đâu, các ngươi phải nhún nhường một chút, bằng không sau này Tiểu Bạch về sẽ bổ sống các ngươi đó. Đáng tiếc hai cây Hỗn Nguyên Thụ căn bản nghe không hiểu, đối với chúng mà nói thì tất cả chỉ là dựa vào bản năng. Trong bản năng của chúng chỉ công nhận Tiểu Bạch. Sau khi Dương Diệp rời khỏi chỗ Hỗn Nguyên Thụ, lại đi tới địa bàn của Thiên Dựng Thụ. Đối với mấy cái cây này, Dương Diệp tất nhiên phải chăm sóc, đây cũng là Tiểu Bạch dặn dò trước lúc đi. Hắn không muốn sau khi Tiểu Bạch về, mấy cái cây này đều nửa chết nửa sống, bằng không, Tiểu Bạch khẳng định rất thương tâm. Dương Diệp đi tới trước cây Thiên Dựng Thụ, Thiên Dựng Thụ chỉ cao nửa trượng, cả thân cây màu xanh sẫm, bên trên có hai quả xanh.
chính là thiên dựng quả chưa chín. Đúng lúc này, thiên dựng thụ đột nhiên rung động, sau đó, một luồng không khí màu xanh sẫm bay về phía Dương Diệp, luồng không khí màu xanh sẫm này bao phủ Dương Diệp, khiến cho cả người Dương Diệp lập tức mát rượi. Thoải mái quá! Dương Diệp nhìn về phía đó thiên dựng thụ, tên này đang phóng thích thiện ý à? Lúc này, thiên dựng thụ đột nhiên rung rung, sau đó, một cành cây màu xanh sẫm bay về phía Dương Diệp, cành cây chạm vào trước ngực Dương Diệp, lập tức một cỗ chất lỏng màu xanh sẫm ùa vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp không nhịn được hít sâu một hơi, thư thái quá. Một lát sau, cành cây màu xanh sẫm nhẹ nhàng gãi gãi Dương Diệp giống như là lấy lòng. Dương Diệp đi tới trước thiên dựng thụ, sau đó nhẹ nhàng xoa nó, nghiêm mặt nói. Tốt lắm, ngươi rất có tiền đồ, chờ Tiểu Bạch trở về, ta nhất định sẽ nói tốt cho ngươi mấy câu. Nghe vậy, thiên dựng thụ vui lắm. Dương Diệp không phát hiện, ở chung quanh thiên dựng thụ là một mảng không gian tinh thuần không hề có tạp chất. Lực gột rửa, thanh tẩy tạp chất trên thân người, thanh tẩy tạp chất trong thiên địa. Thiên dựng, một trong mấy vật tinh thuần nhất trên thế gian. Trí tuệ của thiên dựng thụ hiển nhiên cao hơn hai cây hỗn nguyên thụ đó. Bởi vì nó biết lấy lòng Dương Diệp, sở dĩ lấy lòng Dương Diệp, là vì nó nhận thức rất rõ hiện thực trước mắt. Ở trong đây, Dương Diệp và Tiểu Bạch là lớn nhất. Hỗn nguyên thụ lấy lòng Tiểu Bạch, nó cũng vậy. Nhưng hỗn nguyên thụ không lấy lòng Dương Diệp, bởi vì trong bản năng của hỗn nguyên thụ, cảm thấy Dương Diệp không giúp ích gì cho chúng. Nhưng, thiên dựng thụ lại không cho rằng như vậy. Nó cho rằng, lấy lòng Dương Diệp chính là lấy lòng Tiểu Bạch. Đây là cảnh giới, đây là cấp bậc. Cấp bậc của thiên dựng thụ hiển nhiên cao hơn hỗn nguyên thụ. Trước khi Dương Diệp rời đi, thả một đống giới tinh dưới thiên dựng thụ, mấy thứ này vẫn có tác dụng với nó, sau khi rời khỏi chỗ thiên dựng thụ. Hắn lại tới xem đám đại yêu tiểu ngưu, thấy chúng không có vấn đề gì, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp. Ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phí la, sau đó thân hình run lên, ngự kiếm rời đi. Trong mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, trường kiếm xẹt qua chân trời mờ mịt, để lại một vết thật dài, cực kỳ bắt mắt. Trên thân kiếm, xe Dương Diệp khép hờ, cảm thụ luồng không khí ở bốn phía, suy nghĩ thì bay tới 9 tầng mây. Từ huyền giả đại lục đi đến đây, hắn đã trải qua rất nhiều, nhưng mà đối với vũ trụ này, hắn vẫn cảm thấy nhận thức của mình là quá ít. Lão giả đeo giỏ trúc, hoàng đế, Trần Huyền An, còn thiên mệnh gì đó nữa, với cả không gian bốn chiều, những cái này đều vượt quá nhận thức của hắn hiện tại. Thân ở vũ trụ này nhưng lại chẳng biết gì về vũ trụ này. Còn có một vấn đề, hắn rốt cuộc phải luyện tới trình độ nào mới xem như là điểm cuối. Hay là thật sự không có điểm cuối? Còn cả A Tú nữa, nàng ta hiện tại đi đâu rồi? Đám tỉ muội của U Minh Điện đang ở đâu? Qua hồi lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, khóe miệng hắn nhếch lên. Đều sẽ tốt thôi. Dứt lời, hắn đẩy nhanh tốc độ. Sau một tiếng đồng hồ, Dương Diệp đi tới Cổ Kiếm Tông. Hắn vừa tới, một lão giả đó đã xuất hiện trước mặt hắn, chính là trưởng lão nội môn của Cổ Kiếm Tông, Từ Lão. Dương Diệp thi lễ với Từ Lão, không nói gì. Từ Lão quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Chuyện ở chiến giới ta cũng nghe nói rồi, người đã ra tay giúp đỡ bọn Lục Vân Tiên. Dương Diệp cười nói. Đều cùng một tông môn, nên giúp đỡ lẫn nhau. Từ Lão hơi gật đầu. Người có thể nghĩ như vậy là tốt. Hiện tại, người đã là đệ tử chân truyền, tới chỗ đại trưởng Lão báo danh đi. Dương Diệp thi lễ với Từ Lão, sau đó xoay người rời đi. Từ Lão nhìn theo bóng dáng của Dương Diệp, thần sắc có chút phức tạp, loại thiên tài này nếu thật sự quy tâm tông môn, đối với tông môn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng mà, trực giác nói với hắn, thiếu niên trước mắt này chí không ở Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp một chút hỏi thăm thì tới trước một cung điện, ở cửa đại điện hắn bị cản lại. Cản hắn là một kiếm tu thanh niên mặc áo xanh, kiếm tu thanh niên quan sát Dương Diệp một thoáng rồi nói. Ngươi là ai? Tới có chuyện gì? Dương Diệp ôm quyền. Tại hạ Diệp Dương, tới bái kiến đại trưởng lão, xin đi thông báo hộ. Diệp Dương. Thanh niên kinh ngạc nói. Ngươi chính là Diệp Dương. Dương Diệp kinh ngạc. Ngươi biết ta à? Kiếm tu thanh niên lại nhìn Dương Diệp một hồi rồi khẽ gật đầu. Có nghe nói một số chuyện về ngươi ở chiến giới. Ừ, ngươi chờ một chút, đại trưởng lão đang bế quan, để ta đi thông báo. Dương Diệp nói.
Đa tạ. Kiếm tu thanh niên hơi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Kiếm kinh, có thể cảm nhận được bản thể của ngươi ở đâu không? Trầm mặc một lát, kiếm kinh nói. Có thể cảm nhận một cách mơ hồ, có điều, không rõ ràng lắm, chắc là bị thứ gì đó ngăn cách. Dương Diệp hơi gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn tòa cung điện ở xa xa. Lần này mục đích của hắn chính là bản thể của kiếm kinh, chỉ cần tìm được bản thể của kiếm kinh hắn sẽ đi ngay. Hy vọng tất cả sẽ thuận lợi. Hắn thật sự không muốn bị đuổi giết khắp nơi. Không lâu sau, kiếm tu thanh niên lúc trước xuất hiện trước mặt Dương Diệp, hắn làm thủ thế mời. Dương Diệp hơi gật đầu, sau đó tiến vào trong đại điện có chút trống trải, bên trong không hề có ghế, hơn nữa ánh sáng trong điện rất ảm đạm, tạo cho người ta một loại cảm giác áp bức vô hình. Không lâu sau, một lão giả xuất hiện trước mặt Dương Diệp, chính là đại trưởng lão Cổ Kiếm Tông lúc trước tới Diệp gia tìm hắn. Dương Diệp thi lễ với đại trưởng lão. Bái kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão quan sát Dương Diệp một lúc. Vì sao lại về thế? Dương Diệp nói. Chiến thành của chiến giới đã bị phá, nhân loại chạy trốn khắp nơi, ta ở lại đó cũng không có tác dụng gì, cho nên muốn trở về nghiên tu kiếm đạo. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Ngươi là cảm thấy ở đó không còn gì để lịch lãm, đúng không? Dương Diệp. Đại trưởng lão bấm tay búng một cái, một tờ giấy màu vàng xuất hiện trước mặt Dương Diệp, bên trên ghi lại những chuyện hắn làm ở chiến giới, trong đó bao gồm cả chuyện hắn trảm sát cường giả ngũ giới. Đương nhiên chuyện trong vạn giới đồ thì bên trên không viết. Dương Diệp trầm mặc. Đại trưởng lão nói. Ngươi là kiếm tu. Trước kia chưa bao giờ nghe nói về ngươi. Cổ Kiếm Tông ta đã điều tra lai lịch của ngươi từ lâu nhưng không tra được gì. Phải nói là chỉ tra được chuyện ngươi là con tư sinh của Diệp gia. Mà Diệp gia dường như cũng đã thừa nhận, nhưng theo chúng ta vẫn có rất nhiều chỗ khả nghi, Dương Diệp nhìn về phía đại trưởng lão. Vậy đại trưởng lão cho rằng ta là ai? Đại trưởng lão nhìn thẳng vào Dương Diệp. Đây cũng là chuyện mà chúng ta muốn biết. Dương Diệp cười nói. Ta chính là một đứa con tư sinh của Diệp gia, đây là thân phận của ta. Đại Tê Xê Ưởng lão nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Đại trưởng lão, ở đây ít nhất có ba vị cư cường giả ngũ giới, hai vị chủ cảnh, thậm chí còn có người mạnh hơn. Bọn họ trốn không bóng tối, nào để ta đoán nhé, các ngươi là muốn động thủ với ta à? Tay phải đại trưởng lão vẫy nhẹ. Lập tức những người đang ẩn mình trong bóng tối toàn bộ biến mất. Chỉ là sau khi những người đó đi rồi, đại trưởng lão nhìn về phía Dương Diệp, thần sắc có chút phức tạp. Tiểu tử, ngươi là một kiếm tu tán tu, có thể đi được tới trình độ này, cái dựa vào không phải là thiên phú, mà là ý chí và kiếm tâm. Đây chính là cái mà chúng ta coi trọng, bởi vì thiên phú rất nhiều lúc thật sự không quý bằng loại người có ý chí cường đại. Nhưng... Cổ Kiếm Tông chúng ta từ xưa tới nay đã truyền thừa vô số năm, thật sự không muốn dẫn sói vào nhà. Dương Diệp cười nói. Nếu Cổ Kiếm Tông không tin ta có thể đi. Nghe vậy, hai mắt đại trưởng lão lập tức híp lại, mà Dương Diệp cũng không nói gì, xoay người bước đi. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra là muốn ở lại Cổ Kiếm Tông, hắn càng tỏ vẻ muốn ở lại thì đối phương sẽ càng cho rằng hắn có vấn đề. Ngược lại. Hắn càng ra vẻ muốn đi thì đối phương mới có thể giữ hắn lại. Quả nhiên, khi hắn đi đến cửa đại điện, đại trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Ngươi hiện tại là đệ tử chân truyền của Cổ Kiếm Tông ta. Dương Diệp nhìn về phía đại trưởng lão cười nói. Lâu ngày sẽ thấy lòng người. Nói xong, hắn bấm tay búng một cái, một chiếc lệnh bài xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Trên lệnh bài khắc một chữ, chân, nho nhỏ. Lệnh bài của đệ tử chân truyền. Dương Diệp thu lấy lệnh bài, lúc này, đại trưởng lão lại nói. Trong Cổ Kiếm Tông ngươi có thể tới hai nơi, kiếm động, kiếm bảo các, trong kiếm bảo các có thần khí, ngươi có thể đi thử thời vận, ở đó ngươi không thể chọn chúng, chỉ có thể là chúng chọn ngươi, nếu có thần khí nguyện ý đi theo ngươi, đó chính là tạo hóa của ngươi. Ngoài ra còn có thể miễn phí tới các nơi tu luyện lớn của Cổ Kiếm Tông, những nơi này có linh khí tinh thuần nhất. Có thể trợ giúp rất lớn đối với sự tu luyện của ngươi. Kiếm động. Dương Diệp cố ý hỏi. Đại trưởng lão nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đó là một trong những bí cảnh của Cổ Kiếm Tông ta, bên trong có rất nhiều tiền bối của Cổ Kiếm Tông ta năm đó tọa hóa,
tọa hóa, bọn họ sẽ truyền thừa của mình. Đương nhiên, còn truyền thừa cả một thân bảo bối của họ. Đối với những cái này, Cổ Kiếm Tông chúng ta cũng không cưỡng đoạt lấy. Tất cả tùy duyên, phàm là đệ tử chân truyền, hoặc là đệ tử lập được công lớn đều có thể đi vào thử cơ hội, người cũng có thể đi thử. Dương Diệp gật đầu. Được, có thời gian ta sẽ tới xem thử. Đại trưởng lão lại nói. Ở chỗ chúng ta, bình thường không có hạn chế gì, nhưng một khi tông môn có lệnh triệu hoán khẩn cấp, bất kể ở đang ở đâu cũng phải quay về, nếu không sẽ bị xử phạt rất nặng, nhớ lấy. Nói xong hắn xoay người rời đi. Trong điện, Dương Diệp nhìn lệnh bài trong tay, sau đó xoay người rời đi. Tới kiếm bảo các trước đi. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Kiếm Kinh lạnh lùng nói. Hiện tại nếu tới kiếm động, hành vi sẽ có chút quỷ dị, rất có thể sẽ dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, thế là hắn liền đi về phía kiếm bảo các. Sau khi Dương Diệp đi rồi, đại trưởng lão đó lại xuất hiện ở đại điện đại điện, hắn chăm chú nhìn theo bóng dáng của Dương Diệp, trầm mặc không nói gì. Không biết từ khi nào, bên cạnh đại trưởng lão xuất hiện một mỹ phụ đầu bạc. Mỹ phụ thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, mái tóc trắng không khiến cho nàng ta trông già nua, bởi vì da thịt nàng ta trắng mốt, không hề có một nếp nhăn nào, ngược lại mái tóc trắng ấy càng khiến cho mỹ phụ trông đầy vận vị. Ngươi vẫn có chút lo lắng à? Mỹ phụ đột nhiên nói. Đại trưởng lão gật đầu. Tuy Diệp gia đã thừa nhận, nhưng lai lịch của hắn, thiên phú của hắn, thực lực của hắn, thật sự rất không tầm thường. Hơn nữa, hắn đi được tới bước này, nhất định có kỳ ngộ của mình, nói hắn muốn gia nhập Cổ Kiếm Tông ta là vì kiếm kỹ thì ta thật sự không tin. Mỹ phụ lắc đầu. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Đại trưởng lão nhìn về phía Mỹ phụ. Kẻ này cho dù có chút mục đích, cũng tuyệt đối không phải là loại người lòng muông dạ thú, bằng không hắn cũng sẽ không đi tới được bước này. Cổ Kiếm Tông ta cứ đối đãi tốt với hắn, về phần sau này hắn đối đãi với Cổ Kiếm Tông ta thế nào, đó là chuyện của hắn, nhưng hiện tại, Cổ Kiếm Tông ta không thể bất nhân trước. Đại trưởng lão trầm mặc hồi lâu, sau đó hơi gật đầu. Hiểu rồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mỹ Phụ. Không ngờ ngài lại tự mình ra xem hắn. Mỹ Phụ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Trên người hắn, không đơn giản. Dương Diệp đi tới kiếm bảo các, sau khi trưng ra lệnh bài đệ tử chân truyền, hắn thuận lợi tiến vào kiếm bảo các. Kiếm bảo các vô cùng to lớn, giống như một tòa thành nhỏ, điều này thật sự nằm ngoài sự tưởng tượng của Dương Diệp. Rất nhanh, hắn phát hiện, nơi này kỳ thật là một không gian độc lập. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trong bóng tối xung quanh có một số khí tức mờ mịt. Không cần phải nói cũng biết, đều là những thần khí đó. Hơn nữa, số lượng không ngờ còn không ít, khoảng 30 cái, đây còn chỉ là những cái mà hắn cảm nhận được. Dương Diệp có chút kinh hãi, thần khí ở đây không ngờ lại nhiều như vậy. Đừng giật mình. Lúc này, thanh âm của Kiếm Kinh đột nhiên vang lên trong đầu Dương Diệp. Đây là nội tình được truyền thừa vô số năm của Cổ Kiếm Tông mà, nội tình. Dương Diệp gật đầu. Đi một hồi. Dương Diệp phát hiện, không có thần khí nào chọn hắn, điều này khiến cho hắn có chút xấu hổ. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, có chút cảm khái, nếu Tiểu Bạch ở đây, chắc toàn bộ thần khí của kiếm bảo các đều sẽ bị Tiểu Bạch lấy đi. Nàng ta tuyệt đối của năng lực này. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa đó hiện tại không biết đang vui đùa ở đâu. Đi sâu vào trong đi. Kiếm Kinh đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh thanh âm của Kiếm Kinh lại vang lên. Bên phải. Dương Diệp quay đầu, ở đó trống không chẳng có gì. Kiếm vực. Kiếm Kinh nói. Dương Diệp hơi gật đầu, lặng lẽ thi triển ra kiếm vực. Rất nhanh, dưới sự bao phủ của kiếm vực, hắn nhìn thấy một thanh kiếm. Một thanh kiếm trong suốt. Giống như được đúc thành từ không khí vậy. Nhìn thấy thanh kiếm này, mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, thanh kiếm này rất thú vị. Mà đúng lúc này, thanh kiếm này định trốn, Dương Diệp vội vàng dùng kiếm vực trấn áp nó. Ngay sau đó, hắn bấm tay búng một cái, một luồng kiếm quang trực tiếp bao phủ thanh kiếm này, không ngờ nó lại phản kháng kịch liệt. Không nể mặt nhau à? Dương Diệp ngây người, sau đó dùng trấn giới ấn trực tiếp trấn áp, không chỉ như vậy, hắn còn vận dụng chư thiên ấn. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên trong điện. Đừng có phá quy củ. Quy củ.
Dương Diệp ngây người, lúc này hắn đột nhiên nhớ ra, ở đây không được dùng sức mạnh. Do dự một thoáng, Dương Diệp thu hồi hai cái ấn, cũng triệt hồi kiếm vực. Thanh kiếm đó lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Dương Diệp nhún vai, cũng không cưỡng cầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn xoay người rời đi, lúc này, kiếm kinh đột nhiên nói. Cứ đợi tí đã. Dương Diệp dừng bước, đang định lên tiếng, lúc này, hắn phát hiện kiếm kinh đang liên hệ với thanh kiếm đó. Qua một lúc, đột nhiên, thanh kiếm trong suốt lúc trước trực tiếp bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó hóa thành một luồng kiếm quang chui vào giữa trán Dương Diệp. Thanh kiếm đó trực tiếp tiến vào thức hải của Dương Diệp. Cái này, Dương Diệp kinh ngạc, kiếm kinh nói, ta làm một cuộc giao dịch với nó. Giao dịch gì? Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh nói, trong 10 năm sẽ giúp nó trở thành siêu thần khí. Dương Diệp. Kiếm kinh lại nói, đừng lo, người không làm được, nhưng Tiểu Bạch thì làm được. Trong 10 năm này, nó sẽ phối hợp với ngươi. Dương Diệp cười hắc hắc, sau đó nói. Kiếm kinh, người có thể khiến tất cả thần khí ở đây đều. Đừng hòng. Kiếm kinh lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng họ sẽ để mặc ngươi lấy đi hết những thần khí này à? Không được đâu, những nội tình này, mất đi một thanh thôi cũng khiến bọn họ đau lòng rồi. Chớ có tham lam. Dương Diệp cười xấu hổ, sau đó ra khỏi đại điện. Trong đại điện lại vang lên một tiếng thở dài. Kiếm bảo các rời khỏi kiếm bảo các, Dương Diệp không lập tức tới kiếm động, mà là về nơi ở của mình. Trong phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong tháo, Dương Diệp gọi thanh kiếm đó ra. Nó tên là Không Minh, là kiếm của một vị cường giả thượng cổ của Cổ Kiếm Tông để lại, từng có duyên với ta vài lần. Đặc tính của nó chính là trong suốt, nói một cách đơn giản, nó xẹt qua không gian sẽ không tạo thành dao động không gian. Nếu cộng thêm bầu kiếm của ngươi và vực của ngươi, làm phi kiếm chém ra, thật sự đúng là quỷ thần khó lường. Kiếm kinh nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó tay phải vẫy một cái. Thanh Không Minh này lập tức bay vào trong bầu kiếm bên hông hắn. Tâm niệm khẽ động. Ngoài vạn dặm, một đóa mây trắng lặng lẽ từ một tách thành hai. Vô thanh vô tức. Khóe miệng Dương Diệp nhếch lên, thanh kiếm này thật sự rất thú vị. Một kiếm vừa rồi không có kiếm quang, không có quỹ tích, ngay cả một chút khí tức cũng không có, điều này rất là khủng bố. Nếu cộng thêm kiếm vực, vậy thì càng khủng bố hơn. Kiếm kinh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Nàng ta nhìn xa xa. Thanh kiếm này cộng với kiếm vực của ngươi, không đúng, cho dù không dùng kiếm vực cũng có khả năng dễ dàng miễu sát một vị cường giả ngũ giới. Lực lượng của ngươi, tốc độ của ngươi, uy lực của phi kiếm đã đạt tới trình độ nhất định, khi tốc độ và lực lượng đạt tới trình độ nhất định, pháp tắc mà những cường giả ngũ giới đó lĩnh ngộ ra đều chỉ là hư. Vô! Nói xong, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cũng phải nhớ kỹ. Nếu có người vượt xa ngươi trên lực lượng tốc độ, kiếm vực của ngươi cũng không có tác dụng. Bởi vì đối phương rất có khả năng khi ngươi còn chưa thi triển ra kiếm vực đã miễu sát người rồi. Dương Diệp gật đầu, đạo lý này hắn tất nhiên minh bạch. Hơn nữa, cho dù có kiếm vực, cũng không thể khinh thị bất kỳ một ai. Một khi kiếm vực của hắn bị đối phương phá vỡ, vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi làm quen một chút với thanh vạn minh này, Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp. Sau đó tới kiếm động ở sâu trong một dãy sơn phía sau Cổ Kiếm Tông, nói là kiếm động, không bằng nói kiếm mộ của Cổ Kiếm Tông, nơi đó, vẫn lạc vô số cường giả của Cổ Kiếm Tông từ xưa tới nay. Những cường giả này năm đó không ai không phải là thiên tài siêu cấp, yêu nghiệt siêu cấp. Bởi vì người bình thường không có tư cách vào kiếm động để an giấc ngàn thu. Còn chưa tới gần kiếm động, Dương Diệp phát hiện có mấy đạo thần thức quét lên người hắn. Có điều... Khi thần thức của đối phương quét qua lệnh bài bên hông hắn thì đều rút đi. Hiển nhiên, đối phương nhận ra thân phận của hắn. Nếu hắn không phải đệ tử chân truyền, e là đã sớm bị đuổi đi rồi. Chỉ một lát sau, Dương Diệp tới một cửa động rất lớn, giống như một cửa thành, dài rộng phải tới 10 trượng. Ở cửa động một lão giả mặc áo đay đang nằm. Dương Diệp nhìn lão giả áo đay đó, hơi thi lễ, sau đó đi vào trong động. Lúc này một thanh kiếm đột nhiên bồng bềnh trước mặt Dương Diệp, rất nhanh kiếm nằm ngang chỉ vào Dương Diệp. Quay đầu nhìn lão giả áo đay, sau đó lấy ra lệnh bài đệ tử chân truyền của mình. Nhưng mà thanh kiếm đó vẫn vắt ngang ở kia, không nhúc nhích. Dương Diệp nhíu mày,
hắn lại nhìn về phía lão giả đó. Tiền bối, ta là đệ tử chân truyền. Lão giả áo đay lật người, đưa lưng về phía Dương Diệp, không nói gì. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, rút kiếm ra chém một cái. Bù! Một kiếm chém xuống, thanh kiếm trước mặt hắn trực tiếp bị chém bay, mà lúc này lão giả đó ở cách đó không xa đột nhiên đứng lên, Dương Diệp nhìn lão giả một cái rồi đi vào trong sơn động. Nể mặt mà không biết điều. Ngay khi Dương Diệp bước vào sơn động, lão giả đó ở cách đó không xa bấm tay búng một cái. Bù! Một thanh kiếm quang lóe lên, kiếm quang đâm thẳng vào giữa trán Dương Diệp. Tốc độ cực nhanh, khiến cho Dương Diệp thiếu chút nữa thì không phản ứng kịp. Dương Diệp sắc mặt không đổi, tâm niệm khẽ động, trong bầu kiếm bên hông một thanh kiếm bắn ra. Ở trước mặt Dương Diệp, một đạo kiếm quang rực rỡ đột nhiên lóe lên, sau đó thì một thanh kiếm bay ngược lại. Cách đó không xa, trong mắt lão giả đó hiện lên vẻ kinh ngạc. Thú vị đấy. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão giả, ngay sau đó, một kiếm chém xuống. Lão giả khẽ lắc đầu. Không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn đột nhiên bấm kiếm quyết, trong nháy mắt, từng đạo kiếm quang đột nhiên vây chặt bốn phía xung quanh Dương Diệp. Tỏa kiếm quyết. Lúc này, thanh âm của kiếm kinh vang lên trong đầu Dương Diệp. Ngươi cứ làm thế này, tay phải đâm lên trước, tay trái. Dương Diệp không hoài nghi lời nói của kiếm kinh, trực tiếp nghe theo, tay phải giơ kiếm đâm ra. Theo một loạt động tác của Dương Diệp, kiếm đang vây xung quanh hắn lập tức biến mất vô tung vô ảnh, không chỉ như vậy, lão giả đó lại liên tục lui về phía sau mấy trượng. Sao có thể? Lão giả nhìn Dương Diệp với vẻ kinh ngạc. Ngươi sao có thể phá giải tỏa kiếm quyết này của ta? Thanh âm của lão giả đột nhiên im bặt, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện mặt hắn, ngay sau đó, một thanh kiếm chém thẳng xuống người lão giả. Cùng lúc đó, Dương Diệp hai thanh phi kiếm cũng chém ra. Hắn không thanh không minh, hắn sợ lão nhân này không đỡ được, sau đó trực tiếp bị miểu sát. Ở đây đánh nhau thì được, nhưng nếu giết người thì rất khó giải quyết. Hơn nữa lão nhân này cũng không có sát ý đối với hắn. Nhìn thấy hai thanh phi kiếm đó chém tới, trong mắt lão giả hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng động tác cũng không chậm, bấm tay búng liên tục. Vù vù. Dương Diệp và hai thanh kiếm trực tiếp bị một cỗ kiếm quang cường đại đẩy lui rồi trăm trượng. Dương Diệp lại muốn ra tay thì lúc này tay phải của lão giả tóm về phía trước. Ong! Một tiếng kiếm minh vang lên xung quanh Dương Diệp, ngay sau đó, không gian ở bốn phía đột nhiên có thêm vô số thanh kiếm khí, những kiếm khí này tầng tầng lớp lớp, mũi kiếm toàn bộ bao phủ Dương Diệp. Không chỉ như vậy, còn có một cỗ kiếm ý cường đại trấn áp vị trí Dương Diệp đang đứng. Phá thế nào bây giờ? Dương Diệp vội vàng hỏi. Một lát sau, kiếm kinh lạnh lùng nói. Không phá được, vượt qua phạm vi thực lực hiện tại của ngươi rồi, trừ phi là dùng kiếm vực. Dương Diệp chớp chớp mắt, sau đó hắn thu hồi kiếm, nhìn về phía lão giả đó. Tiền bối, chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Lão giả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 173.